Đại Hào Môn. Chương 1131, Tẩu Hỏa Nhập Ma. Ngươi là Kim Châu Thành đến, ngươi là cái nào y quán lang trung? Nghe xong Tiêu Phàm lời ấy, còn sư thúc lập tức đổi nhan tương hướng, vội vã hỏi. Tiêu Phàm mỉm cười, nói tại hạ tại Kim Châu Thành chỉ là vô danh tiểu bối, lại là không nhọc còn đạo hữu xin hỏi. Bất quá, mặc kệ Triệu Môn chủ bị bệnh gì, 10.000 năm định gió quả cùng 5.000 năm hơi thở gió cây, cũng không thể hỗn dùng, đây là không hề nghi ngờ. Nếu không, sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Còn sư thúc trên mặt lộ ra vẻ trần trờ, nói thật sao? Ta làm sao nghe lang trung nói, hơi thở gió cây cùng định gió quả đồng dạng hữu hiệu, là có thể tương hỗ thay thế. Không nói những này, Phạm đạo hữu đã là Kim Châu Thành lang trung, khẳng định là cực có bản lĩnh, mời cùng còn nào đó đi một chuyến đi. Chỉ cần Phạm đạo hữu y tốt Triệu sư huynh, ta ngỗi võ cửa tuyệt không bạc đãi Phạm đạo hữu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng gật đầu, còn sư thúc lập tức vui mừng quá đỗi, luôn miệng mời. Mặc dù hắn cũng không từng chứng kiến Tiêu Phàm bản sự, nhưng bệnh lâu người, tựa như người chết chìm, phàm là có một cọng rơm, cũng muốn tóm chặt lấy không thả. Huống chi người này có kim đan hậu kỳ tu vi, lại tự xưng hiểu được y thuật, nói không chừng tại Kim Châu Thành cũng là cực có danh vọng lang trung. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Còn sư thúc mặc dù mới vừa từ Kim Châu Thành trở về, nhưng Kim Châu Thành lớn như vậy, y quán san sát, nguyên anh kỳ lang trung đều có không ít, còn sư thúc cũng không có khả năng mỗi vị lang trung đều nhận biết. Lập tức một nhóm ba người rời đi truyền tống đại điện, tiến về ngỗi võ cửa tổng đàn. Hồng Vũ Thành cố nhiên là Quý Minh quốc đô thành, nhưng toàn bộ Nhạc Tây địa khu đều cực kỳ vắng vẻ, tính được là vực ngoại man di chi địa, so sánh với Nam Châu đại lục phồn hoa hưng thịnh, kia là hoàn toàn không thể so sánh nổi. Hồng Vũ Thành quy mô, xa xa không đuổi kịp Kim Châu Thành. Chẳng qua nếu như thả ở trung thổ giới, đó cũng là hiếm thấy thành phố lớn. Ngỗi võ cửa có thể chiếm cứ lấy Quý Minh quốc đô thành, ở đây khai tông lập phái, không hề nghi ngờ. Là Quý Minh quốc lớn nhất tông môn, Tiêu Phàm tại Vu Linh Cốc thời điểm, đã từng tìm đọc qua tương quan điển tịch, biết ngỗi võ cửa danh xưng là Nam Châu đại lục chính đạo 10 đại tông môn một trong chân vũ môn chi nhánh, về phần là thật hay không, kia liền không nói được. Ngỗi võ cửa tổng đàn tại Hồng Vũ Thành đông bắc chỗ, liên tiếp phiến rậm rạp sơn lâm. Xanh tươi tốt, cảnh sắc không tồi, chỉ bất quá đề phòng xâm nghiêm, một mảnh túc sát chi khí. Đoán chừng là bởi vì lệ thú sơn mạch dẫn phát ma thú thú triều nguyên nhân. Thật không biết thế giới dưới lòng đất đến cùng chuyện gì xảy ra, đến mức quỷ vật cùng ma thú bốn phía tán loạn, mà lại rõ ràng thực lực tăng nhiều dáng vẻ. Loại tình hình này, khả năng không lớn là bởi vì thế giới dưới lòng đất tự thân biến cố tạo thành, hẳn là đạt được một loại nào đó mạnh hữu lực chi viện. Mới dám lần nữa thoát ra mặt đất đến, công nhiên hướng toa ma giới tu chân đồng đạo tuyên chiến. Liên tưởng đến Bắc Minh biển cả chỗ sâu cấm địa dị thường không gian ba động, chẳng lẽ thế giới dưới lòng đất lại một lần nữa cùng thất dạ giới tương thông rồi? Quả thật như thế, kia giao diện đại chiến liền thật sự có khả năng khởi động lại. Chỉ bất quá những chuyện này, tạm thời còn chưa tới phiên Tiêu Phàm đi quan tâm. Hắn cố nhưng đã tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ, tại toa ma giới, cũng coi là tu sĩ cấp cao. Lại cơ bản tính được là một người cô đơn. Bách Hùng Bang thực lực cùng những cái kia chân chính đại tông môn tương đối mà nói, không đáng giá nhắc tới. Giao diện đại chiến, đầu tiên muốn nhọc lòng chính là Thái Thượng Tông Hạo Thiên Tông Thái Cực Môn những này siêu cấp đại tông môn đại nhân vật. Tại còn sư thúc dẫn dắt phía dưới, một nhóm ba người không trở ngại chút nào. Tiến vào ngỗi võ cửa tổng đàn, thẳng đến môn chủ ở cung điện mà đi, những nơi đi qua, mọi người nhao nhao hướng còn sư thúc hành lễ. Kính cẩn vô so, mãi cho đến một cái vườn hoa trước đó. Mới rốt cục gặp ngăn cản. Bất quá hai tên phòng thủ đệ tử vẫn còn cung kính hướng còn sư thúc hành lễ, thấp giọng nói, sư thúc, ngài trở về rồi. Còn sư thúc nhẹ gật đầu, cũng không có cưỡng ép muốn tiến vào vườn hoa, trầm giọng hỏi, môn chủ đâu? Khởi bẩm sư thúc, môn chủ tại khóa vàng trong trận. Tại khóa vàng trong trận, hiện ở thời điểm này, không sẽ không có chuyện gì sao? Còn sư thúc sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Phòng thủ đệ tử liếc nhau, lắp bắp nói, sư thúc. Ngài đi Nam Châu Đại Lục về sau, sư phụ bệnh tình càng ngày càng lợi hại, hiện tại cơ hồ mỗi ngày đều đợi tại khóa vàng trong trận, bằng không mà nói, căn bản là không trấn áp được. Chấm ngoặc kép, tại sao có thể như vậy? Còn sư thúc sắc mặt âm trầm phải như là muốn nhỏ xuống nước tới. Tiêu Phàm song mi nhíu chặt, trầm giọng hỏi, còn đạo hữu, đây là có chuyện gì? Còn sư thúc liếc hắn một cái, lắc đầu, không nói gì. Tiêu Phàm có chút không vui nói, còn đạo hữu.
ngươi mời ta tới cấp cho quý môn chủ xem bệnh, lại cái gì cũng không chịu nói cho ta, bệnh này làm sao chữa? Phạm đạo hữu, ngươi thật có thể trị hết ta sư huynh bệnh. Tiêu Phàm liền cười, cười lắc đầu, nói, còn đạo hữu, lời nói không phải nói như vậy, có phải là có thể trị hết bệnh, không có cái nào lang trung dám đánh cược. Nhưng bệnh nhân đến cùng là thế nào cái tình hình, cũng nên nói cho lang trung nghe một chút ha. Không phải làm sao chữa bệnh, nhìn qua, lão thượng ngươi không nghĩ là loại kia không thông đạo lý người a. Còn sư thúc cắn răng, tựa hồ là hạ quyết tâm, nói, là như vậy, Phạm đạo hữu, ta sư huynh trước đó vài ngày luyện công ra chút ngoài ý muốn. Chấm ngoặc kép, luyện cái gì công, xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Tiêu Phàm không khách khí chút nào đánh gãy hắn, hỏi. Cụ thể luyện cái gì công, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá là cường hóa thần thức công pháp. Cũng không biết là công pháp này có vấn đề gì, hay là đang luyện công lúc gây ra rủi ro, tóm lại ta sư huynh khoảng thời gian này luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, tính tình cũng biến thành cực kỳ táo bạo. Vì vậy, chúng ta chuyên môn xây một cái bát môn khóa vàng trận. Trận pháp này là tổ sư nhóm còn sót lại, một khi sư huynh phát giác khó mà tự chế thời điểm, liền tự hành tiến vào khóa vàng trong trận, mượn lực trận pháp, trợ hắn ngưng thần tĩnh khí. Chấm ngoặc kép, mặc dù còn sư thúc nói đến hàm hàm hồ hồ, Tiêu Phàm lại cơ bản rõ ràng. Cái này ngỗi võ từng môn chủ Triệu Thiên Khuê là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Cường hóa thần thức công pháp và đan dược, nguyên bản liền cực kỳ nguy hiểm. Tiêu Phàm vẫn luôn tại phục dụng, Thái Thanh Hoa Linh Đan. Liền đối tăng tiến vào thần niệm chi lực có hiệu quả. Bất quá Tiêu Phàm tại luyện chế thời điểm đặc biệt cẩn thận, từ đầu đến cuối khống chế hai lá tham gia mấy vị chủ dược dùng lượng, tại điều phối đan phương lúc, đặc biệt giảng cứu văn võ trung sức, tuyệt không chịu tham công bốc lên tiến vào. Cái này, Thái Thanh Hoa Linh Đan, không hổ là thượng cổ lúc sau lưu lại kỳ phương, mặc dù hắn dưới mắt đã tiến giai nguyên anh trung kỳ, đan dược tăng tiến vào thần niệm chi lực công hiệu không giảm chút nào. Riêng lấy lực lượng thần thức mà nói, hắn đã không tại bình thường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới. Triệu Thiên Khuê lấy bát môn khóa vàng trận bản thân chấn áp, cũng coi là không còn cách nào. Trước đó vài ngày, ta đi các ngươi Kim Châu Thành tìm thuốc thời điểm. Sư huynh mỗi ngày sử dụng khóa vàng trận thời gian cũng không cao hơn 2 canh giờ, bình thường đều là tại giờ tí cùng buổi trưa, không nghĩ tới bây giờ bệnh tình đã chuyển biến xấu đến tình trạng như thế, cần cả ngày đợi tại khóa vàng trong trận. Còn sư thúc vừa nói vừa lắc đầu, có chút buồn nản. Ngũi võ cửa sở dĩ uy chấn quý minh quốc, lãnh tụ quần tu. Dựa vào chính là vị này nguyên anh trung kỳ tu vi Triệu môn chủ, một khi Triệu Thiên Khuê xảy ra ngoài ý muốn, ngũi võ cửa tại quý minh quốc tu chân giới địa vị, lập tức liền sẽ rớt xuống ngàn trượng, mặc dù không đến mức từ lớn trong tông môn xóa tên, lại tối thiểu sẽ không còn có lúc trước uy phong. Tiêu Phàm nói, chúng ta vào xem một chút đi. Thật, chấm ngoặc kép, phòng thủ đệ tử vừa mới mở ra vườn hoa đại môn. Liền chỉ nghe một trận kinh thiên động địa tiếng vang. Tựa hồ toàn bộ đại địa đều tại ầm ầm không ngừng run rẩy. Chuyện gì xảy ra, còn sư thúc không khỏi quá sợ hãi. Sư thúc, giống như, tựa như là khóa vàng trận bên kia, xảy ra phiền toái. Chấm ngoặc kép, đại đầu nhân đủ hưng tử càng là sắc mặt đại biến, kêu lên. Hỏng bét, chấm ngoặc kép, còn sư thúc trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Một khi bát môn khóa vàng trận không chấn áp được, Triệu Thiên Khuê thoát khốn mà ra. Toàn bộ Hồng Vũ Thành, ai có thể kềm chế được hắn? Làm không tốt chính là một trận đại sát lục. Sư thúc, làm sao bây giờ? Rất hiển nhiên, đủ hưng tử cũng nghĩ đến cái này kinh khủng hậu quả. Triệu Thiên Khuê thế nhưng là toàn bộ quý minh quốc tu chân giới đệ nhất cao thủ, nếu là hắn bị hóa điên. Toàn bộ Hồng Vũ Thành lập tức liền sẽ máu chảy thành sông. Mà đứng mũi chịu sào thì là ngỗi võ cửa những đệ tử này. Nhanh, lập tức đi tới, tăng cường khóa vàng trận chấn áp chi lực. Chấm ngoặc kép, đã tới không kịp, Tiêu Phàm nhẹ nói, cái gì, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, ầm ầm nổ vang, phía trước một cái thiền điện đỉnh chóp bị đồng loạt nhấc lên, một đạo hạnh bóng người màu vàng phóng lên tận trời, mang theo cuồng bạo vô so khí tức, hướng bên này bổ nhào mà tới. Sư phụ, chấm ngoặc kép, đủ hưng tử kêu to, Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, sớm đã thấy rõ ràng, cái này hạnh bóng người màu vàng là một tên hơn 40 tuổi nam tử trung niên, mặt chữ quốc, mày rậm mắt to. Tướng mạo uy nghiêm, chỉ bất quá giờ phút này lại mặt mũi tràn đầy điên cuồng chi ý, trong hai mắt, sát cơ tất hiện, điên cuồng vô so. Thân bên trên tán phát linh lực ba động, cực kỳ cường đại, nhiễm nhưng đã tiến giai nguyên anh trung kỳ nhiều năm. Không thể nghi ngờ, người này chính là ngỗi võ từng môn chủ Triệu Thiên Khuê. Trong nháy mắt, Triệu Thiên Khuê liền đến phụ cận, một chưởng hướng đủ hưng tử đánh tới.
Trong chốc lát cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét, khiến người rất cảm thấy áp bách, hô hấp không thông suốt. Đỗ Hưng Tử lập tức ngay cả khí đều không kịp thở, muốn đợi né tránh, cả người giống như tiếp nhận vạn cân trọng áp, hai chân một mực dính trên mặt đất, ngay cả nửa phân đều khó mà di động, nháy mắt mặt như màu đất, khàn cả giọng kêu lên, sư phụ, là ta a, là ta. Sư thúc cứu mạng, chấm ngoặc kép, tiếng kêu thê lương vô so. Sư huynh, còn sư thúc quát khẽ một tiếng, đâm nghiêng bên trong một chưởng đánh ra, nghênh đón tiếp lấy. Triệu Thiên Khuê tay trái vung lên, lại là một cỗ đại lực tuôn ra. Còn sư thúc bất quá là nguyên anh sơ kỳ tu vi, cảnh giới thấp hơn nhiều Triệu Thiên Khuê, mà lại Triệu Thiên Khuê lại đang đứng ở trong điên cuồng, mỗi một cái xuất thủ đều là dốc hết toàn lực, cuồng bạo vạn phân. Hai cỗ đại lực một phát, còn sư thúc kêu lên một tiếng đau đớn, đăng đăng đăng, liền lùi mấy bước, kém chút một phát ngã ngồi, một gương mặt đỏ bừng lên, như muốn nhỏ máu đi xuống. Sư phụ, đừng có giết ta, chấm ngoặc kép, Đỗ Hưng Tử dọa đến âm thanh kêu to, liền mảy may chống đỡ chi lực đều không có, mắt thấy Triệu Thiên Khuê một chưởng đã đánh tới trước mặt, không khỏi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Triệu môn chủ, hạ thủ lưu tình, đúng lúc này, chỉ nghe Tiêu Phàm thấp giọng quát nói, một cỗ to lớn cự lực từ bên cạnh vọt tới. Oanh, chấm ngoặc kép, hai cỗ cự lực tương giao, Triệu Thiên Khuê rên lên một tiếng, thân thể bỗng nhiên lui về sau ra mấy trượng bên ngoài, miệng hơi mở, phun ra một ngụm máu tươi. Tiêu Phàm lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, chậm rãi đưa bàn tay thu hồi, lông tóc không thương. Chấm ngoặc kép, vừa mới trở về từ cõi chết Đỗ Hưng Tử lập tức mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Chương 1132, phân cân thác cốt thủ. Cái này sao có thể? Giao thủ chỉ một chiêu, sư phụ liền thụ thương thổ huyết. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích toàn lực, chẳng lẽ không phải là kim đan hậu kỳ tu sĩ đứt gân gãy xương, chết không toàn thây a? Làm sao ngược lại là sư phụ thổ huyết? Bất quá, chậm đã. Lúc này, Phạm Đạo Hữu bỗng nhiên ở giữa, khí tức tăng vọt, vượt xa kim đan hậu kỳ, trực tiếp bước vào nguyên anh kỳ cảnh giới, mà lại là nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, trên thân lộ ra linh áp cường đại, không chút nào tại Triệu Thiên Khuê phía dưới. Phạm Đạo Hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, chẳng những Đỗ Hưng Tử, ngay cả còn sư thúc cũng cả kinh trợn mắt hốc mồm. Cái này họ Phạm, nguyên lai vậy mà là nguyên anh trung kỳ đại cao thủ, đang giả heo ăn thịt hổ. Chẳng lẽ hắn là chuyên đến nơi đây ám toán bản môn môn chủ? Đang lúc hai người đầu óc choáng váng thời điểm, bên kia tòa Triệu Thiên Khuê đã lau miệng một cái bên cạnh vết máu, hai tay chấn động, lại chuẩn bị lần nữa động thủ, trong mắt điên cuồng chi ý càng sâu. Phích lịch một tiếng, một cái hoàng kim như ý tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, ở giữa không trung biến thành cao mấy trượng thấp, hồ quang điện lập lòe, ầm ầm chút xuống, trong khoảnh khắc hình thành một cái cự đại lôi võng, đem Triệu Thiên Khuê bao phủ nó hạ. Ngay sau đó, bóng người lóe lên, Tiêu Phàm liền từ nguyên địa mất đi bóng dáng. Triệu Thiên Khuê mặc dù đã ở vào điên cuồng trạng thái, nhưng cũng biết không ổn, cổ tay khẽ đảo, liền muốn tế ra pháp bảo. Sau một khắc, hắn không khí bên người bỗng nhiên lên một trận như nước gợn vặn vẹo, Tiêu Phàm thân hình bỗng nhiên nổi lên. Triệu Thiên Khuê kinh hãi, không cần suy nghĩ, không kịp tế ra pháp bảo, ống tay áo lắc một cái, liền hướng Tiêu Phàm một chưởng đánh ra. Tiêu Phàm khẽ vươn tay, năm ngón tay như câu, một thanh liền lấy ở hắn mạch môn. Phân cân thác cốt thủ, Tiêu Phàm miệng bên trong quát khẽ một tiếng. Sau đó, tất cả mọi người nghe tới gân cốt sai chỗ, răng rắc, âm thanh, cùng Triệu Thiên Khuê thống khổ tiếng rên rỉ, toàn bộ cánh tay phải. Cứ như vậy mềm nhũn rủ xuống, thế giới phàm tục võ thuật, cái này sao có thể? Còn sư thúc tựa hồ đối với thế giới phàm tục võ thuật có hiểu biết, thấy nghẹn họng nhìn chân chối, hoàn toàn không dám tin. Thế giới phàm tục võ thuật, vậy mà làm tại nguyên anh trung kỳ đại cao thủ trên thân, có vẻ như còn có hiệu quả. Nhưng cái này sao có thể? Triệu sư huynh chỉ cần duỗi ra một cây ngón tay nhỏ, dù coi như là thế giới phàm tục đứng đầu nhất võ lâm cao thủ. Đó cũng là phấn thân toái cốt hạ tràng. Lý do duy nhất chính là, thi triển cái này, phân cân thác cốt thủ, cũng là một tên nguyên anh trung kỳ đại cao thủ. Dù là Triệu Thiên Khuê công lực thông huyền, lúc này bị phế toàn bộ cánh tay phải, chẳng những đau đến toàn tâm, sức chiến đấu cũng lập tức đại giảm. Nhất là quan trọng chính là, đau đớn kịch liệt, làm cho trong mắt của hắn có một nháy mắt hiện lên một vòng ánh mắt trong suốt. Mặc dù chỉ là lóe lên liền biến mất, nhưng này nháy mắt trì hoãn, đối với Tiêu Phàm mà nói, đã đầy đủ. Khi Triệu Thiên Khuê ánh mắt lại lần nữa trở nên điên cuồng thời điểm, 36 mai chiếu lấp lánh liễu diệp phi đao bắn ra. Nháy mắt đính tại Triệu Thiên Khuê các nơi lớn trên huyệt.
Song phương cách xa nhau gần như vậy, cơ hồ là gần trong gang tấc, đừng bảo là Triệu Thiên Khuê đang đứng ở điên trạng thái, liền xem như hoàn toàn thanh tỉnh. Đó cũng là tuyệt đối không tránh khỏi. Chém giết gần người, cho tới nay, Tiêu Phàm còn chưa hề bại bởi bất kể đối thủ nào. Mặc kệ là người hay là thú, 36 mai liễu diệp phi đao cắm xuống nhập Triệu Thiên Khuê 36 ra đại huyệt, cả thân thể lập tức liền cứng tại nơi đó, động một cái cũng không thể động. Tiêu Phàm thân thể lóe lên, liền đến Triệu Thiên Khuê sau lưng. Một chỉ bắn ra, một đạo hùng hậu hạo nhiên chính khí, từ Triệu Thiên Khuê huyệt ngọc trầm bắn thẳng đến mà vào, nháy mắt thẳng tới trong biển thần thức. Triệu đạo hữu, tỉnh lại. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng, thanh âm tuy thấp, lại như là cuồn cuộn kinh lôi, ầm ầm tại đám người đỉnh đầu ép qua. Triệu Thiên Khuê toàn thân chấn động, điên cuồng ánh mắt dần dần trở nên thanh minh. Bị điện giật lưới ngăn trở bên ngoài còn sư thúc, vốn đã lấy ra pháp bảo, đang chuẩn bị cưỡng ép công phá lưới điện xông vào, thấy thế bận bịu tức ngừng tay đến, thần tình trên mặt vừa khiếp sợ lại là nghi hoặc. Bất quá thoáng qua ở giữa, môn chủ liền bị người này chế trụ rồi. Chẳng lẽ trước mắt vị này Phạm đạo hữu vẫn như cũ giấu giếm mình tu vi thật sự, không phải nguyên anh trung kỳ, mà là nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ. Bằng không mà nói, lại há có thể có to lớn bản lĩnh, vừa ra tay liền chế trụ cùng giai tu sĩ, đừng bảo là sức hoàn thủ, thậm chí ngay cả sức lực chống đỡ đều không có. Kỳ thật, còn sư thúc cũng vẫn là đánh giá cao Tiêu Phàm bản sự. Nếu như ngang tay đối đầu, Triệu Thiên Khuê dù coi như cuối cùng không địch lại, cũng sẽ không giao thủ một cái liền thua trận. Tất nhiên là một cuộc ác chiến. Chỉ bất quá dưới mắt, tình hình lại cực không bình thường. Triệu Thiên Khuê luyện công tẩu hỏa nhập ma, đã ở vào điên trạng thái, phản ứng kém xa bình thường nhanh nhẹn, đối pháp bảo điều khiển càng là khó mà thu phát tùy ý. Mà Tiêu Phàm chọn lựa lại là tất cả người tu chân đều khinh thường tại luyện tập phàm tục ở giữa chém giết gần người võ kỹ, mạnh mẽ đánh Triệu Thiên Khuê trở tay không kịp. Trừ phi Triệu Thiên Khuê tinh thông luyện thể thuật, nếu không đối với đã lấn đến thiết cận chi bên cạnh Tiêu Phàm, cơ hồ không có chút nào kháng cự chi năng. Tiêu Phàm tay vừa nhấc, đem đỉnh đầu xoay tròn lôi quang tháp thu hồi lại. Phạm đạo hữu, người đây là ý gì? Còn sư thúc gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, toàn bộ tinh thần đề phòng, bất quá vẫn là không che giấu được mình trong mắt kinh hoàng chi ý. Người này có thể dễ như trở bàn tay chế trụ ngỗi võ cửa nhất môn chi chủ, chỉ sợ toàn bộ ngỗi võ cửa hợp lại cùng nhau, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nếu là hắn thật đối ngỗi võ cửa có ác ý, đó chính là tai họa ngập đầu. Tiêu Phàm cười cười, nói, không có gì, muốn cho Triệu đạo hữu chữa bệnh, cũng nên để hắn trước an yên tĩnh mới được. Thế nhưng là, các hạ cải trang giả dạng, cố ý giấu giếm tu vi của mình, lẫn vào chúng ta ngỗi võ cửa tổng đàn, còn nào đó thế nào biết các hạ trong lòng đến cùng làm chỗ nào nghĩ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, còn đạo hữu, tại hạ nếu là muốn đối quý môn bất lợi, chẳng lẽ còn sẽ ở đây cùng các ngươi nói nhảm sao? Vừa rồi đạo hữu lực chú ý đều đặt ở Triệu môn chủ trên thân, tại hạ như muốn giết ngươi, chắc hẳn sẽ không quá khó. Chấm ngoặc kép, còn sư thúc lập tức nghẹn lời. Sư đệ, không được đối cao nhân vô lễ. Lúc này, Triệu Thiên Khuê rốt cục hoàn toàn tỉnh táo lại, vội vàng khẽ quát một tiếng. Sư huynh, ngươi tỉnh rồi. Triệu Thiên Khuê khẽ vuốt cằm, lập tức chuyển hướng Tiêu Phàm, kính cẩn nói, tại hạ Triệu Thiên Khuê, ngỗi võ từng môn chủ, nhiều cảm ơn đạo hữu cứu giúp. Chưa dám thỉnh giáo bạn cao tính đại danh, hắn toàn thân yếu huyệt bị chế, duy chỉ có đầu có thể chuyển động, có thể mở miệng nói chuyện. Tiêu Phàm hơi gật đầu, trầm giọng nói, tại hạ Tiêu Phàm, Kim Châu thành Bách Hùng đường lang trung. Tiêu Phàm, Triệu Thiên Khuê hòa thượng sư thúc đồng thời lên tiếng kinh hô. Phạm đạo hữu, a không không không, Tiêu đạo hữu, ngươi chính là Kim Châu thành vị kia y thánh. Tiêu Phàm Tiêu y thánh, chốc lát, còn sư thúc kêu la, lại là kinh ngạc lại là kích động. Y thánh không dám nhận, chính là Hạnh Lâm đồng đạo nâng đỡ. Còn sư thúc Trương Đại chỉ chố mắt nửa ngày, bỗng nhiên trùng điệp vỗ đầu của mình, mất cười nói, ta nghìn dặm xa xôi đi Kim Châu thành tìm kiếm y thánh, nhưng lại không biết y thánh đang ở trước mắt, xem ra ta đôi mắt này có thể móc xuống. Chấm ngoặc kép, miệng bên trong là nói như vậy, ngữ khí lại quả thực vui vẻ. Hắn lần này tiến về Kim Châu thành, mặc dù không có tìm tới Tiêu y thánh, lại nghe được không ít liên quan tới vị này trẻ tuổi y thánh truyền thuyết, đối Tiêu Phàm, tất cả mọi người khen ngợi có thừa. Nếu như trước mắt vị này thật sự là Kim Châu thành Tiêu y thánh, kia liền không có gì đáng lo lắng, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ đối bọn hắn ngỗi võ cửa bất lợi. Tiêu tiên sinh, mời ngươi vô luận như thế nào muốn giúp chúng ta ngỗi võ cửa một thanh, chỉ cần chữa khỏi ta sư huynh bệnh, ngươi chính là chúng ta ngỗi võ cửa đại ân nhân,
mỗi võ trên cửa dưới, đều cảm kích tiên sinh đại ân đại đức. Chấm ngoặc kép, lập tức, còn sư thúc hai tay ôm quyền, xá dài tới đất, cung cung kính kính nói. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, một cỗ đại lực tuôn ra, đem còn sư thúc nâng lên, mỉm cười nói, còn đạo hữu miễn lễ, trị bệnh cứu người, chính là thầy thuốc vốn phân. Đã Tiêu mỗ đến nơi này, Triệu môn chủ bệnh tình, tự nhiên sẽ hết sức. Đúng đúng, nhiều tạ Tiêu tiên sinh. Chấm ngoặc kép, mắt thấy đại lực vọt tới, mình thế mà không có chút nào kháng cự chi lực, liền theo nguồn sức mạnh này đứng thẳng người, còn sư thúc càng là lại kinh lại đeo. Xem ra người này thật không phải là bình thường trung kỳ tu sĩ, công lực chi sâu, xa tại đồng bậc tu sĩ phía trên. Tiêu Phàm lập tức quay người, đưa tay phải ra ba ngón tay khoác lên Triệu Thiên Khuê trên cổ tay, song mi cau lại, hai mắt nhẹ nhàng bắt đầu híp mắt, ngưng thần bắt mạch. Triệu Thiên Khuê lập tức bình tức tĩnh khí, ngay cả không dám thở mạnh một cái. Sau một lát, Tiêu Phàm buông lỏng tay ra chỉ, nhíu mày nói, Triệu đạo hữu là luyện công thời điểm xảy ra ngoài ý muốn, bệnh này cây tại trong biển thần thức, xa so bình thường bệnh tình muốn càng khó trị lý. Mời đạo hữu đem tu luyện công pháp khẩu quyết cùng trước kia chỗ phục đan dược đan phương giao cho ta xem một chút. Tại tu chân giới, muốn xem xét môn phái khác tu luyện công pháp, tự nhiên là thiên đại kiêng kỵ, nhưng Tiêu Phàm lấy lang trung thân phận nói lời như vậy, lại là thiên kinh địa nghĩa. Không hiểu rõ bệnh tình, lại như thế nào trị liệu. Triệu Thiên Khuê thân là đứng đầu một phái, cũng là cực người quyết đoán vật, nghe vậy chỉ là thoảng qua sững sờ ngơ ngác một chút, liền là liên tục gật đầu, nói cái này hiển nhiên, mời Tiêu tiên sinh tới trước bỏ đi dâng trà, tại hạ tự nhiên đem hết thảy ngọn nguồn đều chi tiết báo cho tiên sinh. Được, Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái, 36 mai liễu diệp phi đao thu hồi lại. Triệu Thiên Khuê lập tức khôi phục hành động tự do, không quá mức não nhưng cũng thoảng qua một choáng. Không có những này liễu diệp phi đao, hắn trong biển thần thức kia cỗ loạn lưu, lại bắt đầu ngo ngoe muốn động. Lập tức Triệu Thiên Khuê cưỡng ép đem kia cỗ loạn lưu ép xuống, đưa tay mời khách. Hắn hiện đang ở cung điện, vừa rồi đã bị chính hắn đánh đến nát bét, ngay cả đỉnh điện đều đồng loạt vén đi, thực tế không phải đãi khách chỗ. Triệu Thiên Khuê liền đem Tiêu Phàm dẫn tới một chỗ khác thiền điện, cung xin mời ngồi, sớm có tỷ nữ dâng lên linh quả, trà thơm. Triệu môn chủ, người tu luyện bộ công pháp này, hẳn không phải là quý môn truyền thừa công pháp a. Ta vừa rồi tại trong cơ thể của ngươi, tra được hai cỗ hoàn toàn khác biệt thần niệm chi lực. Một cỗ trầm tĩnh bình yên, một cỗ khác lại 10 điểm cuồng bạo, hiển nhiên là sau tới tu luyện. Tiêu Phàm vừa ngồi xuống, cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề. Triệu Thiên Khuê lấy làm kinh hãi, cảm giác sâu sắc thán phục, nói, ngay cả cái này đều có thể điều tra ra, Tiêu tiên sinh thật sự là thần hồ kỳ kỹ, một đời y thánh, danh bất hư truyền, tại hạ bội phục cực kỳ. Tại hạ tu luyện bộ công pháp này, xác thực không phải bản môn truyền thừa, mà là tại dưới ngẫu nhiên đạt được. Tên gọi Vô Cực Thái Thanh Quyết. Chương 1133, chiếm đoạt. Vô Cực Thái Thanh Quyết, Tiêu Phàm cũng có chút trợn tròn mắt. Đây là hắn lần đầu nghe tới cái tên này, tại Vô Cực Thuật Tàng, bên trong, không có Vô Cực Thái Thanh Quyết, ghi chép. Bất quá Tiêu Phàm rất nhanh liền khôi phục chấn định, có lẽ, chỉ là một loại trùng hợp. Trên thế giới này, còn có không ít cái khác lưu phái công pháp, cũng là lấy, vô cực, mệnh danh. Mời Triệu môn chủ đem cái này Vô Cực Thái Thanh Quyết cho ta xem một chút. Tốt, mời Tiêu tiên sinh chờ một chút. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Khuê bận bịu tức phân phó đủ hưng tử lấy một mảnh thẻ che tới. Thiếp ở trên trán của mình, một lát sau, đưa cho Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thần niệm chi lực quét qua, một mảnh pháp quyết liền là ra hiện tại trong đầu của hắn, Vô Cực Thái Thanh Quyết, năm chữ to, chiếu sáng rạng rỡ. Tiêu Phàm lập tức nhìn xuống đi, song mi kìm lòng không đặng nhào lên, thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng. Triệu Thiên Khuê, còn sư thúc, đủ hưng tử bọn người khẩn trương nhìn qua hắn, ai cũng không dám lên tiếng, sợ ảnh hưởng đến hắn. Đây tuyệt đối là vô cực truyền thừa. Pháp quyết chỉ nhìn một nửa, Tiêu Phàm liền có thể 100% kết luận, đây nhất định là vô cực truyền thừa. Cùng vô cực môn những công pháp khác, trên nguyên lý là tương thông. Mà lại, đây là chuyên môn tu luyện lực lượng thần thức công pháp. Mặc dù tại Nam Châu Đại Lục, tu luyện lực lượng thần thức nhất tiếng tăm lừng lẫy chính là Thái Cực Môn, Thái Cực Thông Thiên Quyết, lại cũng không biểu thị vô cực môn tu luyện lực lượng thần thức công pháp không xuất sắc. Chỉ là tương đối mà nói, vô cực môn hạo nhiên chính khí càng thêm nổi danh. Xem ra chính mình ở trung thổ giới kế thừa vô cực truyền thừa, thật đúng là 10 điểm không trọn vẹn, vô cực môn có thật nhiều công pháp, mình căn bản liền chưa nghe nói qua. Nhất là quan trọng chính là, cái này, Vô Cực Thái Thanh Quyết, tại Tiêu Phàm xem ra,
cùng Hạo Nhiên chính khí đồng dạng, đường hoàng chính đại. Không mang mảy may tà khí, làm sao Triệu Thiên Khuê sau khi luyện tập, lực lượng thần thức sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo đâu. Rất hiển nhiên, đây không phải Vô Cực Thái Thanh Quyết vấn đề, mà là Triệu Thiên Khuê tu luyện không đúng phương pháp vấn đề. Trọng yếu nhất chính là, có lẽ cái này, Vô Cực Thái Thanh Quyết, luyện tập. Nhất định phải lấy Hạo Nhiên chính khí làm căn cơ. Mặc kệ là vô cực môn loại kia công pháp, tựa hồ cũng cùng Hạo Nhiên chính khí có thiên ti vạn lũ liên hệ, rất khó triệt để lột rời đi. Tỷ như Long Tượng Tổ sư tự viết, Vô Cực Long Tượng Công, thuần túy luyện thể chi thuật, cũng giống vậy muốn lấy Hạo Nhiên chính khí làm căn cơ. Vô cực môn cho tới bây giờ đều không có đi đường tắt công pháp. Triệu Thiên Khuê không có tu luyện qua Hạo Nhiên chính khí, tùy tiện luyện tập, Vô Cực Thái Thanh Quyết, tự nhiên rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Bộ công pháp này, Triệu môn chủ ngày sau không thể luyện thêm, đây là Vô Cực môn truyền thừa. Vô cực môn hết thảy trọng yếu công pháp, đều là lấy Hạo Nhiên chính khí làm căn cơ, Triệu môn chủ không phải vô cực truyền nhân, không có tu luyện qua Hạo Nhiên chính khí. Vẻn vẹn tu luyện loại này, Vô Cực Thái Thanh Quyết, có hại vô ích. Trọn vẹn một khắc đồng hồ trôi qua, Tiêu Phàm mới chậm rãi buông xuống thẻ tre, nhẹ nói. Cái này hiển nhiên, khẳng định không còn dám luyện. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Khuê bận bịu tức nói, sắc mặt dần dần lại trở nên khó coi. Thân thể cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy. Còn sư thúc kêu lên, sư huynh, ngươi. Chấm ngoặc kép, hắn tự nhiên nhìn ra được, Triệu Thiên Khuê bệnh lại muốn phát tác. Triệu Thiên Khuê song quyền nắm chặt. Răng cắn phải lạc lạc rung động. Trong mắt lại dần dần đỏ. Tiêu Phàm ống tay áo lắc một cái bình ngọc nổi lên, hắn bắt lấy bình ngọc, từ đó đổ ra một viên đậu nành lớn đan dược, đưa tới Triệu Thiên Khuê trước mặt, nói Triệu môn chủ, nơi này có một viên định thần đan, ngươi trước ăn vào đi. Chấm ngoặc kép, tốt, tốt, đa tạ, nhiều tạ Tiêu tiên sinh. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Khuê cũng không khách khí, vội vàng tiếp nhận đan dược, nhìn cũng không nhìn, ngửa cổ một cái liền nuốt xuống. Mặc dù hắn là lần đầu cùng Tiêu Phàm gặp mặt, nhưng cũng không lo lắng Tiêu Phàm sẽ hại chính mình. Nếu như Tiêu Phàm thật sự là ngỗi võ cửa địch nhân, vừa rồi chế trụ hắn thời điểm, đại khái có thể đem hắn một trưởng đánh chết, không có hắn vị này nguyên anh trung kỳ tu sĩ, ngỗi võ cửa ai còn là Tiêu Phàm địch thủ. Tiêu Phàm bằng sức một mình, cũng có thể diệt hết ngỗi võ cửa cả nhà, hoàn toàn không cần thiết dùng thuốc đến hại hắn. Viên đan dược kia là Tiêu Phàm tự mình luyện chế cực phẩm định thần đan. Bên trong liền chứa 10.000 năm định gió quả. 10.000 năm định gió cây ăn quả, tại Nam Cực Tiên Ông Linh Dược Vườn, bên trong liền trồng vào một gốc. Tiêu Phàm một thân một mình hành tẩu giang hồ thời điểm, ngược lại là không cần thiết luyện chế nhiều như vậy đan dược, nhưng đã thân là bách hùng đường đại lang bên trong, từ lại coi là chuyện khác. Một chút trị bệnh cứu người đan dược, nhất định phải tinh luyện một nhóm tùy thân mang theo, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, mới không tới mức đọa y thánh to lớn tên tuổi. Cái này định thần đan ứng nghiệm như thần, vừa ăn vào không bao lâu, Triệu Thiên Khuê liền ngừng lại run rẩy, ngồi thẳng thân thể, hai mắt nặng lại trở nên sáng ngời có thần, tẩu hỏa nhập ma triệu chứng, nửa điểm cũng không nhìn thấy. Nhiều tạ Tiêu tiên sinh ban thuốc, một đời y thánh, danh bất hư truyền. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Khuê ôm quyền nói, chân thành vô so, dù coi như trước kia đối Tiêu Phàm thân phận hơi có hoài nghi, lần này cũng là tin tưởng không nghi ngờ. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, Triệu môn chủ. Cái này định thần đan cố nhiên là đối chứng chi dược, lại chỉ có thể trị phần ngọn không thể trị gốc. Triệu môn chủ là luyện công tẩu hỏa nhập ma, không hề tầm thường, muốn triệt để trị tận gốc, quả thực muốn phí chút sức lực. Nhưng tại hạ vội vã muốn đi Nhạc Tây Quốc, lại là trì hoãn không được. Chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Khuê kinh hãi, vội vàng nói, Tiêu tiên sinh, vô luận như thế nào, nhất định phải mời ngươi giúp người giúp đến cùng. Tại hạ tất có thâm tạ, còn sư thúc cũng ở một bên nói, đúng vậy a. Tiêu tiên sinh, tục ngữ đều nói, người tốt làm đến cùng, đưa Phật đưa đến Tây. Ngỗi võ cửa dù nhỏ, một chút linh thạch vẫn phải có, nhất định sẽ không bạc đãi tiên sinh. Tiêu tiên sinh đi Nhạc Tây Quốc có chuyện gì, Bỉ Môn có thể phái người đi làm. Mặc dù nói chính tả bất lưỡng lập, nhưng mọi người cùng ở tại Nhạc Tây địa khu, mặc kệ là Nhạc Tây Quốc cái kia cái tông môn, tổng cũng phải cấp chúng ta ngỗi võ cửa mấy phân chút tình mọn. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, nói chuyện này. Ta không thể mượn tay người khác người bên ngoài, phải tự mình đi. Còn sư thúc gấp, nói Tiêu tiên sinh, ngươi nếu là không tin được những cái kia đệ tử cấp thấp, vậy tại hạ tự mình đi Nhạc Tây Quốc đi một chuyến như thế nào? Mặc kệ bao nhiêu gian nan sự tình, tại hạ liều mạng cũng muốn làm tốt, tất không khiến Tiêu tiên sinh thất vọng. Đa tạ còn đạo hữu ý đẹp, tại hạ tâm ý đã quyết. Như vậy đi, Triệu môn chủ cũng không cần tâm lo,
ta lưu lại cho ngươi một bình định thần đan, mỗi một viên thuốc, chí ít có thể quản nửa tháng. Cái này một bình đan dược, đầy đủ dùng hơn nửa năm. Tại hạ lần này đi Nhạc Tây Quốc, nhanh thì một tháng, chậm cũng bất quá hai ba nguyệt, tất nhiên sẽ chạy về Hồng Vũ Thành. Đến lúc đó nhất định vì Triệu Môn chủ trừ tận gốc bệnh này. Tiêu Phàm trầm giọng nói, ngữ khí kiên định vô so. Bình này định thần đan, có giá trị không nhỏ, bất quá lấy Tiêu Phàm hiện tại thân gia, cũng không phải rất để ý, tạm thời cho là đổi lấy, vô cực thái thanh quyết, đại giới. Tiêu Phàm tin tưởng, có, vô cực thái thanh quyết, tăng thêm, thái thanh hoa linh đan, lại thêm hắn thuần khiết vô so hạo nhiên chính khí, không ra mấy năm, thần trí của hắn chi lực lại muốn nâng cao một bước, đuổi sát những cái kia tu vi thâm hậu vô so hậu kỳ đại tu sĩ, thậm chí còn hơn. Thần niệm chi lực càng mạnh, tác chiến thời điểm liền càng có thể cướp được tiên cơ, tác dụng chi lớn, khó mà đánh giá. Hắn vừa mới có thể tùy tiện chế trụ cùng giai Triệu Thiên Khuê, lực lượng thần thức vượt xa đối thủ, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Triệu Thiên Khuê không chịu được hỏi, Tiêu tiên sinh vội vã đi Nhạc Tây Quốc, đến cùng có gì nhiệm vụ khẩn cấp. Có lẽ Mỹ Môn có thể từ bên cạnh tương trợ một chút sức lực. Tiêu tiên sinh cố nhiên thần công cái thế, Nhạc Tây Quốc dù sao cũng là ma đạo tông môn chiếm cứ, nhiều hơn mấy phân cẩn thận, tóm lại là tốt. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm nói, không dối gạt Triệu Môn chủ, tại hạ bạn gái, là Thiên Thai Tông đệ tử, nghe nói ma thú công thành, cho nên tại hạ phải gấp lấy chạy tới. Triệu Thiên Khuê hơi kinh hãi, nói, thì ra là thế. Bất quá Thiên Thai Thành đã bị ma thú công phá, dưới mắt Thiên Thai Tông các đệ tử, đều tụ tập tại Ma Diễm Thành, nơi đó là Hắc Ma giáo tổng đàn sở tại địa. Hắc Ma dạy một chút chủ Hắc Ma Vương, không biết Tiêu tiên sinh có nghe nói qua hay không người này. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, có nghe thấy, nhưng biết không nhiều. Tiêu tiên sinh có chỗ không biết, cái này Hắc Ma Vương đối ta cùng tu sĩ chính đạo thành kiến cực sâu. Như Tiêu tiên sinh bạn gái hay là tại Thiên Thai Thành, tất nhiên là tới lui tự nhiên, chắc hẳn Ninh Tông chủ cũng sẽ không làm khó tiên sinh. Nhưng bây giờ tại Ma Diễm Thành, lại là Hắc Ma giáo hang ổ, Tiêu tiên sinh đi hướng nơi đó, cần phải cẩn thận một chút. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, nói cái này cũng không có gì. Ta chỉ là đi mang ta bạn gái rời đi, cũng không phải là cùng Hắc Ma giáo khai chiến. Hắc Ma Vương nếu là thông tình đạt lý, cũng liền thôi, mọi người nước giếng không phạm nước sông. Hắn như chính xác vô lễ quấy nhiễu, Tiêu Mỗ cũng không để ý gặp một lần vị này Nhạc Tây Quốc tu chân giới đệ nhất cao thủ. Lời nói ở giữa không mang nửa phân hỏa khí, lộ ra cực kỳ tự tin. Triệu Thiên Khuê liền buồn bực một chút, hắn mặc dù cũng không e ngại Hắc Ma giáo cùng Hắc Ma Vương, đơn đả độc đấu, nhưng cũng không có nắm chắc tất thắng, nghe Tiêu Phàm một hơi này, rõ ràng chính là nói, Hắc Ma Vương nếu là thức thời cũng liền thôi. Nếu thật là không biết tốt xấu, Tiêu Y Thánh không ngại hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Bất quá, Tiêu Phàm vừa rồi chế trụ hắn quả thực không cần tốn nhiều sức, nói như vậy, cũng không tính khoác lác quá mức đâu. Còn sư thúc nhịn không được nói, Tiêu tiên sinh, như vào ngày thường, Ma Diễm Thành cùng Hắc Ma giáo trong mắt người tự nhiên hào không phải sợ. Chỉ là tình hình dưới mắt lại có chỗ khác biệt, Nhạc Tây Quốc một nửa quốc gia, đã bị ma thú chiếm cứ, Nhạc Tây Quốc bát đại ma tông tinh nhuệ, đều tụ tập tại Ma Diễm Thành. Người đông thế mạnh, lại là khó đối phó. Chấm ngoặc kép, bát đại ma tông, Nhạc Tây Quốc không phải chín đại ma tông sao? Tiêu Phàm hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Triệu Thiên Khuê cười nói, trước kia đúng là chín đại ma tông, nhưng 10 năm trước, Phù Linh Cốc chính thức bị Hắc Ma giáo chiếm đoạt, hai nhà kết hợp một nhà. Phù Linh Cốc thái cốc chủ, thành Hắc Ma Vương song tu bạn lữ. Cho nên Nhạc Tây Quốc hiện tại chỉ còn lại có bát đại ma tông. Hắc Ma giáo thế lực, lại bởi vậy phóng đại. Đem mặt khác bảy đại ma tông đều ngăn chặn. Có loại sự tình này, Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, cái này thật đúng là có chút không tưởng được. Phù Linh Cốc vậy mà liền dạng này bị Hắc Ma giáo chiếm đoạt. Xem ra năm đó hắn diệt sát ân lão quái, xác thực đối Phù Linh Cốc thực lực sinh ra cực lớn ảnh hưởng, Phù Linh Cốc thái cốc chủ một mình khó chống, rốt cục vẫn là không thể gánh vác. Không gì hơn cái này vừa đến, Hắc Ma giáo đúng là thực lực đại trướng. Cũng may Tiêu Phàm cũng không phải rất để ý. Hắn lần này tiến về Ma Diễm Thành, chỉ là muốn đem Trần Dương mang đi, rời đi cái này địa phương nguy hiểm, cũng không phải là muốn cùng Hắc Ma Vương không qua được, nghĩ đến cũng sẽ không có quá lớn phiền phức. Mặc kệ Hắc Ma Vương đối tu sĩ chính đạo lớn bao nhiêu thành kiến, liệu tất sẽ không dễ dàng đắc tội một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ. Cần biết hôm nay Tiêu Phàm, sớm đã không là năm đó Tiêu Phàm. Chương 1134, khinh người quá đáng. Nhạc Tây Quốc thủ đô Ma Diễm Thành. Một mảnh túc sát chi khí, cả tòa thành thị toàn bộ giới nghiêm,
đối hết thảy ra vào tu sĩ đều kiểm tra cực nghiêm. Tình hình là tại đột nhiên liền hỏng. Ngay tại trước đây không lâu, không có dấu hiệu nào, lệ thú sơn mạch liền xông ra đại lượng ma thú, sẽ tiến vào sơn mạch đi săn, cơ hồ tất cả tu sĩ đều quét sạch sành xanh, lập tức phá tan lệ thú hoang nguyên phong ấn đại trận, trùng trùng điệp điệp giết tới thiên thai thành hạ. Sau đó chính là ác chiến, thiên thai thành luân hãm. Cho tới bây giờ, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, nhạc Tây quốc quốc gia đã không có gần một nửa, ma thú rất nhanh liền sẽ đẩy đi vào ma diễm thành hạ. Ma diễm thành toàn thành giới nghiêm, trừ thiên thai tông tàn dư đệ tử toàn bộ tiến vào ma diễm thành, cùng sớm đã cùng hắc ma giáo hợp hai là một vu linh cốc, hắc ma giáo còn muốn cầu nhạc Tây quốc cái khác lục đại ma tông đều từ bỏ nơi ở của mình, toàn tuyến co vào, cố thủ ma diễm thành. Ma thú số lượng thực tế quá nhiều, chỉ dựa vào lấy hắc ma giáo một phái chi lực, lại thêm vu linh cốc cùng thiên thai tông sức mạnh còn sót lại, căn bản liền không đủ để giữ vững ma diễm thành. Nếu như không đồng tâm hiệp lực, tập trung binh lực phòng thủ ma diễm thành lời nói, kết quả có thể nghĩ, chỉ có thể là bị ma thú tiêu diệt từng bộ phận, cuối cùng toàn bộ nhạc Tây quốc luân hãm, bát đại ma tông triệt để hủy diệt. Cái khác lục đại ma tông cứ việc rất không tình nguyện từ bỏ nơi ở của mình, nhưng cũng biết hắc ma giáo nói có lý, tuyệt không phải nói chuyện giật gân. Quan trọng trước mắt, lại không ôm thành đoàn, kia đó là một con đường chết. Cũng không phải là không có người cân nhắc hướng quốc gia khác rút lui, nhưng vậy cũng chưa chắc thấy chính là chuyện tốt. Đây cũng không phải là đơn giản rút lui, việc quan hệ tài nguyên lại phân phối, quốc gia khác tu chân tông môn, tuyệt không dễ sống chung. Chớ đừng nói chi là, nhạc Tây quốc chín đại ma tông, nhiều năm trước đã từng đem chính đạo tông môn đuổi ra ngoài, sớm đã kết xuống thâm cừu đại hận. Bây giờ muốn những cái kia chính đạo tông môn một lần nữa tiếp nhận bọn hắn. Đem vốn là khẩn trương tu chân tài nguyên lại để cho ra một bộ phân tới cho bọn hắn sống yên phận, sớm làm không muốn làm cái này nằm mơ ban ngày. Cùng nó ăn nhờ ở đậu, kéo dài hơi tàn, còn không bằng liều chết một trận chiến, chỉ cần giữ vững ma diễm thành, tương lai liền không phải là không có khôi phục toàn bộ nhạc Tây quốc hy vọng. Hắc ma vương phái đi quốc gia khác cầu viện tín sứ. Còn không có hồi báo. Trước đó, lẫn nhau oán hận chất chứa quá sâu, nhạc Tây quốc chín đại ma tông thậm chí còn bắt qua không ít những tông môn khác kim đan hậu kỳ tu sĩ, tham dự lệ thú hoang nguyên đánh cược. Loại này tàn bạo hành vi, nhất là lọt vào chính đạo tông môn bài xích cùng thống hận. Bất quá tin tưởng tại ma thú uy hiếp phía dưới, những này chính đạo tông môn cuối cùng vẫn là sẽ cân nhắc rõ ràng lợi và hại được mất, hướng nhạc Tây quốc phái ra viện binh. Nếu không, một khi nhạc Tây quốc toàn bộ luân hãm, chẳng những bát đại ma tông tàn dư ma đạo tu sĩ sẽ tuôn ra tiến vào quốc gia khác tranh đoạt tài nguyên cùng địa bàn, chen chúc mà đến ma thú cũng rất khó đối phó. Cùng nó ở địa bàn của mình đánh, đem hết thảy đánh đến nát bét, còn không bằng tại nhạc Tây quốc đánh. Chí ít đập nát là gia sản của người khác, bút chướng này, mỗi vị trưởng giáo đều sẽ tính. Cho nên hiện tại ma diễm thành, chẳng những túc sát, mà lại chen chúc không chịu nổi. Các đại ma tông một lần nữa vạch phân địa bàn, trong thành dàn xếp lại, các loại tranh đấu tự nhiên không thể tránh được. Cũng may tu sĩ cấp cao coi như đầu não thanh tỉnh, tiểu tranh đấu mở một con mắt nhắm một con mắt, không để ý tới, tranh đấu lớn quyết không cho phép phát sinh. Trong thành trật tự, miễn cưỡng còn có thể duy trì phải xuống dưới. Cứ việc ma diễm thành đã giới nghiêm, nhưng lại chưa hoàn toàn phong thành, hay là cho phép các tu sĩ ra vào, chỉ là kiểm tra nghiêm khắc cực kỳ. Cái này khó không được Tiêu Phàm. Đem thiên diệu cung huyễn thuật cùng yêu đao tông ẩn nặc thuật hòa làm một thể về sau, thiên huyễn diện càng là thiên biến vạn hóa, đừng bảo là cửa thành những cái kia tu vi không cao thủ vệ, liền xem như cùng giai tu sĩ, không có tu luyện đặc thù thần thông, bình thường cũng điều tra không đến hắn hình dáng. Tiêu Phàm trực tiếp đem tu vi của mình ép đến kim đan sơ kỳ cảnh giới, ngụy trang thành vu linh cốc đệ tử, tiến vào nhập ma diễm thành. Hắn tùy thân mang theo thổ ma ngẫu, mãnh liệt như thế linh vu khí tức, để hắn ngụy trang thành vu linh cốc đệ tử cơ hồ không chê vào đâu được, mà lại hắc ma giáo chiếm đoạt vu linh cốc chưa lâu, vì trấn an, đối vu linh cốc đệ tử tương đối khách khí, tận lực tạo điều kiện dễ dàng. Tiêu Phàm không tốn sức chút nào liền tiến vào thành, mặc dù dưới mắt toàn bộ ma diễm thành đều rất chen chúc. Nhưng ở thành Đông Thiên Thai Tông tổng đàn sở tại địa, hay là trật tự rành mạch. Vào đêm, một cái cổ kính trong đình viện sáng lên ánh sáng nhu hòa. Trong phòng khách, mập mạp nam trưởng lão ngay tại người tiếp khách. Nam trưởng lão là Thiên Thai Tông ba vị nguyên anh tu sĩ một trong, cũng là gần với tông chủ Ninh Khinh Ngữ cao thủ, ngày bình thường luôn luôn hồng quang đầy mặt, tiếu dung chân thành. Dưới mắt, nam trưởng lão lại sắc mặt vàng như nến, mặc dù cũng là đầy mặt tiếu dung, lại có vẻ rất có mấy phân cứng đờ. Ánh mắt lại là khẩn trương lại là xấu hổ,
khí tức trên thân cũng không phải 10 điểm ổn định, lúc mạnh lúc yếu, phảng phất vừa mới đặt chân nguyên anh cảnh giới. Một chút liền có thể nhìn ra, nam trưởng lão thụ thương không nhẹ. Ngồi tại nam trưởng lão đối diện, thì là một tên nhìn qua chỉ có 17-18 tuổi áo bào đen thiếu niên, mặt mũi tràn đầy kiêu căng chi khí, cao cao tại thượng bộ dáng cho dù ai thấy trong lòng lại cực không thoải mái. Vị này áo bào đen thiếu niên nhìn qua hết sức trẻ tuổi, thậm chí là ngây ngô non nớt, nhưng hai mắt ở giữa, lại tràn đầy lõi đời già dặn, ngạo khí bức người. Trên thân lộ ra linh lực ba động cũng cực mạnh, ẩn ẩn đã có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào trung kỳ cảnh giới. Nam trưởng lão dù coi như tại thời kỳ toàn thịnh, so sánh với áo bào đen thiếu niên, cũng còn có vẻ không bằng, lại càng không cần phải nói hiện tại bản thân bị trọng thương, chân nguyên tổn hao nhiều. Có thể bảo trụ nguyên anh cảnh giới, đã coi như là hắn vận khí cực dai, còn vận dụng chuẩn bị nhiều năm chuẩn bị ở sau. Tại vị này gần với hắc ma vương áo bào đen trước mặt thiếu niên, nam trưởng lão xác thực rất khó cứng rắn được, chỉ có thể bồi 10 điểm cẩn thận. Dù sao bây giờ toàn bộ Thiên Thai Tông đều xem như ăn nhờ ở đậu. Nam hiền đệ, các ngươi Thiên Thai Tông đến cùng là cái gì chương trình? Tổng như thế đẩy ba ngăn bốn, không khỏi quá không có thành ý đi. Chẳng lẽ là cố ý tại qua loa cha mỗ không thành? Áo bào đen thiếu niên đem chén trà trong tay trùng điệp bỗng nhiên tại hoa lê bàn trà gỗ bên trên, nổi giận đùng đùng nói, thần thái kiêu căng, ông cụ non. Nam trưởng lão bồi cười, rất khó khăn nói, cha huynh, chuyện này, thực tế không phải nam mỗ có thể làm chủ. Ngươi cũng biết, Trần Dương là Ninh sư tỷ nhất yêu quý đệ tử, coi như tại ma thú công thành thời điểm, sư tỷ tình nguyện mình thụ thương, cũng muốn hộ nàng chu toàn. Bây giờ Ninh sư tỷ đang lúc bế quan chữa thương, lại không có đạt được nàng cho phép thời điểm, nam mỗ thật không dám điểm cái này đầu, còn xin cha huynh có thể thông cảm một hai. Áo bào đen thiếu niên cười lạnh một tiếng, nói, nam trưởng lão, người đây chính là tại gạt ta đi. Vì đối phó ma thú, đen sư huynh chuyên môn sáng tạo một cái ngũ hành đại trận, cần ngũ hành linh thể tu sĩ chủ trì đại trận, hiện tại liền kém kim thuộc tính linh thể, quý tông Trần Dương Trần Sư Điệt, đúng lúc là kim thuộc tính thuần linh thể, là chủ trì ngũ hành đại trận canh kim trận nhãn nhân tuyển tốt nhất. Như vào ngày thường, đương nhiên phải cùng Ninh Tông chủ thương nghị. Nhưng tình hình dưới mắt không giống, sự cấp tòng quyền. Chẳng lẽ Ninh Tông chủ cả một đời bế quan không ra, chúng ta liền cả một đời dạng này hao tổn không thành. Liền coi như chúng ta hao tổn nổi, ma thú nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn. Một khi ma thú đẩy đi vào chúng ta ma diễm thành dưới, đến lúc đó, lầm đại sự, xin hỏi ai có thể xứng đáng trách nhiệm này. Nam trưởng lão vẫn như cũ bồi khuôn mặt tươi cười, liên tục gật đầu, tựa hồ đối với áo bào đen thiếu niên lời nói rất tán thành, trong mắt lại cực nhanh hiện lên một vòng thần sắc chán ghét. Nam trưởng lão, ta cũng biết, Trần Sư Điệt là Ninh Tông chủ ái đồ, trời sinh kim thuộc tính thuần linh thể, tu luyện các ngươi Thiên Thai Tông, duệ kim quyết, làm ít công to, tiến cảnh cực nhanh, ngắn ngủi số trong 10 năm, liền từ trúc cơ trung kỳ tiến giai đến trong kim đan kỳ, là hiếm thấy thiên tài tu luyện. Ninh Tông chủ đem hy vọng đều ký thác ở trên người nàng, trông cậy vào nàng ngày sau có thể đem Thiên Thai Tông phát dương quang đại. Nhưng ngươi cũng muốn rõ ràng, dưới mắt chống cự ma thú tiến công mới là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Bất luận cái gì tông phái bất kỳ tu sĩ nào, đều muốn vì thế hết sức. Đây cũng không phải là vì chúng ta Hắc Ma giáo, càng là vì các ngươi Thiên Thai Tông. Nếu như trận chiến này lại bại, Ma Diễm Thành khó giữ được, xin hỏi Nam trưởng lão, Thiên Thai Tông còn có thể đi nơi nào đặt chân? Áo bào đen thiếu niên đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tiếp cận Nam trưởng lão, thần thái càng thêm hùng hổ dọa người. Nam trưởng lão mặt sắc một trận âm một trận tinh, quai hàm chống lại chống, cắn răng. Thấp giọng nói, cha trưởng lão, xin thứ cho tại hạ vô lễ. Nam mỗ làm sao nghe nói, cái kia ngũ hành đại trận, không phải xuất từ Hắc giáo chủ chi thủ, mà là Vu Linh Cốc Thái đạo hữu đề nghị. Chủ trì ngũ hành đại trận người, cũng không phải phổ thông tu sĩ, mà là huyết ma ngẫu. Chấm ngoặc kép, đem chúng ta Thiên Thai Tông có tiền đồ nhất đệ tử phái đến các ngươi Hắc ma giáo đi chủ trì trận pháp gì, cũng liền thôi, vì chống cự ma thú, nguyên bản nên đồng tâm hiệp lực, nhất trí đối ngoại. Nhưng các ngươi lại nghĩ đến muốn đem êm đẹp một tên thuần linh thể đệ tử luyện chế thành huyết ma ngẫu, vậy liền không khỏi khinh người quá đáng. Coi như Trần Dương không phải Thiên Thai Tông tông chủ sủng ái nhất đệ tử đích truyền, chỉ là Thiên Thai Tông phổ thông truyền nhân, cũng nhất định không dung người khi dễ như vậy. Nói hưu nói vượn, nam trưởng lão nói còn chưa dứt lời, áo bào đen thiếu niên liền một tiếng gào to, đánh gãy hắn, ánh mắt trở nên hung dữ, cơ hồ muốn một ngụm đem nam trưởng lão nuốt xuống. Nam trưởng lão là ai truyền loại này lời đồn? Cái gì huyết ma ngẫu?
quả thực là nói hưu nói vượn, cha huynh tuyệt đối không được hiểu lầm, ta cũng chỉ là tin đồn. Chấm ngoặc kép, nam trưởng lão hai tay lắc lắc, luôn miệng nói, lúc trước mới nghe được lời đồn đại này thời điểm, ta cũng cảm thấy là lời nói vô căn cứ, hung hăng răn dạy người kia dừng lại. Chỉ là, gần đây miệng tiếng rào rạt, truyền đi có cái mũi có mắt, tại hạ cũng không khỏi có chút bận tâm. Mặc dù nói, chống cự ma thú là đại sự, nhưng tám đại tông môn lục lực đồng tâm, hiệp lực nhất trí, cũng là rất trọng yếu. Nếu là chúng ta nội bộ cũng không thể đoàn kết, tương hỗ lên ngờ vực vô căn cứ, lại như thế nào có thể đối phó được ma thú? Nam trưởng lão thần thái mặc dù khiêm cung, lời nói ra lại là hào nghiêm túc, nói rõ chính là trực chỉ hắc ma giáo luyện chế huyết ma ngẫu. Phù linh cốc vốn chính là lấy luyện chế ma ngẫu nghe tiếng, cái kia cũng không có gì. Nhưng như bây giờ không cho thiên thai tông nửa phần mặt mũi, trực tiếp muốn đem Trần Dương mang đi, không khỏi khinh người quá đáng. Dù là thiên thai tông dưới mắt thực lực lại không tốt, dạng này sự tình, cũng quyết không thể đáp ứng. Bằng không mà nói, thiên thai tông ngày sau còn thế nào tại nhạc Tây Quốc đặt chân? Hắc hắc, nói như vậy, nam trưởng lão là tình nguyện tin tưởng truyền ngôn, cũng không tin cha mỗ lời nói rồi. Đã dạng này, vậy cũng đừng trách ta không cho nam huynh mặt mũi. Áo bào đen thiếu niên trong mắt hung quang lấp lóe, hung tợn quát. Mang cho ta đi lên. Chương 1135, khi sư diệt tổ. Theo một tiếng này hô quát, ngoài cửa lập tức vang lên một trận ồn ào. Chỉ thấy mấy người xô xô đẩy đẩy, đi vào cửa tới. Đi đầu một người, chính là Trần Dương. Nhìn ra được, Trần Dương nhận cấm chế nào đó, mặc dù có thể hành động tự nhiên, chân nguyên pháp lực lại nhận giam cầm, hoàn toàn bất lực kháng cự bên người mấy người xô đẩy. Chỉ là hướng bọn hắn trợn mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy phẫn hận chi sắc. Nam trưởng lão giật nảy cả mình, đột nhiên đứng dậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, gắt gao tiếp cận Trần Dương bên người một người, phẫn nộ quát Cách Hiên, đây là có chuyện gì? Đứng tại Trần Dương bên người người này, khoảng 40 năm tuổi, thân hình cao lớn thẳng tắp, dung mạo tuấn lãng, ngược lại là dài một bộ tốt túi ra, chính là thiên thai tông nội đường chấp sự, tông chủ Ninh Khinh Ngữ đệ tử đích truyền Cách Hiên. Ngày bình thường chuyên môn phụ trách nghênh đón mang đến, tại thiên thai tông kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong, tính được là đại danh đỉnh đỉnh. Dù coi như tại toàn bộ nhạc Tây Quốc, cũng rất có mấy phân danh khí. Cách Hiên cười hì hì hướng nam trưởng lão vừa chắp tay, nói, nam sư thúc, đệ tử phụng mệnh đem Trần sư muội đưa đến. Phụng mệnh, người phụng mệnh của ai khiến? Nam trưởng lão càng là lửa giận công tâm. Phụng mệnh lệnh của ta, áo bào đen thiếu niên ở một bên lạnh lùng nói. Liếc mắt liếc nam trưởng lão. Thế nào, nam trưởng lão cảm thấy không ổn à? Nam trưởng lão không để ý tới hắn, trực tiếp đối Cách Hiên quát, Cách Hiên, ngươi là thiên thai tông đệ tử đích truyền, dám ăn cây táo rào cây sung. Ngươi đây là khi sư diệt tổ, thật to gan, nam trưởng lão tức giận đến một gương mặt thành màu gan heo. Áo bào đen thiếu niên cười lạnh một tiếng, từ tốn nói, nam trưởng lão, nói quá lời. Ngươi cũng đừng quên, tất cả nhạc Tây Quốc tông môn, bất luận lớn nhỏ, đều minh thệ ước. Cộng đồng tôn ta Hắc Ma giáo cầm đầu, tôn ta sư huynh Hắc Ma vương vì minh chủ. Nhưng có hiệu lệnh, đều nghiêm túc tuân theo. Chẳng lẽ đều là nói tốt chơi phải không? Bây giờ ta đã đen, tối ma lệnh thân từ hạ đạt chỉ lệnh, cách sư điệt phụng mệnh làm việc, có cái gì không đúng? Nam trưởng lão cả giận nói, cha trưởng lão, thệ ước đúng là có. Nhưng cộng tôn Hắc Ma giáo cầm đầu, tôn đen sư huynh vì minh chủ, đó cũng là bảo cảnh an dân, nhất trí đối ngoại. Cũng không phải nói các ngươi Hắc Ma giáo có thể tùy ý can thiệp những tông môn khác nội bộ sự vụ, càng không phải là nói các ngươi có thể tùy ý bắt đi những tông môn khác đệ tử. Áo bào đen thiếu niên cười lạnh nói, chỉ cần là vì đối phó ma thú, kia là được rồi. Cách Hiên, nam trưởng lão tức giận đến không có cách nào, chỉ là hướng về phía Cách Hiên gầm thét. Ngươi dám phản bội sư môn, liền không sợ môn quy trừng phạt a? Khi sư diệt tổ, chịu lấy rút hồn luyện phách chi hình. Cách Hiên có chút khiếp đảm nhìn qua áo bào đen thiếu niên một chút, thấy áo bào đen thiếu niên lộ ra cổ vũ thần sắc, lập tức liền can đảm, thẳng sống lưng. Nói, sư thúc, đệ tử phụng Hắc Ma khiến làm việc, có thể nào gọi phản bội sư môn? Khó nói chúng ta thiên thai tông cùng Hắc Ma giáo không phải minh hữu à? Nếu là minh hữu, ta vì minh chủ làm việc, có thể nào gọi khi sư diệt tổ? Cách Hiên vốn là linh răng khéo mồm khéo miệng, những lời này nói ra. Quả nhiên có mấy phân ngụy biện. Ngươi, chấm ngoặc kép, nam trưởng lão tức giận đến trên cổ gân xanh nổi lên, nửa ngày im lặng. Áo bào đen thiếu niên từ tốn nói, nam trưởng lão, ngươi cũng đừng quá lo nghĩ, cái này là vì chống lại ma thú. Vì chúng ta nhạc Tây Quốc tám đại tông môn đại cục,
dù coi như Ninh tông chủ khải quan mà ra, cũng không trách được trên đầu ngươi. Thật muốn hỏi tội, mời nàng đến tìm cha mỗ tốt. Đi, một lời đã xong, áo bào đen thiếu niên vung tay lên, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Trần Dương đã bắt đến, kia cũng không cần phải ở đây tốn nhiều miệng lưỡi, nam trưởng lão trong lòng dễ chịu cũng tốt, không thoải mái cũng được, làm gì để ý tới. Chậm đã, nam trưởng lão hét lớn một tiếng, thân thể nhoáng một cái, liền hướng ngoài cửa cướp đi, muốn ngăn ở áo bào đen thiếu niên phía trước. Ninh sư tỷ đang lúc bế quan chữa thương, dưới mắt Thiên Thai Tông lấy hắn làm chủ, vô luận như thế nào, cũng quyết không thể để đen người của ma giáo cứ như vậy đem sư tỷ nhất yêu quý đệ tử mang đi. Nếu không, sư tỷ khải quan về sau, mình thật là không tiện bàn giao. Áo bào đen trên mặt thiếu niên giữ tợn chợt hiển, ống tay áo lắp một cái, một cỗ to lớn cự lực bỗng nhiên hướng nam trưởng lão đánh tới. Nam trưởng lão không phòng hắn sẽ bỗng nhiên động thủ, bất ngờ không đề phòng, né tránh đã không bằng, chỉ có thể cũng là một trưởng đánh ra, lấy cứng trọi cứng. Phanh, tiếng ầm vang bên trong, nam trưởng lão rên lên một tiếng, mập mạp thân thể về sau thẳng bay ra ngoài, trọn vẹn bay ra 3-4 trượng xa, mới miễn cưỡng đứng vững bước, chỉ cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, oa, phun ra một ngụm máu tươi, vốn đã vàng như nến sắc mặt trở nên càng thêm hào không bóng sáng. Áo bào đen thiếu niên khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt chi ý, chậm rãi đưa bàn tay thu về, lãnh đạm nói, nam trưởng lão thụ thương chưa lành, hay là tính dưỡng điều tức tốt, tùy tiện không nên tức giận, miễn cho tổn thương càng thêm tổn thương, không tốt giải quyết tốt hậu quả liền phiền phức. Nam trưởng lão mặt tái nhợt bên trên đột nhiên lại dâng lên một đoàn dị dạng đỏ ửng, gắt gao tiếp cận áo bào đen thiếu niên, răng cắn phải lạc lạc rung động, trên huyệt thái dương gân xanh giật giật, chỉ muốn xông tới cùng hắn liều cái chết sống. Chỉ tiếc, vừa rồi một trưởng kia cũng làm cho nam trưởng lão triệt để tỉnh táo lại, nguyên bản vẫn tồn tại điểm kia may mắn tâm lý, cũng ném không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thực lực của hai bên chênh lệch còn tại đó, không phục cũng được phục. Trải qua ma thú công thành một trận chiến, Thiên Thai Tông 3 tên nguyên anh tu sĩ, một người chiến tử 2 người trọng thương, thực lực sớm đã không lớn bằng lúc trước. Bây giờ lại là tại ma diễm thành, tại người ta hắc ma giáo trên địa bàn, nhà mình còn có phản đồ nội ứng ngoại hợp. Cái này rất nhiều bất lợi chung vào một chỗ, dựa vào cái gì cùng hắc ma giáo khiêu chiến. Cách Hiên, hôm nay người chỉ cần dám mang theo Trần Dương đi ra nơi này một bước, liền mãi mãi cũng là ta Thiên Thai Tông phản đồ. Sớm muộn có một ngày, chịu lấy kia rút hồn luyện phách chi hình. Nam trưởng lão cắn răng kêu lên, thấy tình như vậy hình, Cách Hiên cũng là không thèm đếm xỉa, cười hắc hắc, khắp không quan tâm nói, sư thúc, người nói quá lời. Ta phụng hắc ma khiến làm việc. Sư thúc nếu là trách phạt tại ta, đó chính là xem thường hắc giáo chủ, xem thường cha trưởng lão, xem thường hắc ma giáo. Người minh chủ này chi vị, là mọi người công nhận, cũng không phải người nào tự mình phong. Coi như sư phụ ta ở đây, hắn cũng không thể trách ta. Nói đến đây, Cách Hiên trên mặt hiện lên một vòng phẫn hận chi sắc, ngữ khí cũng âm lãnh xuống tới, nói đến, ta hiện tại đến cùng còn tính hay không là sư phụ ta đệ tử, ngay cả ta chính mình cũng không biết. Qua nhiều năm như vậy, sư phụ trong lòng cũng chỉ có một Trần Dương, nơi nào còn có bóng dáng của chúng ta. Tốt xấu ta cũng vì Thiên Thai Tông làm nhiều chuyện như vậy, không có có công lao còn cũng có khổ lao, sư phụ dựa vào cái gì đem ta nội đường chấp sự thân phận đều quăng ra. Ở trong mắt nàng, chúng ta những đệ tử này toàn cộng lại, cũng chống đỡ không được Trần sư muội một cây đầu ngón tay út. Đã như vậy, thì nên trách không cho chúng ta muốn tự tìm đường ra. Áo bào đen thiếu niên cười ha ha một tiếng, nói Cách sư điệt nói có lý. Cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, hiền thần chọn chủ mà theo. Tại Nhạc Tây Quốc, chỉ cần phụng hắc ma khiến làm việc, liền nhất định sẽ đạt được khen thưởng. Ai dám kháng cự, đó chính là cùng chúng ta hắc ma giáo là địch. Vâng, đa tạ cha sư thúc khích lệ. Chấm ngoặc kép, Cách Hiên liên tục không ngừng hướng áo bào đen thiếu niên cúi rạp người, kính cẩn vạn phần nói. Hắn ngầm thì đánh lén, chế trụ Trần Dương, nguyên bản liền hạ ngoan tâm. Muốn rời khỏi bấp bênh. Ăn bữa hôm lo bữa mai Thiên Thai Tông, khác ném minh chủ. Bây giờ đã công khai cùng nam trưởng lão không nể mặt mũi, đương nhiên phải cực lực nịnh bợ lấy lòng cha trưởng lão mới được, nếu không chẳng phải là muốn hai đầu không dựa vào. Đứng lên đi, theo ta đi, đen sư huynh nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Vâng, đa tạ hắc giáo chủ, đa tạ cha sư thúc dìu dắt, đệ tử ngày sau nhất định kiệt lực cống hiến sức lực. Chấm ngoặc kép, Cách Hiên lập tức chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt đều nhẹ ba lượng. Cơ hồ muốn lâng lâng, phi, không muốn mặt, ngay tại hắn vừa mới ngẩng đầu nháy mắt, Trần Dương bỗng nhiên một ngụm xì tại trên mặt hắn. Hướng hắn trợn mắt nhìn, bộ ngực đầy đặn cao cao nâng lên, gấp rút chập trùng,
thực tế tức giận đến hung ác. Cách Hiên vội vàng trốn về sau tránh, liên tục không ngừng đưa tay lau mặt, trong mắt cuồng nộ chi sắc chợt lóe lên, lập tức liền âm cười lên, gắt gao tiếp cận Trần Dương, lạnh lùng nói, Trần sư muội, hắc hắc, nhiều năm như vậy, ngươi cũng đủ. Ngươi một ngoại nhân, chạy đến chúng ta Thiên Thai Tông đến, thanh nguyên bản chúng ta nên có đồ vật một thanh cướp đi, còn có để hay không cho người qua rồi. Trước kia là sư phụ sủng ái ngươi, chúng ta có bất mãn đi nữa, cũng chỉ có thể đánh rất răng cùng máu nuốt, giận mà không dám nói gì. Không nghĩ tới a, chấm ngoặc kép, ngươi cũng có hôm nay. Cách Hiên bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười cực kỳ đắc ý. Áo bào đen thiếu niên cũng không ngăn cản, ngược lại hai tay chắp sau lưng, lẳng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, khóe miệng hiện lên một tia ý vị thâm trường mỉm cười. Từ đến bọn hắn nội chiến, đây chính là đả kích Thiên Thai Tông sĩ khí thời cơ tốt nhất. Thiên Thai Tông thực lực, vẫn luôn tại Nhạc Tây Quốc các lớn trong tông môn xếp hạng thứ hai, là Hắc Ma giáo mạnh nhất hữu lực đối thủ cạnh tranh. Bây giờ đại bại thua thiệt, thực lực đại tổn, vừa vặn nhân cơ hội này, mới hảo hảo chèn ép bọn hắn một phen, để bọn hắn triệt để minh bạch, tại bây giờ Nhạc Tây Quốc, chỉ có một cái lão đại. Người cái kia nhân tình đâu? Gọi là Tiêu Phàm, đúng không? Hắn làm sao không tới cứu ngươi a? Hắn không phải cùng Lệ Thú Sơn mạch yêu thú quan hệ mật thiết sao? Không phải có hóa hình yêu thú chỗ dựa sao? Ngưu bức hống hống, lợi hại a. Hắn bây giờ ở nơi nào? Mắt thấy ngươi liền muốn bị luyện thành huyết ma ngẫu, làm sao còn chưa tới cứu ngươi đây? Ngươi gọi a, ngươi lớn tiếng gọi, nhìn có người hay không tới cứu ngươi. Ha ha, ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Cách Hiên lần nữa ngửa đầu cười to, thần tình trên mặt lại là đắc ý lại là thống khoái, thậm chí còn mang theo mấy phân điên cuồng chi ý. Tiêu Phàm đến, muốn lột da của ngươi, rút gân của ngươi. Trần Dương gầm thét, thật sao, ta thật là sợ a. Ngươi tranh thủ thời gian gọi hắn tới thu thập ta a, tranh thủ thời gian gọi a, ta rất muốn nhìn hắn làm sao lột ta ra quất ta gân. Chấm ngoặc kép, Cách Hiên hai vai hơi dựng ngược lên, cười lạnh liên tục. Tốt, đúng lúc này, thanh âm của một nam tử bỗng nhiên vang lên, ngữ khí băng lãnh, lại như là cuồn cuộn kinh lôi, chấn động màng nhĩ. Đã ngươi nghĩ như vậy muốn ta tới cấp cho ngươi rút gân lột ra, vậy ta liền thành toàn ngươi tốt. Ai, Cách Hiên giật nảy cả mình. Chỉ cảm thấy thanh âm này quả thực liền ở bên tai mình vang vọng, thật giống như có người dán hắn nói chuyện. Lập tức không chút do dự, dưới chân độn quang cùng một chỗ, vội vã hướng một bên chớp nhoáng mà đi, đồng thời nhìn chung quanh, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Thực tế thanh âm này với hắn mà nói, quá quen thuộc, cứ việc sự tình qua đi rất nhiều năm, hắn lại một mực khắc sâu tại đáy lòng, lại cũng khó có thể lau đi. Chính là Tiêu Phàm thanh âm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1136, áp đảo. Là ai tại giả thần giả quỷ? Cút ngay cho ta ra. Áo bào đen thiếu niên giận dữ, nghiêm nghị quát, quay đầu bốn phía liếc nhìn, thần niệm chi lực đồng thời hướng bốn phương tám hướng phủ tới. Bóng người lóe lên, Tiêu Phàm ra bây giờ Cách Hiên trước mặt, lạnh lùng tiếp cận hắn. Tiêu Phàm, không tốt, có yêu thú. Chấm ngoặc kép, Cách Hiên giống như là gặp quỷ như kêu to lên. Tại nội tâm của hắn chỗ sâu, hắn sợ không phải Tiêu Phàm. Mà là cùng Tiêu Phàm cùng nhau kia hai đầu hóa hình kỳ yêu thú. Trải qua ma thú công thành về sau, Cách Hiên càng là đối với tất cả thú tộc đều sợ muốn chết. Tiêu Phàm vừa xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn phảng phất liền đã thấy không biết tránh ở nơi nào cường đại yêu thú. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, một chưởng đánh ra. Trong lúc bối rối, Cách Hiên liền muốn ngăn cản, lại chỉ cảm thấy quanh thân không khí siết chặt, nháy mắt cứng như kim thiết, đồng thời một cỗ nặng nề như núi áp lực thật lớn vào đầu chấn áp mà xuống. Như là cả ngọn núi đặt ở hai vai của hắn phía trên, trong nháy mắt, toàn thân xương cốt vang lên kèn kẹt, phảng phất liền muốn bị ép tới phấn thân toái cốt. Đã nhiều năm như vậy, Cách Hiên vẫn như cũ dừng lại tại kim đan hậu kỳ cảnh giới, mặc dù công lực so mấy chục năm trước càng thêm thâm hậu, nhưng thủy chung khó mà vượt qua cái kia đạo hồng câu, đặt chân nguyên anh kỳ. Tiêu Phàm một chưởng này áp xuống tới, chỉ là kim đan hậu kỳ tu sĩ, như thế nào ngăn cản được. Dù là Cách Hiên lòng tràn đầy không tình nguyện, kiệt lực giãy giụa, cũng vẫn là hai đầu gối mềm nhũn, quỳ xuống, cứ như vậy quỳ gối Tiêu Phàm trước mặt, toàn thân khớp nối như là hạt đậu nổ, lốp bốp, vang lên không ngừng, đầu đầy mồ hôi như mưa, sắc mặt trở nên cực kỳ dữ tợn, dốc hết toàn lực muốn đứng lên, hai đầu gối lại gắt gao quỳ ở nơi đó, một không thể động đậy được. Kinh hoàng chi dư, Cách Hiên lúc này mới chú ý tới, trước mắt Tiêu Phàm, sớm đã không là năm đó kim đan kỳ tu sĩ. Trên thân khí tức đáng sợ đến cực điểm. Hách nhưng đã là nguyên anh kỳ cao thủ, mà lại,
tựa hồ khí tức so sánh với thời kỳ toàn thịnh Ninh Khinh Ngữ còn cường đại hơn mấy phân. Chẳng lẽ ngắn ngủi mấy chục năm, tiểu tử này vậy mà liền đạp tiến vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới? Nhưng cái này sao có thể? Tha mạng, chấm ngoặc kép, trong lúc này, tự nhiên không phải nghiên cứu Tiêu Phàm tiến giai con đường thời cơ tốt. Một phát giác được Tiêu Phàm khủng bố cảnh giới, Cách Hiên trong lòng chỉ có kia một điểm vẻ may mắn cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, há miệng liền kêu lên. Tiêu tiền bối, tha mạng a. Chấm ngoặc kép, lúc này, Tiêu Phàm muốn lấy tính mệnh của hắn, quả thực dễ như trở bàn tay. Dù coi như Hắc Ma Vương ở đây, cũng cứu hắn không được, Tiêu Phàm cũng có thể trước kết liễu hắn lại nói. Tiêu Phàm, Trần Dương lại ngơ ngác nhìn qua hắn, trong lúc nhất thời, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Tiêu Phàm gật gật đầu, tay trái ống tay áo lắc một cái, liền đem Trần Dương kéo đến bên cạnh mình. Lớn mật, còn không buông ra nàng. Áo bào đen thiếu niên một tiếng quát chói tai. Tay trái vừa nhấc, một cây đen như mực dài súng nổi lên, hai tay nắm ở bãi xuống, lập tức mười mấy đầu dài ước chừng hơn một trượng màu đen dài súng trong hư không xuất hiện. Mũi thương lóng lánh điểm điểm hàn mang, ẩn ẩn mang theo một cỗ nói không nên lời tà khí. Giết, áo bào đen trong tay thiếu niên dài súng hướng phía trước một chỉ. Lập tức tiếng xé gió đại tác, kia mười mấy đầu dài súng hướng Tiêu Phàm kích xạ mà tới. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, 24 chiếc vảy rồng giáp bắn ra, đảo mắt hóa thành 24 chuôi xanh mờ mờ đoản kiếm nghênh đón tiếp lấy. Chỉ nghe một trận, phụt phụt, loạn hưởng, mười mấy đầu dài súng nháy mắt bị sắc bén vảy rồng kiếm cắt thành mấy chục đoạn. Một cỗ khó ngửi mùi tanh bỗng nhiên bộc phát, bị cắt thành mấy chục đoạn màu đen dài súng, hóa thành một cỗ hắc khí, hướng Tiêu Phàm bọn người càn quét mà đi. Không, chấm ngoặc kép, là hoàng tuyền sát khí. Chấm ngoặc kép, người khác coi như bỏ qua, quỳ ở nơi đó hô to tha mạng Cách Hiên sớm đã dọa đến mặt như màu đất, kêu to lên, như là gặp ma. Cái này hoàng tuyền sát khí cuốn tới, thế nhưng là, không khác biệt công kích, chỉ cần bị khí độc này cuốn vào trong đó, bất kể là ai, đều sẽ mất mạng, áo bào đen thiếu niên rất rõ ràng không có đem sinh tử của bọn hắn để ở trong lòng. Kia mấy tên phụ trách áp giải Trần Dương Thiên Thai Tông phản đồ. Càng là quá sợ hãi, co cẳng liền chạy. Trước hết nhất bị hoàng tuyền sát khí ô nhiễm 24 chuôi vảy rồng ngắn kiếm nhất trận réo vang, lập tức hóa thành từng mảnh nắm đấm lớn lấp vảy màu xanh, nhao nhao hướng Tiêu Phàm bay vụt mà quay về, lần phiến linh khí lớn mất, hiển nhưng đã bị thương không nhẹ. Tiêu Phàm sầm mặt lại, tay trái một chưởng đánh ra, lập tức cuồng phong gào thét, cắt bay đá chạy, uy thế kinh người đến cực điểm. Rào rạt vào tới hoàng tuyền sát khí, bị cái này cố cuồng phong một quyển lập tức ngược lại quay trở lại, trong chốc lát liền trở lại áo bào đen thiếu niên trước người, kém chút đánh hắn trở tay không kịp. Áo bào đen thiếu niên kinh hãi, bận bịu tức run run dài súng, một hồi lâu mới đưa những này hoàng tuyền sát khí thu về, lại là luống cuống tay chân một phen. Tiêu Phàm tay phải vừa nhấc, đặt ở Cách Hiên trên thân áp lực thật lớn lập tức biến mất không thấy gì nữa. Oa, một tiếng, Cách Hiên há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi, như vậy ngã xuống đất, liền đứng lên khí lực đều không có. Hư giữa không trung, mấy đạo tia chớp màu bạc nổi lên, tiếng sét đánh bên trong, kia mấy tên đào tẩu Thiên Thai Tông phản đồ không chịu được dài tiếng kêu thảm thiết, khét lẹt khí tức truyền đến, lại nhìn chăm chú nhìn kỹ, sớm đã từng cái nhào đổ xuống, toàn thân cháy đen, bị lôi cái kinh ngạc. Tiêu Phàm, là người a? Trần Dương lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cầm thật chặt bàn tay của hắn, thấp giọng hỏi, vẫn có chút không dám tin. Nguyên vốn cho là mình lúc này thật khó thoát độc thủ. Tiêu Phàm chợt phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, không khỏi cũng quá thần kỳ. Là ta, đừng sợ. Tiêu Phàm đưa tay vuốt vuốt nàng mây đen mái tóc, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi là ai? Áo bào đen thiếu niên vừa rồi kém chút trước mặt mọi người xấu mặt, trong lòng giận tím mặt, mặc dù hắn cũng nhìn ra được, Tiêu Phàm cảnh giới còn cao hơn hắn, nhưng đây là đang ma diễm thành, Hắc Ma giáo tổng đàn sở tại địa, toàn bộ Nhạc Tây quốc bát đại ma tông tinh nhuệ đều tập trung ở đây. Dù coi như đến chính là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, thì tính sao? Chẳng lẽ còn có thể lấy lực lượng một người, đối kháng toàn bộ Nhạc Tây quốc tu chân giới? Tiêu Phàm xoay người, nhìn qua hắn, từ tốn nói, thân tình trên mặt sớm đã khôi phục trước kia bình tĩnh, tựa hồ trước mắt đây hết thảy, đều không thế nào đặt ở trong lòng của hắn. Tiêu Phàm, ngươi chính là nhiều năm trước Phù Linh cốc kia tên phản đồ. Áo bào đen thiếu niên không khỏi hơi kinh ngạc. Nhiều năm trước lần kia đánh cược phát sinh tình hình, cho tới nay còn rõ mồn một trước mắt. Lệ thú hoang nguyên đánh cược cử hành nhiều lần như vậy, duy chỉ có kia một lần, có dự thi tu sĩ kim đan đào tẩu, còn hại chết một tên nguyên anh tu sĩ.
Áo bào đen thiếu niên làm năm đó kinh nghiệm bản thân người, đối này ký ức vẫn còn mới mẻ. Bất quá trong truyền thuyết, tên kia đào tẩu tu sĩ Kim Đan, đã sớm bị lệ thú sơn mạch yêu thú thôn phệ, tại sao lại ở đây xông ra, còn như kỳ tích tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ, thậm chí còn cao hơn hắn một cảnh giới. Cần biết năm đó Tiêu Phàm, chính là tham gia đánh cược tu là thấp nhất người. Khi tuổi chưa qua chỉ là trong Kim Đan kỳ cảnh giới mà thôi. Dạng này tiến giai tốc độ, quả thực chưa từng nghe thấy. Cho nên áo bào đen thiếu niên ngữ khí rất không nhất định. Có lẽ chỉ là trùng tên, lại hoặc là, căn bản chính là có người giả mạo. Về phần tại sao có người giả mạo, trong lúc nhất thời, nơi nào nghĩ đến nhiều như vậy. Vu Linh Cốc phản đồ. Các hạ lời này lộ ra mới mẻ, Tiêu Mỗ lúc nào gia nhập qua Vu Linh Cốc a? Nếu như nói như vậy, năm đó ân lão quái chết trong tay ta, ta chẳng phải là cùng gia hỏa này đồng dạng, khi sư diệt tổ. Nói, Tiêu Phàm ánh mắt tại mềm thành một bãi bùn cách hiên trên thân nhẹ nhàng đảo qua. Nói như vậy, người thật là năm đó cái kia tham gia đánh cược tiểu tu sĩ Kim Đan rồi. Nghe nói chúng ta Hắc Ma giáo Hắc Bạch song sát, cũng là chết tại trong tay của ngươi, có phải là thật hay không? Áo bào đen thiếu niên ngữ khí càng thêm âm lãnh. Đúng, Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, một cây tàn tạ không chịu nổi màu đen cờ xí nổi lên, mang theo một cỗ khó ngửi mùi tanh. Cùng vừa rồi áo bào đen thiếu niên tế ra hoàng tuyển sát khí đồng tông đồng nguyên, chính là Hắc Ma giáo bảo vật trấn giáo Hắc Ma cờ. Năm đó Hắc Ma vương ban cho Hắc Bạch song sát dùng phòng thân. Hảo tiểu tử, quả nhiên là ngươi. Áo bào đen thiếu niên hai mắt khẽ híp một cái, sát khí bốn phía. Giết chúng ta Hắc Ma giáo đệ tử, còn dám trở lại Ma Diễm thành tới. Còn dám ở ngay trước mặt ta khoe khoang, lá gan thật không tiểu. Năm đó Hắc Bạch song sát, thế nhưng là danh xưng tu sĩ Kim Đan thứ nhất, cũng là Hắc Ma giáo có hy vọng nhất ngưng kết Nguyên Anh hai tên đệ tử. Hắc Ma vương cái này mới không tiếc vốn gốc, đem bảo vật trấn giáo cùng mình thành danh binh khí đều giao cho cái này hai tên đệ tử, hy vọng bọn họ tại lệ thú hoang nguyên có thể thắng lợi trở về, thuận lợi tiến giai. Nếu thật là như thế, hiện tại Hắc Ma giáo liền có 6 tên Nguyên Anh tu sĩ, thực lực nâng cao một bước, tất cả nhạc Tây quốc những tông môn khác, đều chỉ có thể phủ phục tại quái vật khổng lồ này dưới chân, ngưỡng vọng. Ai ngờ Hắc Bạch song sát lại một đi không trở lại, như vậy chết tại lệ thú hoang nguyên. Đến cùng là chết tại lệ thú hoang nguyên yêu thú miệng. Hay là chết tại dự thi tu sĩ thủ hạ, cho tới nay hay là một bí mật. Hiện tại, bí ẩn này ngọn nguồn rốt cục giải khai. Năm đó diệt sát Hắc Bạch song sát chân hung, đang ở trước mắt. Nghênh ngang trở lại Ma Diễm Thành, đồng thời còn chuẩn bị ở ngay trước mặt hắn, đem đen sư huynh chỉ tên muốn kim linh thể nữ tu mang đi. Ngang ngược càn rỡ, chớ đây là rất. Tiêu Phàm quét mắt nhìn hắn một cái, lạnh nhạt nói các hạ là dự định ngăn cản Tiêu Mỗ sao. Trần Dương là Tiêu Mỗ bạn lữ. Ai dám có ý đồ với nàng, chính là cùng Tiêu Mỗ là địch. Các hạ cần phải hiểu rõ. Lời nói này phải, trực tiếp đem áo bào đen thiếu niên như không có gì. Khẩu khí thật lớn, các hạ hẳn là cho là có dưới mắt tu vi, liền có thể tại Ma Diễm Thành hoành hành bá đạo, tới lui tự nhiên. Kia còn kém xa lắm đâu, cho dù ngươi là hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không dám lớn lối như vậy. Nói, áo bào đen thiếu niên tay trái một dương. Một vệt ánh sáng lập lòe phù lục phóng lên tận trời, liền muốn vỡ ra. Người sáng suốt xem xét, liền biết đây là truyền âm phù. Đừng nhìn áo bào đen thiếu niên miệng thảo luận phải kiên cường, lại không chút do dự liền phóng ra truyền âm phù, hiển nhiên hắn trong lòng mình rất rõ ràng, thật muốn lưu lại một vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, bằng hắn sức một mình, là tuyệt đối không đủ. Mặc kệ hắn ở sâu trong nội tâm, có phải là hoài nghi Tiêu Phàm tiến giai tốc độ. Nhưng trung kỳ tu sĩ chính là trung kỳ tu sĩ, điểm này tuyệt sẽ không giả. Tiêu Phàm một trường áp đảo cách hiên, trong nháy mắt diệt sát mấy tên thiên thai tông phản đồ, nhưng đều không phải giả. Tiêu Phàm tay trái vừa nhấc, một đạo ngân hồ bắn ra, chuẩn xác không sai lầm đánh trúng tấm kia trói phù lục gào thét một tiếng, ngay tại điện quang bên trong biến thành hư ảo, lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác, nhàn nhạt tiếp cận áo bào đen thiếu niên. Chương 1137, vừa đối mặt. Nam trưởng lão, người này thế nhưng là chúng ta nhạc Tây quốc công địch, đạo hữu sẽ không ở cái này quan trọng trước mắt phạm hồ đồ a. Áo bào đen thiếu niên mắt gặp tình hình không đúng, hai mắt gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, miệng bên trong lại đối nam trưởng lão nói. Nam trưởng lão hừ lạnh một tiếng, sắc mặt âm tình bất định. Lúc này, thật đúng là rất khó lựa chọn. Tiêu Phàm nhấc tay một dương, nhị ý lôi quang tháp bắn ra, ở giữa không trung hóa thành lớn gần trượng nhỏ, lè lè lưới điện chút xuống. Đem Trần Dương bao phủ trong đó, xoay tay phải lại, đã cầm một thanh xanh mờ mờ trường kiếm,
chính là từ 12 phiến ly giao bản mệnh vảy rồng huyễn hóa mà thành. Áo bào đen thiếu niên sắc mặt tái xanh, song tay run một cái, trong tay dài súng thẳng, chỉ hướng Tiêu Phàm. Truyền âm phù không phát ra được đi, nam trưởng lão lại do dự, xem ra chỉ có trước ngạnh giang một trận. Nơi này dù sao cũng là tại Ma Diễm Thành bên trong, động tính một khi làm lớn chuyện, khẳng định sẽ có cái khác đồng đạo lần lượt chạy tới. Chỉ cần mình có thể đứng vững một lát quang cảnh, không sợ họ Tiêu này tiểu tử bản sự thông thiên, cũng cho hắn có đến mà không có về. Xem kiếm, bóng người lóe lên, Tiêu Phàm liền ở tại chỗ mất đi bóng dáng. Sau một khắc, áo bào đen trước mặt thiếu niên không khí một trận vặn vẹo, Tiêu Phàm hiện thân mà ra, trong tay xanh mờ mờ trường kiếm hướng về áo bào đen thiếu niên tật bổ xuống. Đến hay lắm, chấm ngoặc kép, áo bào đen thiếu niên thấy thế giận dữ, ưỡn một cái dài súng liền nghênh kích đi lên. Họ Tiêu này vậy mà như thế khinh thường, cứ như vậy ngạnh sinh sinh chặt đi qua, không thích hợp bất luận cái gì pháp thuật. Chẳng lẽ hắn coi là không muốn phí chút sức lực liền có thể đem mình cầm xuống không thành? Xoạt, một tiếng vang nhỏ, áo bào đen thiếu niên đang muốn thả ra khổ tu nhiều năm hoàng tuyển sát khí, khoảng cách gần như thế, nhìn họ Tiêu này tiểu tử như thế nào né tránh. Lại chỉ thấy chuôi này xanh mờ mờ trường kiếm bỗng nhiên vỡ vụn, trong khoảnh khắc hóa thành mười mấy phiến mảnh vỡ, tứ tán bay vụt. Chuyện gì xảy ra, đường đường một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ sử dụng binh khí, dạng này yếu đuối. Đụng một cái liền nát, bất quá lập tức, áo bào đen thiếu niên liền biết mình sai. Mười mấy phiến xanh mờ mờ mảnh vỡ, đảo mắt liền biến thành mười mấy chuôi màu xanh lợi kiếm, hướng áo bào đen thiếu niên tật chạm mà đi. Theo luyện hóa thời gian càng dài, những này bản mệnh vảy rồng cùng Tiêu Phàm thần niệm chi lực liên hệ cũng càng chặt chẽ, khoảnh khắc liền bố thành một cái vi hình kiếm trận. Đem áo bào đen thiếu niên bao phủ trong đó, cùng áo bào đen thiếu niên vừa rồi dài súng huyễn hóa thành hoàng tuyển sát khí có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Chỉ bất quá, áo bào đen thiếu niên dài súng huyễn hóa thành hoàng tuyển sát khí, cách Tiêu Phàm rất xa, Tiêu Phàm có thể thong dong ứng đối. Cái này 12 chuôi bản mệnh vảy rồng kiếm tạo thành vi hình kiếm trận, nháy mắt liền đã cách áo bào đen thiếu niên gần trong gang tấc. Áo bào đen thiếu niên quá sợ hãi, lúc này, vô luận như thế nào? Né tránh đều đã không kịp, không khỏi tình thế cấp bách liều mạng, há miệng, phun ra một kiện đen như mực ngọc bài trạng bảo vật, nháy mắt quang hoa đại phóng. Từ đó lộ ra một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm, vậy mà trong nháy mắt này dự định tự bạo bảo vật đến tránh thoát kiếm trận cắt nguy hiểm. Đúng lúc này, áo bào đen thiếu niên chỉ cảm thấy toàn thân siết chặt. Chân nguyên pháp lực bỗng nhiên bị một mực cầm cố lại. Nửa điểm đều không phát huy ra được, thậm chí liền thân tử đều không thể động đậy nửa phân. Một đạo gần như trong suốt dây thừng, đem hắn toàn thân trên dưới một mực trói lại, rốt cuộc giãy giụa không được. Khối kia đen như mực ngọc bài, không có hắn chân nguyên pháp lực thôi động. Đèn ánh sáng yếu ớt hoa dần dần thu liếm, trở nên 10 điểm ảm đạm. Tiêu Phàm vùng ống tay áo lên, đem ngọc bài nắm trong tay, ngay sau đó, có ngón tay bắn liền. Ngân quang lóng lánh bên trong, mười mấy mai tinh xảo liễu diệp phi đao, cắm vào áo bào đen thiếu niên toàn thân trên dưới mười mấy nơi yếu huyệt bên trong. Áo bào đen thiếu niên vừa mới ngưng tụ một điểm chân nguyên, lập tức tuôn trào, rốt cuộc ngưng tụ không đến cùng một chỗ. Mười mấy nơi yếu huyệt bị chế, dù là áo bào đen thiếu niên bản lĩnh thông thiên, cũng nửa phân đều giãy giụa không động, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở nơi đó, hướng về Tiêu Phàm trợn mắt nhìn. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy. 12 chuôi vảy rồng kiếm bay trở về, trong chớp nhoáng, Tù Long Tác cũng không thấy bóng dáng. Cái này mấy lần giao thủ động tác mau lẹ, nhanh làm cho người khác hoa mắt. Bao quát nam trưởng lão ở bên trong, tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần, áo bào đen thiếu niên liền đã bị Tiêu Phàm chế phục. Đường đường Hắc Ma giáo trưởng lão, nguyên anh sơ kỳ trạng thái đỉnh phong, gần với Hắc Ma vương cao thủ, cùng Tiêu Phàm giao thủ vừa đối mặt, liền thất bại thảm hại, ngay cả nửa phân giãy giụa chỗ trống đều không có. Cái này ảo thuật trở nên, quả thực thần kỳ vô so. Ngay từ đầu, nam trưởng lão thậm chí còn đang hoài nghi Tiêu Phàm cảnh giới, nhắc tới A ngắn ngủi 40 năm, Tiêu Phàm từ kim đan hậu kỳ tiến giai đến nguyên anh sơ kỳ, còn nói còn nghe được, nhưng thế mà lập tức đến nguyên anh trung kỳ, lại thật là khiến người khó có thể tin, không thể không hoài nghi Tiêu Phàm là dùng bảo vật gì tận lực chế tạo ra giả tượng, muốn dựa vào cái này trấn nhiếp mọi người tại chỗ. Ai ngờ lầm to, Tiêu Phàm chân thực sức chiến đấu. Chỉ có so với bọn hắn dự liệu càng mạnh, mà lại mạnh quá nhiều. Nếu như không phải Tiêu Phàm hạ thủ lưu tình, áo bào đen thiếu niên giờ phút này đã trở thành một bộ tử thi. Về phần bản thân bị trọng thương nam trưởng lão, càng là không chịu nổi, dù coi như hắn nguyện ý cùng áo bào đen thiếu niên liên thủ, cũng bất quá là để nơi đây nhiều một cỗ thi thể thôi.
Cha trưởng lão, làm phiền, đưa chúng ta ra khỏi thành đi. Tiêu Phàm không để ý tới những người khác kinh ngạc, nhấc tay thu hồi như ý lôi quang tháp, nhàn nhạt đối áo bào đen thiếu niên nói. Nam trưởng lão lúc này mới chợt hiểu, vì cái gì Tiêu Phàm sẽ lưu lại áo bào đen thiếu niên một cái mạng. Người này là Hắc Ma giáo đại trưởng lão, tại Hắc Ma giáo địa vị tôn sùng, gần với giáo chủ Hắc Ma Vương, là chân chính dưới một người trên vạn người. Từ hắn tự mình, hộ tống, Ma Diễm Thành không người dám tại ngăn cản Tiêu Phàm. Thực tế là người rất được chất, Tiêu Phàm cố nhiên tràn đầy tự tin, dù sao cũng là tại Hắc Ma giáo hang ổ, bát đại ma tông cao thủ đều hội tụ nơi đây, làm việc cẩn thận chút, tuyệt sẽ không sai. Tiêu đạo hữu, chấm ngoặc kép, nam trưởng lão dưới sự kinh hãi, gấp vội kêu lên. Tiêu Phàm lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái, nam trưởng lão lập tức cổ co rụt lại, đến miệng lời nói đều nuốt trở vào, không dám nhìn thẳng. Nhìn qua, Tiêu Phàm đối với hắn cũng không có cái gì hương hỏa chi tình. Lúc đầu cũng thế, năm đó đã từng bị buộc lấy đi tham gia lệ thú hoang nguyên đánh cược, đối nhạc Tây Quốc ma đạo tông môn, Tiêu Phàm có thể có hảo cảm gì. Mình như dám ngăn trở hắn, chỉ sợ hắn lập tức liền sẽ trở mặt. Áo bào đen thiếu niên còn có trở thành con tin giá trị, mình thế nhưng là ngay cả điểm này giá trị đều không có. Có mấy lời, hay là không nên nói lung tung tốt. Tiêu Phàm, chấm ngoặc kép, Trần Dương mở miệng, hai chân dính ở nơi đó, sắc mặt có chút chần chờ. Tiêu Phàm trên mặt liền lộ ra trưng cầu thần sắc, chúng ta cứ như vậy đi, vạn nhất Hắc Ma giáo tới cửa hỏi tội, làm sao bây giờ? Sư phụ nàng, còn đang bế quan, trọng thương chưa lành, chấm ngoặc kép, Trần Dương thấp giọng nhẹ nhàng nói, Tiêu Phàm song mi có chút nhau. Trần Dương cắn môi một cái, thấp giọng nói, ngươi không biết, sư phụ đối với ta rất tốt, từ Thiên Thai Thành lúc rút lui, sư phụ chính là vì bảo hộ ta mới bị thương, không phải. Ta sớm đã bị ma thú ăn. Chấm ngoặc kép, nghe được, Ninh Khinh Ngữ đối Trần Dương xác thực rất tốt, hạ quyết tâm muốn để nàng làm y bát của mình truyền nhân. Tố tố, ngươi có thể nói như vậy, sư phụ rất vui mừng. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, một cái thanh lãnh thanh âm vang lên, mang theo mấy phân suy yếu, nghe xong liền biết người nói chuyện trọng thương chưa lành. Sư phụ, Trần Dương lập tức vừa mừng vừa sợ, kêu lên, chỉ thấy cách đó không xa, một bóng người từ chỗ tối đi tới, búi tóc cao ngất, cung trang hoa lệ. Chính là Thiên Thai Tông tông chủ Ninh Khinh Ngữ. Cứ việc sắc mặt tái nhợt, trung khí không đủ, vị này nhưng thủy chung đang cố gắng duy trì một phái chi tôn uy nghiêm. Sư phụ, thương thế của ngươi còn chưa tốt, làm sao liền ra rồi? Trần Dương gấp vội vàng đi tới, đỡ lấy Ninh Khinh Ngữ cánh tay. Vội vã nói, mặt mũi tràn đầy chân tình bộc lộ. Ninh Khinh Ngữ thở dốc một hơi, yêu thương đập vỗ tay của nàng, thấp giọng nói, nha đầu ngốc. Phát sinh chuyện lớn như vậy, sư phụ còn có thể ngồi được vững sao? Lập tức ánh mắt một vòng, rơi vào Tiêu Phàm trên mặt. Tiêu Phàm khẽ khom người, nói, Ninh Tông Chủ, nhạc Tây Quốc chín đại ma tông tại Tiêu Phàm trong suy nghĩ không có nửa phân hảo cảm, nhưng xem ở Trần Dương trên mặt mũi, đối Ninh Khinh Ngữ hay là duy trì nhất định lễ phép. Mặc kệ như thế nào, người này là thật tâm đối Trần Dương tốt, Tiêu Phàm đối nàng tự nhiên lại có chỗ khác biệt. Tiêu đạo hữu, nhiều năm không gặp, đạo hữu tiến cảnh vậy mà như thế nhanh chóng. Thật là khiến người kinh ngạc. Đối mặt cùng mình cùng giai Tiêu Phàm, Ninh Khinh Ngữ ngày xưa ưu việt tất cả đều thu vào, khẽ vuốt cằm, rất khách khí nói. Tiêu Phàm cười cười, nói, đều nhờ Ninh Tông Chủ khích lệ, Tiêu mỗ vận khí không tệ. Ninh Khinh Ngữ nhẹ gật đầu, ánh mắt hướng mềm liệt trên mặt đất cách hiên trên thân quét qua, trong hai con ngươi hiện lên một vòng cực độ chán ghét cùng căm hận thần sắc, chậm rãi nói, tên nghịch đồ này, dám khi sư diệt tổ, nhiều cảm ơn đạo hữu vì ta Thiên Thai Tông thanh lý môn hộ. Sư phụ tha mạng, ta là bị buộc, thật, ta là bị buộc, sư phụ tha mạng a. Chấm ngoặc kép, cách hiên không khỏi vong hồn đại mạo, giãy giụa lấy đứng lên, hướng Ninh Khinh Ngữ cuống quýt dập đầu, nước mắt giao lưu, tiếng buồn bã không ngừng. Lúc trước quyết định đầu nhập Hắc Ma giáo, cách hiên đã sớm đem hết thảy đều chuẩn bị tốt, toàn bộ kế hoạch vạn vô nhất thất. Ai biết trên nửa đường giết ra một cái Tiêu Phàm, đem hắn toàn bộ kế hoạch phá hư hầu như không còn. Hừ. Ninh Khinh Ngữ nga mi một dương, cổ tay trắng nhẹ giơ lên, một dải lụa kiếm quang từ ống tay áo ở giữa bắn ra, tại cách hiên cái cổ ở giữa khẽ quấn mà quay về, cách hiên tiếng cầu xin tha thứ im bặt mà dừng, đầu vô thanh vô tức lăn rơi xuống đất, cái cổ ở giữa máu đen xông lên lão cao, lập tức mùi máu tanh bốn phía tràn ngập, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Phù phù, không đầu thi thể trùng điệp ngã quỵ, tên này khi sư diệt tổ phản đồ, rốt cục một mệnh ô hô. Một kiếm chém giết cách hiên.
Ninh Khinh Ngữ nhìn cũng không nhìn kia không đầu tử thi một chút, chuyển mà nhìn phía Trần Dương, yêu thương sờ sờ mái tóc của nàng, nhẹ nói, Tố Tố, ngươi cùng Tiêu đạo hữu đi thôi. Các ngươi nguyên bản là bạn lữ, nhiều năm như vậy, đi theo sư phụ bên người, ngươi cũng chịu không ít khổ đầu. Chỉ tiếc, sư phụ không nhìn thấy ngươi rực rỡ hào quang ngày đó. Sư phụ, ta không đi, ta không đi, ta nếu là đi, các ngươi làm sao bây giờ? Trần Dương liều mạng lắc đầu, nước mắt không dứt chảy xuôi mà hạ. Nhà đầu ngốc, đi liền đi, có cái gì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ Hắc giáo chủ còn có thể đem chúng ta Thiên Thai Tông đều giết rồi? Yên tâm, hắn sẽ không làm như vậy. Ninh Khinh Ngữ mỉm cười an ủi, lại nói, chỉ cần ngươi cùng Tiêu đạo hữu an toàn, chúng ta liền càng an toàn. Chấm ngoặc kép, nói, liếc cách đó không xa Tiêu Phàm một chút. Ninh Khinh Ngữ không hổ là một phái chi tôn, từ đầu đến cuối, đầu não đều phi thường thanh tỉnh. Có Tiêu Phàm dạng này một vị cùng Hắc Ma Vương cùng giai nguyên anh trung kỳ tu sĩ bên ngoài, Hắc Ma Vương sợ ném chuột vỡ bình, cũng không dám coi là thật đối Thiên Thai Tông như thế nào. Dù sao Tiêu Phàm vẫn chưa thương tới áo bào đen thiếu niên tính mệnh. Hắc hắc, Ninh đạo hữu đối vị này Tiêu đạo hữu, thật đúng là đầy cõi lòng tin a, ngược lại để đen nào đó có phần cảm thấy hứng thú. Đúng vào lúc này, giữa không trung vang lên một cái oanh thanh âm ùng ùng. Tất cả mọi người sắc mặt lập tức biến. Chương 1138, đơn đấu. Hắc Ma Vương, chấm ngoặc kép, ngay cả Ninh Khinh Ngữ trên mặt đều biến sắc, đến xa không chỉ Hắc Ma Vương một người, chỉ thấy giữa không trung, hắc vụ cuồn cuộn, khoảnh khắc liền đến viện tử trên không, hắc vụ dần dần tán đi, lộ ra mấy người thân hình tới. Đi đầu một người, mũi sư miệng rộng, mắt như đồng linh, mái tóc màu đen tự nhiên quăn xoắn thành kỳ lạ hình dạng, ước chừng 50 tuổi trên dưới, thần thái cực kỳ uy mãnh, tựa như một đầu thời kỳ thượng cổ hồng hoang mãnh thú, thời khắc chuẩn bị nhắm người mà phệ, cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Người này chính là Nhạc Tây Quốc đệ nhất cao thủ, Hắc Ma dạy một chút chủ Hắc Ma Vương. Năm đó ở Lệ Thú Hoang Nguyên đánh cực nghi lễ bế mạc bên trên, Tiêu Phàm đã từng xa xa gặp qua hắn, mấy chục năm không gặp, Hắc Ma Vương khí tức so sánh với lúc trước càng thêm cường đại, ẩn ẩn đã đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ cảnh giới đại thành. Tiêu Phàm chỗ thấy qua đại bộ phận phân Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, cùng người này tương đối, đều có vẻ không bằng. Nhất là nhiều năm qua thân cư kim tự tháp đỉnh kia cỗ uy nghiêm, càng là làm người ngạt thở. Ngay cả đứng ở bên cạnh hắn mấy vị khác Nguyên Anh cao thủ, đều lộ ra ảm đạm phai mờ, thậm chí là có cũng được mà không có cũng không sao, hoàn toàn dẫn không dậy nổi người bên ngoài chú ý. Tiêu Phàm tự nhiên là một ngoại lệ, ánh mắt của hắn, chỉ ở Hắc Ma Vương trên thân quét qua, liền lập tức chuyển qua mấy người khác trên thân. Liên tiếp Hắc Ma Vương bên người đứng thẳng, là một vị hơn 40 tuổi trung niên phụ nhân, cùng Ninh Khinh Ngữ đồng dạng, người mặc cung trang, thần thái thanh lãnh, nửa phân nghiêm túc thận trọng. Người này cũng là Tiêu Phàm, người quen biết cũ, Phu Linh Cốc cốc chủ Thái họ nữ tu, bị diệt sát ân lão quái sư tỷ. Theo Tiêu Phàm biết, Thái cốc chủ bây giờ đã trở thành Hắc Ma Vương song tu bạn lữ, mà toàn bộ Vu Linh Cốc cũng đã cùng Hắc Ma giáo sát nhập, trở thành Nhạc Tây Quốc một nhà độc đại siêu cấp đại tông, hiệu lệnh quần hùng, không ai dám bất tuân. Qua mấy thập niên, Hắc Ma Vương khí tức càng thêm cường đại, Thái cốc chủ khí tức lại tựa hồ như vẫn như cũ dừng lại tại ban đầu tiêu chuẩn, cũng không có cái gì tiến bộ rõ ràng. Con đường tu chân vốn là cực kỳ gian nan, mỗi một bậc thang đều là một đạo lạch trời, cuối cùng cả đời cũng khó có thể vượt qua. Nhạc Tây Quốc qua nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối chỉ có Hắc Ma Vương cùng Ninh Khinh Ngữ dạng này hai vị Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, liền có thể thấy tu chân chi đạo tiến giai chi nạn. Tiêu Phàm dạng này thiên tài tu luyện, có thể nói 10.000 năm khó gặp, mà lại vận khí cũng tốt đến nghịch thiên, lúc này mới có thể một nhanh chóng đến đâu tiến giai. Hắc Ma giáo cùng Vu Linh Cốc sát nhập, Hắc Ma Vương cùng Thái Cốc chủ song tu, nhưng lại không biết lại có cái gì công pháp mới sáng tạo ra tới. Nghĩ đến khẳng định là đầy cõi lòng tà khí. Thái Cốc chủ đứng tại Hắc Ma Vương bên trái, có khác một tên thân mặc hắc bào, bên hông quấn lấy tử sắc băng gấm nam tử trung niên đứng tại Hắc Ma Vương phía bên phải, cũng có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, cùng Hắc Ma Vương cùng bị chế trụ áo bào đen thiếu niên cha trưởng lão đồng dạng. Lộ ra đồng dạng khí tức, cái này người đàn ông tuổi trung niên, Tiêu Phàm đồng dạng đang đánh cược thi đấu trước đó gặp qua, biết hắn là Hắc Ma giáo một vị khác Nguyên Anh kỳ trưởng lão, họ Đỗ. Trừ ba vị này, còn có một tên Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ đứng tại Đỗ trưởng lão bên người, lại là một tên năm 60 tuổi lão niên nam tử. Tướng mạo bình thường, không có bất kỳ cái gì xuất chúng chỗ, chỉ nhãn giác có một viên màu đen lớn nốt ruồi, khiến dung mạo của hắn càng thêm khó coi. Hết lần này tới lần khác vị này khí tức,
so sánh với Đỗ trưởng lão còn phải mạnh hơn một chút. Còn là người quen, Tiêu Phàm đang đánh cực thi đấu trước khi bắt đầu cũng đã gặp hắn, đây là một cái khác xếp hạng dựa vào sau ma tông thủ lĩnh, tựa hồ là họ Quan, cùng Hắc Ma giáo quan hệ cực kỳ mật thiết, tính được là Hắc Ma giáo phụ thuộc. Lần này đi theo tại Hắc Ma vương sau lưng, cũng đủ để chứng minh lẫn nhau quan hệ trong đó xác thực có phần không bình thường. Bỗng nhiên ở giữa, bốn tên nguyên anh cao thủ hiện thân mà ra, một cỗ cường đại đến cực điểm áp lực, rào rạt mà hạ. Ninh tông chủ, cái này chính là của ngươi không đúng rồi. Hắc Ma vương đè lại độn quang, lơ lửng tại giữa không trung, như chuông đồng mắt to hướng xuống liếc nhìn mà đến, từ tốn nói, ngữ khí mang theo mấy phân không vui. Lúc trước các ngươi đi tới Ma Diễm Thành, thế nhưng là chính miệng hướng bản tọa hứa hẹn, sẽ tuân theo ta Hắc Ma giáo hiệu lệnh, nhất trí đối ngoại. Bây giờ lại cấu kết ngoại nhân, làm tổn thương ta Hắc Ma giáo trưởng lão, là đạo lý gì? Ninh Khinh Ngữ cười lạnh một tiếng, nói, Hắc giáo chủ, trong lòng ngươi đến cùng có chủ ý gì, chính ngươi nắm chắc. Vì luyện chế kia ngũ hành ma ngẫu, ngay cả ta Ninh Khinh Ngữ đệ tử đều không buông tha. Phải chăng quá có chút tàn nhẫn quá? Không sai, chúng ta ban đầu là có minh ước, nhất trí đối ngoại, đối phó nhưng là ma thú, tuyệt không phải phía sau hướng mình dưới người đao. Thừa dịp ta bế quan chữa thương, khi dễ ta môn nhân đệ tử, xin hỏi Hắc giáo chủ, cái này lại là đạo lý gì? Ninh Khinh Ngữ mặc dù không thích lắm nói chuyện, nhưng lại không có nghĩa là nàng bất thiện ngôn từ. Thân là một phái chi tôn, tuyệt không phải dễ lắc lư. Hắc Ma Vương không vui nói, cái gì ngũ hành ma ngẫu? Ninh đạo hữu không muốn tin đồn, bản tọa gần đây biên luyện một cái ngũ hành đại trận, cần phải có ngũ hành linh căn người đến chủ trì trận pháp, vì cũng là đối phó ma thú. Trần Sư Điệt nếu là ta Nhạc Tây Quốc tu sĩ, lẽ ra vì đối phó ma thú xuất lực, cái này có cái gì không nên? Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, Hắc giáo chủ, mặc kệ là ngũ hành đại trận cũng tốt, ngũ hành ma ngẫu cũng được, Trần Dương là Tiêu Mỗ bạn lữ, phải chăng cần muốn hỏi một chút Tiêu Mỗ chủ ý? Hắc hắc, Tiêu đạo hữu, ngươi không mở miệng, ta cũng đang muốn hỏi ngươi. Hắc Ma Vương ánh mắt bén nhọn bỗng nhiên quét tới, gắt gao chăm chú vào Tiêu Phàm trên mặt. Đạo hữu không phải ta Nhạc Tây Quốc tu sĩ, nhiều năm trước kia, đã từng mưu phản Vu Linh Cốc, còn cấu kết Lệ Thú Sơn mạch yêu thú, sát hại Vu Linh Cốc ân đạo hữu. Năm đó người đi liền đi, bây giờ lại trở về đến, công nhiên chế trụ ta Hắc Ma giáo trưởng lão. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, xin hỏi Tiêu đạo hữu, đem Ma Diễm Thành xem như cái gì? Lại đem ta Hắc Ma giáo xem như cái gì? Đạo hữu hôm nay không cho đen nào đó một cái công đạo, đừng bảo là Trần Sư Điệt, liền xem như đạo hữu bản nhân, muốn bình yên rời đi, chỉ sợ đều không thuận tiện như vậy. Lời nói này phải ngạo khí, tựa hồ mảy may cũng không có đem Tiêu Phàm vị này cùng giai tu sĩ để vào mắt, hoàn toàn chắc chắn đối phó được Tiêu Phàm. Nhắc tới cũng không kỳ quái, Hắc Ma Vương nhiều năm trước đã tiến giai Nguyên Anh Trung Kỳ, lúc ấy Tiêu Phàm bất quá là chỉ là một tên trong kim đan kỳ tiểu tu sĩ, bị ân lão quái bắt tráng đinh, bị ép tham gia đánh cược, ăn bữa hôm lo bữa mai, để Hắc Ma Vương cầm con mắt nào nhìn hắn. Bây giờ bất quá qua mấy thập niên, Tiêu Phàm thế mà liền như kỳ thích tiến giai đến Nguyên Anh Trung Kỳ, cùng mình cùng một cảnh giới. Không nói đến trong lúc này có phải là có trá, dù coi như hết thảy đều là thật, Tiêu Phàm vận khí nghịch thiên, may mắn đến cảnh giới này, rất rõ ràng cũng là vừa vặn tiến giai không lâu, ngay cả cảnh giới đều còn không có hoàn toàn vững chắc. Nói đến khó nghe chút, Hắc Ma Vương giết qua nhân vật lợi hại, so Tiêu Phàm thấy qua cao thủ còn nhiều. Hắc Ma Vương như thế nào lại coi là thật đem Tiêu Phàm xem như là cùng giai tu sĩ đến đối đãi. Cảnh giới có thể nghịch thiên đuổi đi lên, kiến thức, tâm cảnh, kinh nghiệm chiến đấu, thủ đoạn giết người cùng các loại, lại không phải một sớm một chiều liền có thể siêu việt. Huống chi, đây là tại Ma Diễm Thành, tại Hắc Ma giáo tổng đàn sở tại địa, Hắc Ma Vương giúp đỡ đông đảo, người đông thế mạnh. Như là như thế này còn lưu không được Tiêu Phàm, quả thực chính là chuyện cười lớn. Tiêu Phàm liền cười, tiếu dung rất nhạt, nhìn ra được, tràn đầy lãnh ý. Hắc giáo chủ, Tiêu Mỗ nguyên bản không có ý định náo ra động tĩnh quá lớn, chỉ muốn mang đi tại hạ bạn lữ liền tốt. Ai biết lại đụng tới loại sự tình này, lại có thể có người muốn sẽ tại dưới bạn lữ luyện thành ma ngẫu, có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Đã Hắc giáo chủ luôn mồm muốn Tiêu Mỗ cho cái bản giao, cái kia cũng đơn giản. Tiêu Mỗ liền cùng Hắc giáo chủ quyết một trận thắng thua là xong. Ngữ khí thong dong chấn định, lại nghe được Ninh Khinh Ngữ bọn người trợn mắt hốc mồm. Hắc Ma Vương còn chưa nói muốn đánh, vị này ngược lại là trước đòn khiêng bên trên. Lại không biết Hắc giáo chủ có dám hay không cùng Tiêu Mỗ đơn đả độc đấu, phân cái thắng bại, hay là có ý định dựa đa số thắng, cùng nhau tiến lên.
Hắc Ma Vương chưa trả lời, Tiêu Phàm lại đã nhàn nhạt hỏi. Trong lúc nhất thời, yên tĩnh dị thường, vô luận là mặt đất hay là không trung, tất cả mọi người bình thức tĩnh khí, một chữ cũng không dám nói. Bỗng nhiên bên trong, Hắc Ma Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, tiếng cười ầm vang, xa xa truyền ra, chấn động khắp nơi. Hảo hảo, người trẻ tuổi, dũng khí đáng khen, qua nhiều năm như vậy, có can đảm nói như vậy người, nói thực ra, ta Hắc Ma Vương thật đúng là lần đầu nhìn thấy. Chấm ngoặc kép, chốc lát, Hắc Ma Vương mãnh dừng cười to, cao giọng nói. Đó là bởi vì ngươi trốn ở Nhạc Tây Quốc quá lâu. Không đợi Hắc Ma Vương nói xong, Tiêu Phàm đã không khách khí chút nào đánh gãy hắn, nói qua nhiều năm như vậy, ngươi một mực trốn ở cái này vắng vẻ chi địa, xưng vương xưng bá, từ không ra ngoài, lại làm sao biết thiên hạ chi lớn, anh hùng xuất hiện lớp lớp. Nói như vậy, Tiêu đạo hữu tự xưng là anh hùng rồi. Rất tốt, đen nào đó rất muốn lĩnh giáo ngươi thủ đoạn, nhìn xem năm đó cái này chạy chối chết tiểu bối, đến cùng là như thế nào anh hùng cao minh. Thái cốc chủ lạnh lùng chen miệng nói, năm đó chỉ đổ thừa tâm địa ta quá mềm, không có một trưởng đánh chết rơi ngươi tiểu bối này, ngược lại làm cho ngươi dò xét chỗ trống, hại chết ân sư đệ. Bằng không mà nói, lại nơi nào cho phép ngươi ở đây tự khoe. Nếu như ân lão quái không chết, phù linh cốc lại làm sao đến mức bị người chiếm đoạt, ngay cả mình đều thành Hắc Ma Vương trên giường đồ chơi. Nói đến, mọi người tại chỗ, đối Tiêu Phàm hận ý sâu nhất, hay là vị này vu linh cốc tiền nhiệm cốc chủ. Bây giờ ngươi đưa tới cửa, quả nhiên là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch sông tới. Coi như Hắc giáo chủ không giết ngươi, thái mẫu cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Phàm cười nhạt nói, đã như vậy, hai vị gì không cùng lúc đi lên. Cũng không cần phải vì dựa đa số thắng kiếm cớ. Đánh một cái là đánh, đánh hai cái cũng là đánh, Tiêu mẫu cũng không ngại. Hắc hắc, hậu sinh, ngươi rất trương cuồng. Đừng tưởng rằng có chút kỳ ngộ, liền khinh thường anh hùng thiên hạ. Thu thập ngươi dạng này một cái hậu sinh vãn bối, còn cần dựa đa số thắng ha. Đen nào đó một người là đủ. Hắc Ma Vương cười lạnh, nhấn một cái độn quang, chậm rãi hạ xuống tới, đứng tại Tiêu Phàm đối diện, lạnh lùng tiếp cận hắn. Tiêu Phàm dưới chân bất đinh bất bát, bình tĩnh đứng ngay tại chỗ, nhìn về phía Hắc Ma Vương, không có chút nào động tác. Giữa không trung, Thái Cốc Chủ, Đỗ Trưởng Lão cùng nốt ruồi nam tử liếc nhau, trong chớp nhoáng hướng phương hướng khác nhau tránh đi, chiếm cứ quan trọng vị trí, ẩn ẩn hình thành một vòng vây, đem Tiêu Phàm vây ở trung ương. Mặc kệ Tiêu Phàm miệng thảo luận được bao nhiêu ngạo khí, bọn hắn đều kiên định không thay đổi mà tin tưởng, Hắc Ma Vương khẳng định là người thắng. Điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi, tu chân giới thực lực, tuyệt không phải bằng vài câu tự khoe, liền có thể tùy tiện siêu việt. Phải xem hư thực. Chương 1139, Thiên Diệu Huyễn Thuật. Hai người mặt đối mặt đứng vững, Hắc Ma Vương toàn thân lộ ra khí tức càng thêm mạnh mẽ, một bên Thiên Thai Tông đệ tử không chịu nổi dạng này áp lực cường đại, nhao nhao lui về phía sau, hộ thể linh quang cũng lấp lánh. Ninh Khinh Ngữ cùng Nam Trưởng lão thân vì Nguyên Anh cao thủ, tự nhiên không đến mức không chịu được như thế, sắc mặt nhưng cũng không phải đẹp như thế. Dù sao hai người đều có thương tích trong người, mà lại thương thế rất nặng. Trái lại Tiêu Phàm, lại càng thêm yên tĩnh, tại Hắc Ma Vương cường lớn uy áp phía dưới, phảng phất cả người đều biến thành trong suốt, cơ hồ chỉ tồn tại một hình bóng, cực không chân thực. Hậu sinh, che giấu khí tức khiếu môn rất không tệ, đáng tiếc, đơn thuần dựa vào che giấu khí tức, nhưng đánh không bại địch nhân. Hắc Ma Vương khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, chậm rãi nói. Cổ tay khẽ đảo, một thanh đen nhánh tỏa sáng rộng lưỡi đao đại khảm đao liền nắm trong tay, trên sống đao ba viên đồng điểm leng keng lang rung động, ngược lại là cùng hắn uy mãnh đến cực điểm bên ngoài đồng hồ cực kỳ xứng đôi. Tiêu Phàm khoát tay, xanh mờ mờ vảy rồng trường kiếm cũng cầm ở trong tay. Sư huynh cẩn thận để ý, hắn thanh kiếm này có chút cổ quái. Chấm ngoặc kép, bị Tiêu Phàm chế trụ không thể động đậy áo bào đen thiếu niên nhìn không được kêu lên. Không biết nguyên nhân gì, cũng không có người xuất thủ vì hắn giải trừ cấm chế. Vô luận là Thái Cốc Chủ, hay là Đỗ Trưởng Lão cùng nốt ruồi tu sĩ, đều chỉ là lơ lửng ở giữa không trung chặt đứt Tiêu Phàm đường lui, đối áo bào đen thiếu niên tình cảnh làm như không thấy. Có lẽ chỉ là vì để tránh cho hắn quá mức xấu hổ. Chỉ cần Hắc Ma Vương thu thập cái này không biết trời cao đất rộng hậu sinh tiểu bối, đến lúc đó cho hắn giải khai cấm chế, còn không phải dễ như trở bàn tay. Cũng không cần phải vội vội vàng vàng như thế quá khứ, tại Ninh Khinh Ngữ bọn người trước mặt mất mặt xấu hổ. Hắc Ma Vương nghe vậy cười lạnh, nói ta hiểu được, tả hữu bất quá là chút đánh lén tiểu thủ đoạn. Công lực không đủ, vậy cũng chỉ có thể nghĩ chút bàng môn tà đạo. Hắn cũng nhìn thấy sư đệ bị chế,
nhưng cụ thể giao thủ quá trình, lại không được biết. Nghĩ đến luôn luôn sư đệ quá mức khinh thường, Tiêu Phàm chơi lừa gạt, mới nhất thời thất thủ, lấy người này đạo nhi. Nếu không, dù coi như Tiêu Phàm bây giờ là nguyên anh trung kỳ cảnh giới, áo bào đen thiếu niên qua cầu so Tiêu Phàm đi đường còn nhiều. Tiêu Phàm lại có thể nào tùy tiện chế trụ hắn? Hậu sinh, ta hỏi ngươi một câu, Hạo Thiên Tông lệnh treo giải thưởng bên trên cái kia Tiêu Phàm, phải ngươi hay không? Hắc Ma Vương tiếp cận Tiêu Phàm, cũng không có vội vã động thủ, ngược lại nhiều hứng thú hỏi. Tiêu Phàm cảm thấy kinh ngạc, thế nào, Hạo Thiên Tông lệnh treo giải thưởng. Ngay cả Nhạc Tây Quốc đều biết rồi. Hắc hắc, dạng này giá trên trời lệnh treo giải thưởng, tổng là có người sẽ đưa đến Nhạc Tây Quốc đến. Nói như vậy, lệnh treo giải thưởng bên trên cái kia Tiêu Phàm, vẫn thật là ngươi. Ngược lại là hảo đảm phách, ngay cả Hạo Thiên Tông đều dám đắc tội, quả nhiên là trẻ tuổi nóng tính cực kỳ. Hắc Ma Vương nói, trùng điệp lắc đầu, tựa hồ đối với Tiêu Phàm loại hành vi này cực kỳ khinh thường. Hắc đạo bạn hẳn là còn tại làm lấy lĩnh thưởng mộng đẹp. Hắc Ma Vương cười ha ha một tiếng, nói, ngược lại là có ý nghĩ này, chỉ tiếc dưới mắt ma thú sắp công thành. Đen nào đó không có cái kia thời gian rỗi. Tốt như vậy, ta trước cầm xuống ngươi, cùng diệt sát những ma thú kia, lại đem ngươi đưa đến Hạo Thiên Tông đi lĩnh thưởng. Cũng chưa chắc không thể, cái chủ ý này rất không tệ, chỉ cần các hạ có cái này năng lực là được. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười, Hắc Ma Vương ngậm miệng lại, ánh mắt dần dần âm lạnh xuống, phảng phất không khí chung quanh cũng tại một chút xíu trở nên lạnh, trong tay nghiêng nghiêng chỉ xuống đất ba điểm đại khảm đao, càng thêm đen phải tỏa sáng, một cỗ làm người sợ hãi khí tức, từ đó thấu ra. Người quan chiến càng là bình tức tĩnh khí, nhìn chăm chú vào giữa sân, con mắt đều không nháy mắt một chút. Quen thuộc Hắc Ma Vương người đều biết, vị này Nhạc Tây Quốc đệ nhất cao thủ đã nhiều năm chưa từng cùng người giao thủ qua, nhưng không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đình chi nộ. Tiêu Phàm khí tức lại còn đang yếu đi, một chút xíu yếu đi, thậm chí ngay cả trong tay hắn chuôi này xanh mờ mờ trường kiếm, đều phảng phất biến thành hư vô. Nếu như không phải hắn còn đứng ở nơi đó, đoàn người thanh thanh sở sở nhìn thấy. Đơn thuần bằng thần niệm chi lực điều tra, thật đúng là sẽ cho là hắn đã tử biến mất tại chỗ. Ninh Khinh Ngữ Thái Cốc chủ bọn người, đều âm thầm kinh hãi. Cao minh ẩn nấp chi thuật, bọn hắn gặp qua không ít, nhưng ở mấy nguyên anh tu sĩ nhìn chăm chú phía dưới, vẫn như cũ có thể đem khí tức của mình cơ hồ hoàn toàn biến mất, vậy liền quá không đơn giản. Cao minh đến loại trình độ này ẩn nặc thuật, chỉ ít tại Nhạc Tây Quốc là chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy. Bỗng nhiên, Hắc Ma Vương động. Trong tay ba điểm đại khảm đao bỗng nhiên dương lên, hô, một tiếng, hướng về phía trước tật bổ mà đi. Một đao này uy mãnh dị thường, vừa nhanh vừa độc, không có chút nào lưu thủ, tựa hồ cũng không có cái gì hoa văn. Nhưng dạng này đấu pháp, rõ ràng không phải thủ đoạn của tu sĩ, mà là phàm tục ở giữa vũ sư tranh đấu, dùng tại hai tên nguyên anh trung kỳ hảo thủ trên thân, giống như có chút không ổn. Một đạo đen nhánh tỏa sáng đao mang, dài đến mấy trượng, gào thét lên hướng Tiêu Phàm chém tới. Đối mặt cái này uy mãnh bá đạo một đao, Tiêu Phàm chỉ là nhẹ nhàng nghiêng thân thể, đao mang liền sát bên thân thể của hắn chém qua, tan biến tại vô hình. Thật đúng là cái gì đều không có phát sinh, Hắc Ma Vương đối này không chút nào để ý, ngay tại Tiêu Phàm né tránh đao mang nháy mắt, ba điểm đại đao vung lên, trở tay nằm ngang áp đặt ra ngoài. Lại là một đạo cao vài trượng đen nhánh đao mang, xùy, hướng Tiêu Phàm chặn ngang chém qua, đồng dạng vừa nhanh vừa độc, khí thế bức người. Lúc này quan chiến Ninh Khinh Ngữ hai mắt có chút híp mắt một chút. Nàng liền đứng tại Tiêu Phàm sau lưng, chính đối Hắc Ma Vương, vừa rồi thấy được rõ ràng, hai đao bổ ra nháy mắt, Hắc Ma Vương chiếu sáng rạng rỡ hai mắt, thần quang thoảng qua ảm đạm một chút. Đủ thấy cái này nhìn như vụng về hai đao, kỳ thực tiêu hao Hắc Ma Vương không ít chân nguyên pháp lực. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đen nhánh đao mang từ Tiêu Phàm bên hông hết thảy mà qua. Tiêu Phàm tựa hồ nhẹ nhàng vặn vẹo một chút, chợt lại khôi phục nguyên trang. Đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả khóe miệng mỉm cười cũng không từng cải biến mảy may. Vừa rồi kia chặn ngang cắt qua đao mang, tựa hồ đối với hắn không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Huyễn thuật, Hắc Ma Vương trên mặt rốt cục lộ ra một tia giật mình thần sắc. Huyễn thuật tại tu chân giới chỉ có thể coi là tiểu đạo, mặc dù người tu luyện không ít, nhưng chân chính tinh thông người không nhiều, đa số tu sĩ chỉ là hơi có đọc lướt qua, có rất ít người xâm nhập nghiên cứu. Thứ này cũng giảng cứu cái thiên phú, còn phải giảng hứng thú. Từ Tiêu Phàm lộ ra khí tức bên trong, Hắc Ma Vương có thể rất rõ ràng cảm ứng được, Tiêu Phàm tu luyện chính là cực kỳ đường hoàng chính đại chính đạo công pháp, từ trong mà bên ngoài, không mang mảy may tà khí. Dạng này chính đạo đại cao thủ,
thế mà tại huyễn thuật trên việc tu luyện cũng đạt tới cao minh như thế cảnh giới, thực tế có chút ngoài dự liệu bên ngoài. Bất quá Hắc Ma Vương giật mình cũng là lóe lên liền biến mất, lập tức lại khôi phục lãnh khốc biểu lộ. Vù vù, hai tiếng, ba điểm đại đao liên tiếp hai đao vung ra, hai đạo trưởng đạt mấy trượng đen nhánh đao mang, trình thập tự giao nhau hướng Tiêu Phàm bổ tới. Tiêu Phàm hay là đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ bất quá lộ ra càng thêm không chân thực, phảng phất thật biến thành một đạo có cũng được mà không có cũng không sao, như ẩn như hiện cái bóng, đối Hắc Ma Vương Việt đến càng hung ác công kích, hoàn toàn nhìn như không thấy. Suy suy, hai đạo đao mang giao nhau lấy cắt qua Tiêu Phàm thân thể. Vẫn không có nhìn thấy máu tươi văng khắp nơi, chỉ là gợn nước ba động, không khí vặn vẹo qua đi, Tiêu Phàm lại tại nguyên chỗ nổi lên, trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương. Hắc Ma Vương không những không giận mà còn cười, nói, rất tốt, các hạ huyễn thuật rất cao minh, để đen nào đó mở rộng tầm mắt, nhưng lại không biết loại này huyễn thuật đến cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, vậy phải xem đạo hữu pháp lực, có thể chống đỡ tới khi nào. Rất hiển nhiên, Tiêu Phàm cũng nhìn ra được, Hắc Ma Vương nhìn như đơn giản trực tiếp công kích, kỳ thật mỗi một đao đều ẩn chứa cực kỳ khủng bố chân nguyên pháp lực. Dù coi như Hắc Ma Vương là thành danh đã lâu nguyên anh trung kỳ cao thủ, cũng không có khả năng thời gian dài kiên trì dạng này cuồng bạo công kích. Thật sao, chỉ sợ làm các hạ thất vọng, đen nào đó khí lực kéo dài cực kỳ. Xem đao, Hắc Ma Vương quát khẽ một tiếng. Siêu siêu siêu, bỗng nhiên ở giữa, tiếng xé gió đại tác, mấy đạo đen nhánh đao mang đồng thời chém bay mà ra, phô thiên cái địa hướng Tiêu Phàm cắt quá khứ. Tu vi thấp đệ tử cấp thấp. Ngay cả Hắc Ma Vương đến cùng bổ ra bao nhiêu đao đều không làm rõ ràng được, nhưng Ninh Khinh Ngữ cùng Nguyên Anh tu sĩ lại thấy được rõ ràng, trong nháy mắt này, Hắc Ma Vương một hơi bổ ra 7 đao nhiều. Nhất là khó được chính là, cái này 7 đao bổ đến dù nhanh, cũng nghiêm túc, mỗi một đao bổ ra đều kinh lực 10 phần, mảy may cũng không so lúc trước bổ ra mỗi một đao yếu. Ninh Khinh Ngữ bọn người không khỏi âm thầm hút một ngụm khí lạnh. Hắc Ma Vương pháp lực chi thâm hậu, ở xa bọn hắn lường trước phía trên. Người này không hổ là nhạc Tây quốc tu chân giới đại minh chủ, ổn thỏa thanh thứ nhất ghế xếp hơn trăm năm, tuyệt không phải hạnh gây nên. Cùng là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, Ninh Khinh Ngữ tự nhận, dù coi như là mình lúc toàn thịnh, cũng xa không phải Hắc Ma Vương địch thủ. Họ Tiêu này hậu sinh, bất quá vừa mới tiến cấp trung kỳ, thậm chí ngay cả sơ kỳ cảnh giới đều vẫn chưa hoàn toàn vững chắc, liền vội vội vàng vàng hướng tiến vào trung kỳ, đối mặt hung hãn như vậy già dặn cùng giai cao thủ, như thế nào đối kháng được. Ninh Khinh Ngữ một trái tim, nắm chặt, Tiêu Phàm là thắng hay thua thậm chí sống hay chết, Ninh Khinh Ngữ lúc đầu tuyệt không quan tâm, nàng mặc dù yêu quý Trần Dương, nhưng đối Tiêu Phàm cũng không có bao nhiêu hảo cảm, chỉ bất quá nàng lại rất rõ ràng, một trận chiến này thắng bại, đem trực tiếp quan hệ đến nàng Thiên Thai Tông ngày sau tại Ma Diễm Thành sinh tồn, quan hệ đến Trần Dương sinh tử. Chỉ hy vọng Tiêu Phàm chân thực năng lực, cùng hắn biểu hiện ra ngoài trấn định tự nhiên tướng xứng đôi. Nếu như là cố ý trang lão sói vẫy đuôi, vậy coi như phiền phức lớn. Đối mặt Hắc Ma Vương loại này tấn mãnh công kích, Tiêu Phàm rốt cục động. Học được từ Thiên Diệu Tiên Tử huyễn thuật cố nhiên thần kỳ khó lường, nhưng chính như Hắc Ma Vương sở nói, có mức cực hạn. Tại Hắc Ma Vương bá đạo như vậy cùng giai cao thủ ngay cả điểm mãnh kích phía dưới, không có khả năng thật dựa vào huyễn thuật chống cự đến cùng. Hô, chấm ngoặc kép, vảy rồng giáp nổi lên, trong khoảnh khắc đem hắn toàn thân trên dưới đều bao vây lại. Lập tức tiếng xé gió đại tác, mấy chục phiến nắm đấm lớn tiểu nhân vảy rồng bắn ra, đảo mắt hóa thành hơn 10 thanh xanh mờ mờ đoản kiếm, hướng na 7 đạo uy mãnh tuyệt luân đen nhánh đao mang nghênh đón tiếp lấy. Một trận, suy suy, xé vải thanh âm, tất cả đao mang nháy mắt bị vảy rồng kiếm cắt thành mảnh vỡ, hóa thành điểm điểm ô quang, tiêu tán thành vô hình. Nhìn qua như thế uy mãnh 7 đao tấn công mạnh, thế mà không chịu nổi một kích, cứ như vậy bị phá mất. Tất cả mọi người đồng thời mở to hai mắt nhìn. Có chút khó có thể tin. Chương 1140, thần thông sấm sét tỉ vết. Hắc Ma Vương khóe miệng lại hiện lên một vòng nhe răng cười. Trong nháy mắt, bất ngờ xảy ra chuyện, chỉ thấy hư giữa không trung, bỗng nhiên toát ra hơn 10 đầu màu đen cự mãng, từng đầu toàn thân đen nhánh tỏa sáng, hai mắt chỗ là hai cái màu trắng điểm sáng, lộ ra phá lệ khiếp người. Những này cự mãng toàn thân tản ra khó ngửi mùi tanh, hình thể cực đại, mở ra miệng rộng, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Hoàng Tuyền sát khí, chấm ngoặc kép, tất cả mọi người hãi nhiên biến sắc, cái này hơn 10 con cự mãng, đều là Hoàng Tuyền sát khí biến thành. Áo bào đen thiếu niên dài súng huyễn hóa thành Hoàng Tuyền sát khí về sau, thành hắc phụ hình thái, Hắc Ma Vương Hoàng Tuyền sát khí, lại hóa thành từng đầu cự mãng, hình thái cực kỳ rất thật,
trực tiếp dung chuyển người thần hồn. Khó trách Hắc Ma Vương mỗi một đao bổ ra đều rất cảm thấy phí sức, đao mang này bên trong, ngưng tụ tinh thuần nhất hoàng tuyển sát khí. Chính là Hắc Ma giáo trấn giáo thần công, hơn 10 đầu hoàng tuyển sát khí biến thành cự mãng bổ nhào mà đến, tuyệt không phải phổ thông pháp bảo binh khí có thể ngăn cản được. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, phích lịch một tiếng, kim chói như ý lôi quang tháp bắn ra, đón gió căng phồng lên, trong khoảnh khắc hóa thành lớn gần trượng nhỏ, phích lịch bắn ra bốn phía. Một chương lôi võng ẩm vang chút xuống tới, vừa bổ nhào vào phụ cận hơn 10 đầu màu đen cự mãng vội vàng không kịp chuẩn bị, nhào nhào bị ngân sắc lôi điện đánh trúng, lập tức phát ra thống khổ tê tê âm thanh, vội vã lui về phía sau, thân thể cung lên, thoáng như thật cự mãng, cực kỳ phẫn nộ. Thần thông sấm sét, Hắc Ma Vương song mi một dương, lạnh lùng quát, thần thông sấm sét là đại đa số tà ma ngoại đạo khắc tinh. Đương nhiên đây cũng là không là tuyệt đối, nói đúng ra. Hẳn là khắc chế lẫn nhau, chỉ bất quá đa số thời điểm, thần thông sấm sét sẽ chiếm theo một chút thượng phong. Đáng tiếc người cái này thần thông sấm sét cũng không thuần túy, bản thân liền mang theo ba phân ma khí. Hắc Ma Vương lập tức cười lạnh, thân là ma đạo cao thủ, hắn tự nhiên có thể từ như ý lôi quang tháp thả ra lôi điện bên trong phát giác được dị dạng. Tại thủy tổ tàng bảo các, Tỳ Sa Môn Thiên Vương hiển hóa chân thân, đem tòa bảo tháp này ban cho Tiêu Phàm thời điểm, như ý tháp cho thấy vô tận uy năng. Cuối cùng bởi vì Tiêu Phàm người mang lôi linh chi thể, Phật tổ mới đưa tháp này định danh là lôi quang tháp, nhất định phải lấy Tiêu Phàm bản thân thần thông sấm sét tiến hành thúc đẩy. Nói một cách khác, cái này như ý lôi quang tháp nhưng thật ra là cái công suất máy khuếch đại, có thể đem Tiêu Phàm bản thân thần thông sấm sét uy năng thả lớn hơn nhiều lần, lại một lần nữa tính phóng xuất ra. Rất nhiều bảo vật đều có dạng này đặc tính, như ý lôi quang tháp không giống bình thường ngay tại ở. Bảo vật này có thể theo chủ nhân trưởng thành mà trưởng thành, Tiêu Phàm bản thân tu vi càng cao, lôi quang tháp uy năng càng mạnh, mà lại tuyệt sẽ không xuất hiện bình cảnh. Coi như Tiêu Phàm tương lai trở thành ngộ linh kỳ đại cao thủ, thậm chí phi thăng huyền linh thượng giới, trở thành hóa hư kỳ cao nhân, lôi quang tháp cũng giống vậy có thể tiếp tục phát huy vốn có uy năng. Chính là bởi vì lôi quang tháp loại này đặc tính, Tiêu Phàm mới phát giác được, món bảo vật này có thể là thông huyền linh bảo chính phẩm, mà không phải hàng nhái. Bất quá, cũng bởi vì lôi quang tháp chỉ là máy khuếch đại, cho nên lôi quang tháp thả ra thần thông sấm sét, từ đầu đến cuối mang theo ba phân ma khí. Ngân Dực Lôi Bằng vốn là trời sinh yêu linh, Tiêu Phàm thần thông sấm sét, hoàn toàn là từ Ngân Dực Lôi Bằng tàn tạ trong nội đan lĩnh ngộ thu hoạch, cùng thuần chính đến dương thần lôi tự nhiên rất là khác biệt. Đi, Hắc Ma Vương như chuông đồng lớn trừng mắt, bạo quát to một tiếng, hơn 10 con cự mãng phảng phất nhận một loại nào đó thúc ép. Cung lên thân thể bỗng nhiên đạn phải thẳng tắp, hướng na tấm lưới điện kích bắn đi. Nháy mắt, suy suy, chi tiếng nổ lớn, hắc vụ nổi lên bốn phía. Màu đen cự mãng tại lôi điện chi lực oanh kích phía dưới, cực nhanh co lại nhỏ, bốc hơi ra tầng tầng lớp lớp hắc vụ, trong chốc lát, liền co lại tiểu gấp 10 còn không chỉ. Bất quá khiến người giật mình là, những này co lại tiểu gấp 10 màu đen cự mãng, vậy mà thông qua lưới điện, hướng đợi tại lưới điện trung tâm Tiêu Phàm bổ nhào qua. Mang theo ba phần ma khí thần thông sấm sét, cuối cùng không cách nào đem tất cả hoàng tuyển sát khí đều ngăn cách bên ngoài. Hắc Ma Vương khóe miệng lần nữa hiện lên một tia nhe răng cười. Họ Tiêu này hậu sinh cuối cùng vẫn là lâm trận kinh nghiệm quá kém, cho là có một kiện nghịch thiên bảo vật, liền có thể gối cao không lo, nhưng lại không biết trên thế giới này tất cả thần thông bảo vật đều là tương sinh tương khắc, căn bản liền không khả năng có thần vạn năng thông, cũng không có khả năng có vạn năng bảo vật. Tiêu Phàm tựa hồ không nghĩ tới cự mãng còn có thể đột phá lưới điện phòng ngự, đối này một điểm phòng bị đều không có, còn đang ngẩn người, hơn 10 đầu co lại tiểu vô số lần cự mãng, liền đã quấn đến trên người hắn. Hắc Ma Vương khóe miệng nhe răng cười lại đột nhiên ngưng kết, như chuông đồng song bỗng dưng trợn to. Chỉ thấy một trận gợn nước vặn vẹo dập dờn mà lên, bị cự mãng cuốn lấy Tiêu Phàm như là bọt biển đồng dạng phá tan đến, hóa thành điểm điểm linh quang, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vậy mà vẫn như cũ chỉ là một cái huyễn tượng, Tiêu Phàm thả ra như ý lôi quang tháp bảo vật như vậy, vẻn vẹn chỉ là muốn bảo vệ một cái huyễn tượng. Nhất là quan trọng chính là, bản thể của hắn đi chỗ nào rồi. Ngay tại Hắc Ma Vương kinh ngạc không thôi thời điểm, bên cạnh thân vang lên nhẹ nhàng xé vải thanh âm, không khí vặn vẹo chỗ, Tiêu Phàm bỗng nhiên hiện thân mà ra, trong tay xanh mờ mờ dài kiếm nhất phung, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, hướng hắn tật bổ xuống. Cái này hậu sinh tiểu bối. Vậy mà đem huyễn thuật cùng thuấn di thuật hòa làm một thể, thời khắc mấu chốt đánh hắn trở tay không kịp. Song phương cách xa nhau gần như thế, Tiêu Phàm xuất thủ lại là như thế chi mau lẹ,
dù là Hắc Ma Vương tu vi cực cao, công lực thâm hậu, trong lúc này, cũng chỉ có thể vung đao đón đỡ, không có cái khác chiêu thuật có thể dùng. Răng rác, xanh mờ mờ cự kiếm tại ba điểm lớn đao phong trên mũi dao băng phải vỡ nát, hóa thành mười mấy mai vảy màu xanh, hướng Hắc Ma Vương kích bắn đi, đảo mắt hóa thành 12 chuôi xanh mờ mờ vảy rồng đoản kiếm, lóng lánh sắc bén vô song hàn mang. Tại cái này cần gấp nhất quan khẩu, Hắc Ma Vương toàn thân hắc mang lấp lánh, một kiện đen nhánh khôi giáp nổi lên, nháy mắt đem toàn thân hắn đều bao vây lại, mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc. Mặc dù áo bào đen thiếu niên đã nhắc nhở qua hắn, Tiêu Phàm thanh kiếm này có chút cổ quái, trong lúc này, lại là khó lòng phòng bị. Suy suy, không ngừng, xanh mờ mờ vảy rồng đoản kiếm những nơi đi qua, đen nhánh khôi giáp vỡ ra từng đạo lỗ hổng. Cái này khôi giáp cố nhiên là khó gặp dị bảo, nhưng cứng đối cứng như vậy, như trước vẫn là ngăn cản không nổi bản mệnh vảy rồng kiếm sắc bén. Hắc Ma Vương nhanh chóng ra chóc thịt bong, bất quá khiến người giật mình là, trong vết thương phun ra, cũng không phải là máu tươi, mà là một cỗ hắc vụ, mùi tanh xông vào mũi. Hoàng Tuyền sát khí, Hắc Ma Vương thể nội đại cổ toát ra, chính là Hoàng Tuyền sát khí. Tiêu Phàm lấy làm kinh hãi, vội vàng nâng tay khẽ vẫy, đem 12 chuôi bản mệnh vảy rồng kiếm đều thu hồi lại. Mặc dù hắn xem thời cơ quá nhanh, vẫn hay là có ba thanh vảy rồng kiếm nhận Hoàng Tuyền sát khí ô nhiễm, linh khí tổn hao nhiều. Cần phải lấy bản mệnh chân nguyên lại bồi dưỡng một phen, mới có thể dần dần loại trừ những sát khí này ô nhiễm. Bất quá nhìn ra được, Hắc Ma Vương cũng không tốt đẹp gì. Tiêu Phàm chỉ là pháp bảo bị hao tổn, hắn lại là bản thể bị thương, thẳng nếu không phải hắn đã đem Hoàng Tuyền sát khí cùng nhục thân hòa làm một thể, vừa rồi một chiêu này chính là phấn thân toái cốt nguy hiểm. Tốt. Tốt, ngược lại là bản giáo chủ xem thường ngươi. Hắc Ma Vương giận tím mặt, gắt gao tiếp cận Tiêu Phàm, hung tợn khẽ nói. Người đứng xem đều lấy làm kinh hãi. Song phương giao thủ không đến mấy cái đối mặt, thua thiệt thế mà là Hắc Ma Vương, thật là khiến người cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản thần sắc chấn định thái cốc chủ Đỗ trưởng lão bọn người, đều lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng cũng không thế nào kinh hoàng. Qua nhiều năm như vậy, Hắc Ma Vương tại Nhạc Tây quốc đại danh đỉnh đỉnh. Đệ nhất cao thủ địa vị từ không có người dung chuyển qua. Chỉ cần là Nhạc Tây quốc tu sĩ, liền đều đối Hắc Ma Vương có kinh hô mê tín nhiệm. Tiêu Phàm cũng bất quá là trung kỳ tu sĩ, một lúc sau, khẳng định không phải Hắc Ma Vương đối thủ. Hắc Ma Vương bỗng nhiên cắn môi phát ra một tiếng rít. Đã co lại tiểu vô số lần hơn 10 đầu màu đen cự mãng, phảng phất đạt được một loại nào đó triệu hoán, bay vụt mà quay về, trên đường đi không ngừng hấp thu phiêu tán tại không trung Hoàng Tuyền sát khí. Chờ trở lại Hắc Ma Vương bên người thời điểm, sớm đã khôi phục lúc đầu hình thái, thân thể cực đại, uy mãnh vô so. Hắc Ma Vương miệng hơi mở, phun ra một miệng lớn máu đen, tại không trung vỡ ra, hóa thành hơn 10 khỏa huyết châu, hướng 4 phương 8 hướng kích bắn đi. Hơn 10 con cự mãng thấy thế, lập tức đại hỉ, nhao nhao lắc đầu vẫy đuôi bổ nhào qua, đem hơn 10 khỏa huyết châu cắn một cái vào, nuốt xuống. Sau một khắc, hơn 10 con cự mãng liền thống khổ tê minh. Toàn thân đều chướng đến đen nhánh tỏa sáng, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ ra. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, đem như ý lôi quang tháp thu hồi lại, trên thân thanh sáng lóng lánh, vảy rồng giáp đã đem hắn bao vây lại. Vảy rồng giáp bên ngoài, dần hiện ra một tầng nhạt hào quang màu xanh lam, xung quanh nhiệt độ bỗng nhiên lên cao, phảng phất dương cung mà không phát miệng núi lửa. Tiêu Phàm tại vảy rồng giáp bên ngoài, tăng thêm một tầng tinh viêm chi lực phòng hộ. Bình thường tà ma ngoại đạo thần thông. Một khi gặp được loại này thuần túy tinh viêm chi lực, đều sẽ bị khắc chế. Hắc hắc, tiểu bối, người các loại thủ đoạn còn thật không ít, đáng tiếc, tại bản giáo chủ trước mặt, đều chẳng qua là một bữa ăn sáng thôi. Chấm ngoặc kép, Hắc Ma Vương tự nhiên cũng cảm nhận được cỗ này tinh viêm chi lực tinh thuần, lại chỉ là cười lạnh một tiếng, tràn ngập tự tin. Tiểu bối này thủ đoạn cũng đã dùng hết, hắn tuyệt chiêu lợi hại nhất lại còn không có làm sắp xuất hiện đến. Chỉ nghe, ầm vang, không ngừng. Hơn 10 đầu màu đen cự mãng gần như đồng thời nổ tung, hóa thành đại cổ Hoàng Tuyền sát khí, hướng về Tiêu Phàm càn quét mà đi. Những này Hoàng Tuyền sát khí, so sánh với áo bào đen thiếu niên Hoàng Tuyền sát khí, không thể so sánh nổi, uy lực phải cường đại hơn nhiều. Quan chiến Ninh Khinh Ngữ đám người sắc mặt đại biến, nhao nhao lui về phía sau. Thậm chí ngay cả giữa không trung thái cốc chủ Đỗ trưởng lão bọn người, cũng cuống quýt điều khiển độn quang, hướng chỗ cao bay nhanh mà đi. Nếu thật là bị cái này Hoàng Tuyền sát khí nhiễm, cũng không phải đùa giỡn. Hắc Ma Vương sẽ hay không cho bọn hắn giải dược, hay là hai chuyện sự tình. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn chằm chằm Hắc Ma Vương, bình tĩnh đứng tại chỗ, cũng không có chút nào lùi bước ý tứ.
cuốn tới Hoàng Tuyền sát khí đụng một cái đến vảy rồng giáp bên ngoài nhạt lồng ánh sáng màu xanh lam, liền là, suy suy, vang lên không ngừng, nháy mắt bốc hơi không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hoàn toàn không cách nào đột phá tinh viêm chi lực kết thành vòng bảo hộ. Hắc Ma Vương cũng chỉ là một mực tiếp cận Tiêu Phàm, cũng không có động tác khác. Một cỗ hắc vụ bay lên, dần dần đem hai người chỗ thân chi địa đều che đậy, lăn lộn lượn lờ, ngoại nhân lại cũng khó có thể thấy rõ trong hắc vụ tình hình. Một sợi nhe răng cười, dần dần tại Hắc Ma Vương khóe miệng hiện lên, ánh mắt lại bỗng nhiên trở nên cực kỳ sắc bén. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1141, Ngũ Hành Huyết Ma Ngẫu. Một trận quỷ dị nhưng lại cực kỳ khí tức quen thuộc, đột nhiên từ Hắc Ma Vương thể nội thấu ra. Ma ngẫu, từ Hắc Ma Vương thể nội lộ ra, chính là ma ngẫu khí tức. Chỉ bất quá, loại này ma ngẫu khí tức tựa hồ càng thêm huyết tinh, xa không phải thổ ma ngẫu có thể so. Hắc Ma Vương bào tay áo lắc một cái, bốn đạo mơ hồ bóng người ở bên cạnh hắn hiện ra, dần dần trở lên rõ ràng, huyết tinh chi khí càng đậm, làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Kia là ba nam một nữ, trần như nhộng, toàn thân trên dưới đều đẫm máu, mặt mũi tràn đầy thống khổ vặn vẹo thần sắc, con ngươi màu trắng, khiến người gặp một lần phía dưới liền không rét mà run. Tiêu Phàm hai mắt có chút híp mắt, ánh mắt trở nên cực kỳ nghiêm nghị lại. Đây không phải bốn cái người sống, mà là bốn cỗ ma ngẫu. Mà lại, đây mới thực sự là huyết ma ngẫu. Hoàn toàn do người sống tế luyện mà thành, mà không phải dùng cái khác vật liệu luyện chế, cuối cùng đem tu sĩ hồn phách đánh đi vào. Cùng biển kiêu hài cốt trùng sinh tình hình, khác hẳn hoàn toàn. Huyết ma ngẫu luyện chế quá trình cực kỳ huyết tinh, cũng cực kỳ thống khổ, đồng thời thần hồn vĩnh viễn bị giam cầm tại ma ngẫu thể nội, không còn có luân hồi chuyển thế cơ hội. Khó trách những này ma ngẫu trên mặt thần sắc như thế dữ tợn, oán khí sâu như vậy nặng, thật lâu trầm tích, không chịu tiêu tán. Mà lại, Tiêu Phàm từ những này ma ngẫu trên thân, cảm nhận được mộc thủy hỏa thổ tứ hạnh chi lực, duy nhất khiếm khuyết, chính là canh kim chi lực. Những này huyết ma ngẫu trên thân mặc dù chỉ có kim đan hậu kỳ linh lực ba động, lại cho người ta cảm giác hết sức nguy hiểm, sức chiến đấu mạnh, tựa hồ xa tại bình thường ma ngẫu phía trên. Cái gì ngũ hành đại trận, rõ ràng chính là hống quỷ. Các hạ rốt cục không giấu giếm nữa rồi. Tiêu Phàm trong mắt lóng lánh phẫn nộ quang mang, lạnh lùng nói. Người này muốn bắt đi Trần Dương mục đích, chính là muốn đem Trần Dương luyện thành kim thuộc tính huyết ma ngẫu, ngũ hành đều đủ, những này huyết ma ngẫu sức chiến đấu còn muốn tăng nhiều. Có cái gì tốt giấu giếm, mặc kệ là ngũ hành đại trận hay là ngũ hành ma ngẫu, đều là vì đối phó ma thú. Tại cái này ma diễm thành, ta chính là trời, lời ta nói chính là vương pháp. Nói thật cho ngươi biết, ngươi cái kia bạn gái, bản tọa muốn định. Loại này thuần linh thể canh kim huyết ma ngẫu, sau khi luyện thành, uy lực mạnh nhất. Ngũ hành ma ngẫu chỉnh thể uy lực, còn muốn tăng nhiều, Hắc Ma Vương ung dung nói. Ngươi cho rằng, ngươi còn có cơ hội như vậy sao? Hắc Ma Vương liếc nhìn hắn một cái, vừa cười vừa nói, cái này bốn cỗ huyết ma ngẫu sau khi luyện thành, ta vẫn nghĩ tìm luyện tập cơ hội, đáng tiếc tìm không thấy đối thủ thích hợp. Ngươi rất không tệ, hậu sinh, ta lập tức liền để ngươi tốt tốt kiến thức một chút, ngũ hành huyết ma ngẫu. Ra sao trở uy lực, nói. Một cỗ hoàng tuyền sát khí, từ trên người hắn xông ra, sau một lát, Hắc Ma Vương liền toàn thân đều bị khói đen che phủ. Ngay cả tu luyện thiên nhãn thần thông Tiêu Phàm, cũng thấy không rõ lắm, chỉ có thể xuyên thấu qua hắc vụ, nhìn thấy một chút mơ hồ tình hình. Kia bốn cỗ huyết ma ngẫu, tựa hồ ngay tại một chút xíu biến mất, trở nên càng ngày càng mơ hồ. Mà một cỗ khí tức kinh khủng, lại từ trong hắc vụ một chút xíu thấu ra, tựa hồ có một loại nào đó khủng bố đến cực điểm đồ vật, ngay tại thành hình. Sư tỷ, là cái gì? Chấm ngoặc kép, cùng Ninh Khinh Ngữ sóng vai đứng chung một chỗ nam trưởng lão. Trên mặt biến sắc, hạ thấp giọng hỏi, ánh mắt lộ ra cực kỳ bất an. Thực tại loại khí tức kia, quá làm người sợ hãi. Ninh Khinh Ngữ song mi nhíu chặt, khẽ lắc đầu, trong mắt cũng cực nhanh hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Hừ, đợi chút nữa các ngươi liền biết, một bên áo bào đen thiếu niên cười lạnh nói, lại là mặt mũi tràn đầy chờ mong chi tình. Tiêu Phàm cùng Hắc Ma Vương vừa khai chiến, Ninh Khinh Ngữ liền đem áo bào đen thiếu niên câu đến bên cạnh mình. Tiêu Phàm muốn đem người này đem làm con tin, Ninh Khinh Ngữ cho rằng chỉ là một cái rất ý đồ không tồi. Mặc dù chưa chắc có thể thật uy hiếp được Hắc Ma Vương, thời khắc mấu chốt dùng để làm đàm phán thẻ đánh bạc, còn được. Ninh Khinh Ngữ cũng không cho rằng Tiêu Phàm thật có thể thắng được Hắc Ma Vương. Có thể thuận lợi từ đen thủ hạ Ma Vương đào thoát, đã là kết quả tốt nhất. Có lẽ còn có thể để Hắc Ma Vương có chỗ cố kỵ,
không đến mức lập tức hạ thủ hại Trần Dương. Bỗng nhiên ở giữa, một cỗ cường đại đến cực điểm khí tức, từ Hoàng Tuyền sát khí bên trong tán phát ra. Cỗ khí tức này, rõ ràng là xuất từ Hắc Ma Vương, lại phải cường đại hơn nhiều, tuyệt đối đã đạt đến tại Nguyên Anh trung kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào hậu kỳ cảnh giới. Chẳng lẽ Hắc Ma Vương thi triển bí pháp gì, trong nháy mắt liền đem cảnh giới của mình tăng lên như thế nhiều. Hắc phụ trung tâm, Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, rốt cục thấy rõ ràng phía trước cách đó không xa tình hình. Một cái quái vật, ban đầu Hắc Ma Vương cùng bốn cỗ huyết ma ngẫu cũng không thấy, thay vào đó, là một cái quái vật. Chỉ thấy quái vật này thân cao mấy trượng, toàn thân da chóc thịt bong, máu me đầm đìa, từng chút giọt rơi xuống đất, phát ra tí tách, rõ ràng tiếng vang. Thể đồng hồ lại có một tầng hắc khí lượn lờ, cùng mùi máu tanh hỗn cùng một chỗ, càng là làm người buồn nôn. Ngẩng đầu nhìn lên trên, lờ mờ hay là Hắc Ma Vương bộ dáng, một đôi con ngươi lại biến thành tái nhợt nhan sắc. Nhất khiến người tê cả da đầu chính là, tại Hắc Ma Vương cái cổ ở giữa, vậy mà mọc ra bốn cái đầu, lờ mờ chính là Tiêu Phàm nhìn thấy bốn cỗ huyết ma ngẫu đầu lâu. Cái này bốn cái đầu tại Hắc Ma Vương cái cổ bộ vị nhúc nhích mà động, nhìn qua cực độ buồn nôn. Hợp thể thuật, Tiêu Phàm con người bỗng nhiên co vào, trong đầu lập tức hiện ra lệ thú hoang nguyên hỏa long động bên trong, Hắc Ma Vương đệ tử Hắc Bạch song sát hợp mà vì một tình hình. Hai tên kim đan hậu kỳ đại thành tu sĩ hợp làm một thể về sau, mặc dù cảnh giới còn dừng lại tại kim đan hậu kỳ, sức chiến đấu lại trực tiếp tiêu thăng đến nguyên anh kỳ, một đường đuổi giết hắn cùng Trừ Cửu, cuối cùng làm cho Trừ Cửu vận dụng sau cùng hai viên ly hỏa đạn, mới rốt cục đem quái vật kia giải quyết hết. Chỉ là không nghĩ tới Hắc Ma Vương sẽ cùng huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể. Bốn cỗ huyết ma ngẫu lập tức liền để hắn càng bên trên một bậc thang, nháy mắt đạt tới Nguyên Anh trung kỳ trạng thái đỉnh cao nhất, tùy thời đều có thể bước vào hậu kỳ cảnh giới. Hắc hắc, nguyên lai ngươi cũng biết hợp thể thuật, tiểu bối, hiện tại ngươi biết ta vì cái gì nhất định phải bắt lấy nha đầu kia đi. Biến hình sau Hắc Ma Vương khặc khặc cười, ông nói. Cùng bốn cỗ huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể, liền có thể đạt đến tại trung kỳ trạng thái đỉnh cao nhất. Một khi ngũ hành ma ngẫu luyện chế hoàn thành, tăng thêm một bộ thuần linh thể canh kim huyết ma ngẫu, không hề nghi ngờ, Hắc Ma Vương đem đưa thân tại Nguyên Anh hậu kỳ lớn hàng ngũ cao thủ, dù coi như cảnh giới còn không thể đi lên, sức chiến đấu nhất định có thể cùng hậu kỳ đại tu sĩ so sánh. Mắt thấy ma thú công thành sắp đến, có thể một hơi tiêu thăng đến hậu kỳ đại tu sĩ sức chiến đấu, chỗ tốt tự nhiên là không cần nói cũng biết. Chẳng những cùng ma thú lúc chiến đấu có thể đại chiếm thượng phong, cùng quốc gia khác viện quân đuổi tới, cũng đều phải phụng hắn Hắc Ma Vương làm chủ. Tại tu chân giới, dù sao cũng là lấy thực lực nói chuyện, nắm tay người nào lớn, ai quyền lên tiếng liền nặng. Tà ma ngoại đạo, Tiêu Phàm hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Chúng ta vốn chính là tà ma ngoại đạo, tiểu bối, chịu chết đi. Hắc Ma Vương rít lên một tiếng, kinh thiên động địa. Chỉ thấy đầy trời hoàng tuyền sát khí bên trong, bỗng nhiên mưa như chút nước mà xuống, mùi máu tanh làm người ta ngửi thấy mà phát ói. Đánh xuống đều là to như hạt đậu mưa máu, hơi dính đến Tiêu Phàm khôi giáp bên ngoài tầng kia tinh viêm chi lực hình thành vòng bảo hộ, liền là hóa thành một mảnh huyết vụ, càng là mùi máu tanh đại tác. Nhạt hào quang màu xanh lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được ảm đạm đi. Cùng huyết ma ngẫu hòa làm một thể về sau, Hắc Ma Vương vậy mà có thể thi triển máu đạo công pháp, mà lại uy lực lớn kinh người. Tiêu Phàm sầm mặt lại, cổ tay khẽ đảo, màu đỏ sầm viêm linh chi nhận đã cầm ở trong tay. Hai tay vung lên, hẹp dài mũi nhọn phía trên, bỗng nhiên biến sắc. Chảm, Tiêu Phàm quát khẽ một tiếng. Một đạo dài đến mấy trượng màu lam nhạt đao mang, vạch phá hắc phụ, xem huyết vũ như không, trực tiếp hướng cách đó không xa Hắc Ma Vương tật chảm mà đi. Trong lúc này, Tiêu Phàm không có chút nào lưu thủ, nháy mắt đem viêm linh chi nhận uy lực phát huy đến cực hạn, viêm linh chảm chưa hề sắc bén như thế qua. Hừ, lại là tinh viêm chi lực, điêu trùng tiểu kỹ, Hắc Ma Vương cười lạnh liên tục. Tay phải vừa nhấc, một thanh hướng nóng bỏng vô so đao mang bắt tới. Ngay cả Tiêu Phàm đều giơ lên lông mày mao, người này vậy mà lấy thân thể đến đối kháng hắn viêm linh chảm, cái này tại Tiêu Phàm cũng là chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy. Dài đến mấy trượng nóng bỏng đao mang bị một phát bắt được, ngay sau đó, chính là, xuy, một tiếng, Hắc Ma Vương bàn tay từ đó hết thảy vì hai, khét lẹt mùi lập tức tràn ngập ra. Mà đao mang cũng cấp tốc ảm đạm, đảo mắt hóa thành vô hình. Thế mà là, đồng quy vô tận, đấu pháp. Bất quá trong khoảnh khắc, Hắc Ma Vương bị cắt mở bàn tay một trận máu sáng lóng lánh, lấy tốc độ cực nhanh khôi phục, chỉ để lại một đạo máu me đầm đìa lỗ hổng lớn. Tiểu bối, huyết ma ngẫu hợp thể thuật, tuyệt không phải ngươi có thể tưởng tượng. Chấm ngoặc kép,
Hắc Ma Vương ngửa mặt lên trời cười ha hả, cổ tay khẽ đảo, phía sau lưng ba điểm đại khảm đao nổi lên, phản tay nắm chặt, trên bàn tay lâm ly máu tươi một lát liền đem đại khảm đao mũi nhọn nhuộm đỏ bừng. Hắc Ma Vương thiếu âm thanh im bặt mà dừng, bước nhanh đến phía trước, hét lớn một tiếng, vào đầu hướng Tiêu Phàm bổ xuống. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn xem hắn, không tránh không né. Đúng lúc này, một cỗ đồng dạng khí tức kinh khủng, từ dưới mặt đất lộ ra, một viên thổ hoàng sắc tràn đầy u cục to lớn đầu to xông ra, thổ ma ngẫu hóa thân thành mấy trượng lớn nhỏ, tay cầm thổ hoàng sắc cực đại song chùy, hướng về kia gào thét mà đến ba điểm đại khảm đao nghênh kích mà lên. Mặc dù thổ ma ngẫu chỉ tương đương với nhân loại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cảnh giới, nhưng ma ngẫu sức chiến đấu cực nó cường hãn, xa không phải cùng giai tu sĩ có thể so sánh. Oanh, thổ hoàng sắc cự chùy bỗng nhiên đem ba điểm đại khảm đao chống chọi. Suy, ba điểm đại đao lập tức không trở ngại chút nào cắt xuống dưới, chẳng những đem thổ hoàng sắc song chùy cắt thành bốn đoạn, tiện thể lấy đem thổ ma ngẫu cũng từ đó mổ thành hai. Thổ ma ngẫu ở trên mặt đất một quyển, hóa thành một cỗ màu vàng gió lốc, xoay tròn lấy hướng Hắc Ma Vương bay đi. Màu vàng cụ trong gió, ẩn ẩn còn kèm theo nào đó dạng màu đen đồ vật, cùng Hắc Ma Vương đồng dạng, lộ ra cực kỳ nồng đậm mùi huyết tinh. Trong nháy mắt, màu vàng gió lốc liền đến Hắc Ma Vương đỉnh đầu, rung động ầm ầm, cùng màu vàng gió lốc tán đi, một đạo màu đen ấn tỉ nổi lên, đón gió căng phồng lên, khoảnh khắc hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hướng đồng dạng thân cao mấy trượng Hắc Ma Vương ầm vang chấn áp mà hạ. Chính là Tiêu Phàm giao cho thổ ma ngẫu luyện hóa về sau Bá Long tỷ. Pháp bảo cực phẩm, Hắc Ma Vương không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút, Tiêu Phàm thân là nguyên anh trung kỳ tu sĩ, có được một hai kiện pháp bảo cực phẩm, cũng không khiến người quá mức ngoài ý muốn, nhưng đem pháp bảo cực phẩm giao cho một bộ ma ngẫu đến sử dụng, cũng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Gì chờ xa xỉ. Chương 1142, Long tượng nặng tay. Bất quá Hắc Ma Vương kinh ngạc, cũng chỉ là hơi lập tức trôi qua. Bá Long tỷ ầm vang đánh xuống, không phải do hắn suy nghĩ nhiều. Song tay nắm chặt ba điểm đại khảm đao, một đao vung ra. Răng rắc, chấm ngoặc kép, Bá Long tỷ mặt ngoài, xuất hiện một đạo thật dài vết rách. Hắc Ma Vương một đao này hung mãnh tuyệt luân, toàn lực ứng phó, không có chút nào lưu thủ. Lấy cứng trọi cứng, Bá Long tỷ lập tức liền bày biện ra chống đỡ hết nổi thái độ. Màu vàng gió lốc một quyển, đảo mắt hóa thành cao mấy trượng thổ ma ngẫu, mặt vô biểu lộ. Miệng bên trong lại đọc lên một đạo cực kỳ tối nghĩa khó hiểu chú ngữ. Bá Long tỷ lập tức quang hoa đại phóng, vết nứt kia nhanh chóng biến mất, ấn tỷ khôi phục như lúc ban đầu, khí tức lại tại tiến một bước phóng đại. Cùng lúc đó, thổ ma ngẫu bản thân khí tức nhưng đang nhanh chóng yếu đi. Rất hiển nhiên, thổ ma ngẫu ngay tại đem hắn tự thân linh lực, nhanh chóng chuyển rời đến Bá Long tỷ bên trong. Chỉ là, cái này linh lực cũng quá to lớn chút. Nếu là phổ thông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ dạng này hướng pháp bảo bên trong quán chú linh lực, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hút khô. Nhìn thổ ma ngẫu tình hình, lại đều có thể tiếp tục trèo trống. Lúc trước Tiêu Phàm thế nhưng là cho đầu tư đủ vốn liếng, cho thổ ma ngẫu luyện hóa nguyên một khỏa thổ thuộc tính cao giai linh thạch. Lấy cao giai linh thạch ẩn chứa linh lực kinh khủng, dù coi như cho nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bổ sung 5 lần linh lực, cũng thướt tha có dư. Nói cách khác, trên lý luận thổ ma ngẫu đủ để trèo chống Bá Long tỷ 5 lần toàn lực công kích. Thổ ma ngẫu khí tức là mạnh mẽ như thế bá đạo, ngay cả lẫn mất xa xa thái cốc chủ đều lập tức phát giác được, không khỏi mặt lộ kinh sợ. Thổ ma ngẫu, cái này tựa như là ân sư đệ thổ ma ngẫu, chỉ là, làm sao khí tức lập tức trở nên cường đại như thế. Năm đó Tiêu Phàm diệt sát ân lão quái, thái cốc chủ cơ hồ là tận mắt nhìn thấy, ân lão quái luyện chế thổ ma ngẫu, tự nhiên cũng liền rơi xuống Tiêu Phàm trong tay. Nhưng năm đó cô kia thổ ma ngẫu chỉ có kim đan hậu kỳ tu vi, làm sao bỗng nhiên ở giữa trở nên mạnh mẽ như vậy, khí tức mạnh, thậm chí càng tại thái cốc chủ phía trên. Chỉ là một tên nguyên anh sơ kỳ ma ngẫu, liền muốn cùng bản giáo chủ đối đầu. Hắc Ma Vương vừa sợ vừa giận, một tiếng quát chói tai. Hai tay nắm ở ba điểm đại đao, bỗng nhiên hướng lên đâm tới. Đang, ba điểm đại đao chính đứng vững Bá Long tỷ, cũng là hắc mang đại phóng, trong lúc nhất thời, giữ lẫn nhau không dưới. Thổ ma ngẫu không chút nào để ý Hắc Ma Vương, chỉ là không ngừng hướng Bá Long tỷ bên trong quán chú linh lực. Thân là một bộ ma ngẫu, vô tri vô biết, chỉ cần Tiêu Phàm không có hạ đạt chỉ lệnh mới, chỉ cần địch nhân không có tiêu diệt, thổ ma ngẫu liền sẽ không chút do dự chiến đấu tiếp, đánh tới mình hao hết một tia linh lực cuối cùng mới thôi, hoặc là bị phá hủy. Cũng không còn cách nào gây dựng lại, là chân chính linh lực không thôi, chiến đấu không ngừng. Chỉ bất quá, thổ ma ngẫu cho dù cường hãn, cùng Hắc Ma Vương ở giữa.
Dù sao cảnh giới chênh lệch cách xa, Hắc Ma Vương chống đỡ Bá Long Tỷ đồng thời. Thần niệm chi lực còn tại bốn phía tìm kiếm, kỳ quái là, thế mà không gặp Tiêu Phàm bóng dáng. Từ khi Thổ Ma Ngẫu vừa hiện thân, Tiêu Phàm liền mất tích. Chẳng những nhìn bằng mắt thường không đến, ngay cả thần niệm chi lực cũng dò xét tìm không được. Hừ, lại tại giả thần giả quỷ. Hắc Ma Vương hừ lạnh một tiếng, trái tay run một cái, một lớn bồng huyết vũ, hoắc xùy, đổ xuống, đem phương viên mấy chục trượng phạm vi đều bao phủ ở bên trong. Chỉ cần Tiêu Phàm tại cái phạm vi này bên trong, mặc kệ hắn ẩn nặc thuật ra sao trở cao minh, đều quả quyết không cách nào ẩn thân. Cùng huyết ma trùng hợp ngẫu nhiên thể về sau, cỗ thân thể này rất nhiều thần thông, ngay cả đen ma vương đều cảm thấy ngoài ý muốn, hoàn toàn không phải đơn thuần sách cảnh giới cao cùng sức chiến đấu đơn giản như vậy, diễn sinh ra rất nhiều ý không ngờ được quỷ dị thủ đoạn tới. Chỉ là, thủ đoạn này đối Tiêu Phàm tựa hồ hay là không dùng được, huyết vũ vẩy qua, cái gì đều chưa từng phát sinh, phương viên trong vòng mấy chục trượng, hắc vụ cuồn cuộn, chính là không gặp Tiêu Phàm tung tích. Hắc Ma Vương đại giận, đang muốn thi triển càng thêm lợi hại thần thông, đỉnh đầu Bá Long Tỷ lại bỗng nhiên bộc phát ra cực mạnh lực lượng, ầm ầm hướng phía dưới chân áp mà tới. Thổ Ma Ngẫu đã đem Bá Long Tỷ uy có thể phát huy đến cực hạn. Làm càn, Hắc Ma Vương gầm thét lên tiếng, chỉ là một bộ ma ngẫu mà thôi, vô tri vô biết xuẩn vật, lại dám như thế. Hắc Ma Vương trái tay nắm chặt, một quyền hướng lên đảo ra. Lập tức cuồng phong gào thét, mãnh ác vô so. Thổ Ma Ngẫu cơ hồ đem tất cả linh lực đều quán chú đến Bá Long Tỷ bên trong, tự thân phòng ngự bỗng nhiên xuống đến thấp nhất, đối cái này cuồng bạo tuyệt luân một quyền, không có chút nào kháng cự chi lực. Oanh, một tiếng, Thổ Ma Ngẫu thân thể cao lớn tại quyền phong dưới đánh cho vỡ nát, hóa thành một đoàn xoay tròn cát vàng. Hắc Ma Vương đại miệng há mở, toàn lực khẽ hấp, một cái vòng xoáy nổi lên, Thổ Ma Ngẫu biến thành cát vàng, liền đánh lấy mâm tráng bánh hướng hắn kích bắn đi. Thân là Nhạc Tây quốc đệ nhất cao thủ, Vu Linh cốc cốc chủ song tu bạn lữ, Hắc Ma Vương đối ma ngẫu nhược điểm 10 điểm hiểu rõ. Thấy trải qua nhiều lần tế luyện nguyên anh kỳ Thổ Ma Ngẫu, tuyệt không phải phổ thông thủ đoạn có thể diệt sát được, chỉ cần ma ngẫu thể nội hai hồn năm phách bất diệt, ma ngẫu liền có cơ hội sống lại. Nhưng hắn Hắc Ma Vương là một ngoại lệ, đem ma ngẫu luyện hóa hợp thể, đúng là hắn sở trường trò hay. Cỗ này nguyên anh kỳ Thổ Ma Ngẫu một khi luyện hóa, Hắc Ma Vương tin tưởng, mình tuyệt đối có thể nhất cử đạp tiến vào nguyên anh hậu kỳ, mà không phải tại chiến đấu lực bên trên đạt tới hậu kỳ đại tu sĩ tiêu chuẩn. Đến lúc đó, đừng bảo là trước mắt tiểu tử này tuyệt không phải mình đối thủ, phóng nhãn toàn bộ Nhạc Tây địa khu, có thể cùng mình đối nghịch cũng không có mấy cái. Họ Tiêu này tiểu bối, quả thực chính là đưa hàng tới cửa. Đúng lúc này, một bóng người bỗng nhiên tại cách đó không xa dưới mặt đất xông ra, chính là Tiêu Phàm. Khó trách vừa rồi mưa máu tìm kiếm đều không có tìm được hắn, nguyên lai tiểu bối này trốn đến lòng đất. Tiêu Phàm vừa hiện thân, ngón tay búng một cái, một đạo đen nhánh quang mang hướng Hắc Ma Vương kích xạ mà tới. Hắc Ma Đao, Hắc Ma Vương đầu tiên là sững sờ, lập tức ngửa mặt lên trời cười ha hả. Tiểu bối này vậy mà dùng Hắc Ma Đao tới đối phó mình. Chẳng lẽ váng đầu đi? Chẳng lẽ hắn không biết, Hắc Ma Đao là mình thành danh binh khí? Tiếng cười to rất nhanh liền im bặt mà dừng, Hắc Ma Vương lần nữa mở ra miệng rộng, dùng sức khẽ hấp, Hắc Ma Đao thật giống như nhận một loại nào đó triệu hoán, bỗng nhiên cải biến phương hướng, cùng Thổ Ma Ngẫu biến thành đoàn kia cuồn cuộn cát vàng cùng một chỗ, bị Hắc Ma Vương hút tiến vào trong bụng. Bá Long Tỷ mất đi Thổ Ma Ngẫu linh lực gia trì, quang mang lập tức ảm đạm đi, trở nên lung lay sắp đổ. Tiểu bối, còn có cái gì tuyệt chiêu, đều xuất ra đi. Hắc Ma Vương đưa tay vỗ vỗ ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa cái bụng, ha ha cười lớn nói. Hắc phụ bên ngoài, Ninh Khinh Ngữ cùng nam trưởng lão liếc nhau. Đều là hãi nhiên biến sắc, mặc dù bọn hắn không nhìn thấy Hoàng Tuyền sát khí bên trong cụ thể tình hình, nhưng nghe thấy thanh âm này cũng có thể biết, trước mắt là Hắc Ma Vương toàn mặt chiếm cứ thượng phong. Trần Dương càng là lo lắng không thôi, song quyền nắm chặt, răng trắng như tuyết gắt gao cắn đầy đặn môi dưới. Thật sâu hõm vào, chỉ hận mình tu vi quá thấp, tại cái này quan trọng trước mắt, không giúp đỡ được cái gì. Tốt, trong Hắc phụ, lập tức truyền đến Tiêu Phàm trấn định tự nhiên thanh âm, mảy may cũng không có sắp lạc bại kinh hoàng chi ý. A, à, ngay sau đó, Hắc phụ bên trong lại vang lên Hắc Ma Vương kinh ngạc thanh âm. Yêu thú luyện thể thuật, chỉ nghe Tiêu Phàm toàn thân trên dưới khớp xương, lốp bốp, vang lên không ngừng, thân thể bắt đầu tăng vọt. Trong nháy mắt kích phát cự linh biến thân cùng kim cương thiết cốt hai đại thiên phú thần thông. Người tự xưng là tu sĩ chính đạo, lại đi luyện tập yêu thú luyện thể thuật, hắc hắc, các người những này cái gọi là chính đạo nhân vật,
giả mô hình giả thức. Ra vẻ đạo mạo, bản giáo chủ cũng coi là kiến thức. Hắc Ma Vương gắt gao tiếp cận Tăng Vọt Tiêu Phàm, cười lạnh không thôi. Yêu thú luyện thể thuật thì sao? Nhiều nhất cũng chỉ là nhục thân đánh mạnh vào một điểm. Hắc Ma Vương nhưng không tin, nhân loại tu sĩ còn có thể thật đem yêu thú luyện thể thuật luyện đến bao nhiêu cao thâm cảnh giới. Đây là thể chất hạn định, yêu thú rất nhiều công pháp, nhân loại tu sĩ căn bản liền tu luyện không được. Gượng ép tu luyện lời nói, huyết mạch chịu không nổi như thế áp lực cực lớn, đã sớm bạo thể mà chết. Họ Tiêu này tiểu bối, coi là tu luyện yêu thú luyện thể thuật ra mao. Liền có thể điên đảo càn khôn, chuyển bại thành thắng không thành. Không khỏi quá ngây thơ, hết biện pháp, có lẽ, đây đã là hắn sau cùng thủ đoạn. Bất quá lập tức, Hắc Ma Vương liền phát giác được có chút không đúng. Tiêu Phàm trên thân lộ ra yêu thú khí tức, dần dần trở thành nhạt, một cỗ đường hoàng chính đại hạo nhiên chi khí, phồng lên mà ra, những nơi đi qua, hoàng tuyền sát khí nhao nhao tránh lui, không dám cận thân. Hắc Ma Vương âm thầm lấy làm kinh hãi, tiểu bối này tu luyện bản môn công pháp, vậy mà trời sinh liền khắc chế mình bản môn công pháp. Không phải là Nam Châu Đại Lục chính đạo 10 đại tông môn truyền thừa. Dù coi như là chính đạo 10 đại tông môn, cũng chỉ có xếp hạng cao nhất kia 2-3 nhà truyền thừa công pháp, có dạng này uy năng. Trong chốc lát, Tiêu Phàm đã hóa thân thành thân cao hơn 10 trượng quái vật khổng lồ, bị vảy rồng giáp chăm chú bao khỏa đầu lâu, từ hoàng tuyền sát khí bên trong ló ra, hai mắt sáng ngời, nghiêm nghị sinh uy. Tiêu Phàm, chấm ngoặc kép, Trần Dương không chịu được hoan hô ra tiếng. Tiêu Phàm hai mắt hướng bên này quét qua, khẽ vuốt cằm, lập tức chuyển trở về, gắt gao tiếp cận dưới chân Hắc Ma Vương. Ngay sau đó, cự nhân hét lớn một tiếng, như là cuồn cuộn kinh lôi, chấn động đến hoàng tuyển sát khí không ngừng cuồn cuộn, hướng bốn phía lật lăn đi, dần dần lộ ra sân bên trong tình hình. À, đây là vật gì? Mọi người loáng thoáng nhìn thấy Hắc Ma Vương cổ quái bộ dáng, không khỏi đều thất kinh. Chỉ có Thái Cốc chủ thần sắc như thường, tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc. Long tượng nặng tay, cự nhân trong miệng lần nữa hét lớn, lật bàn tay một cái, hóa thành năm ngọn núi lớn, ầm ầm hướng dưới chân Hắc Ma Vương chấn ép mà hạ. Hạo nhiên chính khí quét ngang toàn trường, hoàng tuyền sát khí đảo mắt liền bị quét đến không còn một mảnh. Đây là, vô cực long tượng công, đệ nhị trọng tu luyện tới cảnh giới cực cao thời điểm, lĩnh ngộ ra đến đại thần thông. Lấy hạo nhiên chính khí cùng vô cực long tượng công làm căn cơ, hóa thành long tượng cự lực, hoành tảo thiên quân, chấn áp yêu tà. Mặc dù còn vẻn vẹn chỉ là lĩnh ngộ được một chút ra mao, phóng xuất ra uy năng, đã không thể coi thường, đủ để khiến hết thảy đối thủ kinh hãi gan hàn. Không tốt, chấm ngoặc kép, Hắc Ma Vương thầm kêu một tiếng. Long tượng nặng tay mới ra, hắn liền cảm thấy như là Thái Sơn áp đỉnh to lớn cự lực, thẳng không phải sức người chỗ có thể chống cự. Trong chớp nhoáng này, Hắc Ma Vương thật sinh lập tức quay đầu đào mệnh chi ý. Vẫn lạc nguy hiểm, đập vào mặt. Chỉ tiếc, Tiêu Phàm căn bản liền không cho hắn cơ hội đào tẩu, long tượng nặng tay đã chân áp xuống. Hắc Ma Vương hoành dưới một lòng, cắn răng nghiến lợi hét lớn một tiếng, lực sâu hai tay, bỗng nhiên nghênh kích đi lên. Nguyên bản tại hắn cái cổ ở giữa không ngừng vặn vẹo bốn khỏa đầu lâu, cũng đồng thời mở mắt, chừng ở Tiêu Phàm, phát ra cực kỳ kêu gào thê lương. Trong đêm yên tĩnh, xa xa truyền ra, khiến vô số người không rét mà run. Chương 1143, máu táng. Ba tướng tay giao, Hắc Ma Vương toàn thân lập tức truyền ra, răng rắc tiếng nổ vang. Kia là khớp nối không chịu nổi gánh nặng, sắp sửa sụp đổ điềm báo trước. Vô cực môn tiền bối tổ sư cuối cùng sức lực cả đời sáng tạo ra đại thần thông, uy lực mạnh, tuyệt không phải Hắc Ma Vương cái này vắng vẻ chi địa thổ hoàng đế có khả năng tưởng tượng. Hắc Ma Vương một cái mặt đen đỏ bừng lên, hai mắt như là muốn bốc cháy lên, dốc hết toàn lực chống cự. Phốc, một tiếng, một ngụm máu tươi phun ra. Bốn khỏa ma ngẫu đầu lâu, đột nhiên há to miệng, hung hăng cắn lấy Hắc Ma Vương trên cổ, từng ngụm nuốt máu tươi của hắn, ừng ực, nuốt âm thanh. Dù coi như tại mấy chục trượng bên ngoài, cũng nghe được nhất thanh nhị sở, làm người trong lòng từng đợt run rẩy. Hắc Ma Vương sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch như tờ giấy, trên trán mồ hôi gợn sóng mà hạ. Bốn khỏa ma ngẫu đầu lâu lại trở nên càng ngày càng rõ ràng, bỗng nhiên buông ra miệng, lộ ra dính đầy máu tươi khiết răng trắng, khặc khặc, quái tiếu. Một cỗ cực mạnh cường hãn bạo ngược khí tức, phóng lên tận trời. Hắc Ma Vương hai tay bắp thịt cuồn cuộn, bộc phát ra cực kỳ kinh người cự lực. Vậy mà đem kia vào đầu chấn áp mà dưới long tượng nặng tay, nâng lên ba phân. Đây đã là cạn kiệt toàn lực, bất quá Hắc Ma Vương không tiếc làm tổn thương bản mệnh chân nguyên, tranh chính là trong chớp nhoáng này buông lỏng. Chỉ gặp hắn thân thể to lớn bỗng nhiên gấp gáp co lại nhỏ,
đảo mắt hóa thành thường nhân lớn nhỏ, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền nghiêng nghiêng hướng giữa không trung kích bắn đi. Tiêu Phàm biến thành cự nhân hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đem cự trưởng thu hồi lại, nhàn nhạt nhìn qua bỏ mạng chạy trốn Hắc Ma Vương, nhưng lại chưa đuổi theo, ngược lại ống tay áo lắc một cái, một đạo trắng bệch cái bóng bắn ra, một tiếng cao vút huýt dài thẳng lên cửu tiêu, nháy mắt hóa thành dương cánh mấy trượng xương chim. Hai cánh chấn động, liền hướng Hắc Ma Vương bỏ chạy phương hướng mau chóng đuổi mà đi. Hắc Ma Vương tốc độ bay dù nhanh, lại nơi nào có thể cùng xương chim đánh đồng, thoáng qua ở giữa, liền bị đuổi kịp, xương chim miệng hơi mở. Một cỗ sóng máu cuồn cuộn mà xuống, hướng Hắc Ma Vương càn quét mà đi. Súc sinh, Hắc Ma Vương vừa sợ vừa giận, nhưng lại không thể không dừng lại chạy trốn bước chân, quay đầu, chuẩn bị ứng đối xương chim uy hiếp. Cùng lúc đó, Thái Cốc Chủ, Đỗ Trưởng Lão, nốt ruồi tu sĩ nhao nhao giật mình tỉnh lại, riêng phần mình độn quang cùng một chỗ, liền muốn tiến đến giúp đỡ. Tiêu Phàm nhẹ nhàng hừ một cái, vừa sải bước quá khứ, ngăn ở ba người trước mặt. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy bọn hắn, ánh mắt nhàn nhạt, lại tràn ngập không dung kháng cự uy nghiêm chi ý. Ba người đều kìm lòng không đặng đè lại độn quang, lộ ra vừa hãi vừa sợ thần sắc. Liên đột phá đến trung kỳ trạng thái đỉnh phong đen ma vương đều bại. Bọn hắn sao lại dám chủ động lên hấn, mà lại, Tiêu Phàm biến thành cự trên thân người truyền đến khí tức cường đại. Chỉ có so vừa rồi càng sâu, dù coi như ba người liên thủ, cũng chưa chắc thấy là Tiêu Phàm đối thủ. Các hạ thật nghĩ đuổi tận giết tuyệt a? Chấm ngoặc kép, Đỗ Trưởng Lão đến cùng là Hắc Ma giáo người chủ trì, cứ việc trong lòng lật lật lo lắng. Lại cũng không thể không tráng lên lá gan, hướng Tiêu Phàm nghiêm nghị uống hỏi một câu. Ai ngờ một lời chưa tất, bên kia toa lại là một tiếng hét thảm truyền đến, mọi người vội vã quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hắc Ma Vương bụng ở giữa nổ tung một cái động lớn, máu tươi văng khắp nơi, một đạo lốc xoáy màu vàng càn quét mà ra, ở giữa còn kèm theo một thanh như ẩn như hiện màu đen chủy thủ đao nhọn, chính là Hắc Ma Vương lúc trước một ngụm nuốt vào trong bụng thổ ma ngẫu cùng Hắc Ma đao, còn không tới kịp luyện hóa, liền bị Tiêu Phàm, Long Tượng nặng tay, đánh cho đại bại mà chạy, chân nguyên pháp lực gần như suy kiệt. Như thế nào còn trấn áp được? Hắc Ma Vương bỗng dưng trợn to hai mắt, gắt gao tiếp cận Hắc Ma đao, trong mắt lộ ra tuyệt đối không thể tin thần sắc. Ngay cả mình bản mệnh pháp bảo, đều không nhận mình khống chế, thành đưa mình vào tử địa thủ phạm. Tiêu Phàm nâng tay khẽ vẫy, Hắc Ma đao ở giữa không trung hóa thành một tia ô quang, kích xạ mà quay về, Tiêu Phàm lúc này mới nghiêng đầu đi, lạnh nhạt nói, chuôi này trên đao bản mệnh ấn ký, sớm đã bị ta biến mất, ngươi cảm nhận được cái kia ấn ký, là giả. Bất quá là dụ ngươi mắc lừa mà thôi. Thời khắc mấu chốt, Hắc Ma đao tử sẽ có hành động, huống chi còn có thổ ma ngẫu cũng tại Hắc Ma Vương trong bụng, quả thực chính là hai viên bom hẹn giờ. Ngươi, chấm ngoặc kép, Hắc Ma Vương hai mắt huyết quang bắn ra, nghiến răng nghiến lợi, một câu đều nói không nên lời. Từ khi hắn leo lên Hắc Ma dậy một chút chủ chi vị, liền chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, sẽ tại Ma Diễm Thành, tại Hắc Ma giáo tổng đàn sở tại địa, bị ngoại nhân diệt sát. Đây quả thực là cái chuyện cười lớn, nhưng là, cái chuyện cười này hết lần này tới lần khác liền phát sinh. Không đợi Hắc Ma Vương có động tác khác, đầy trời sóng máu cuồn cuộn mà xuống, trong khoảnh khắc liền đem hắn tàn khu che hết, chỉ nghe nửa tiếng cực độ không cam tâm cuồng hống im bặt mà dừng, như vậy vô thanh vô tức. Tung hoành nhạc Tây Quốc mấy trăm năm Hắc Ma giáo một thay mặt giáo chủ, tính cả hắn vừa mới luyện hóa bốn cỗ huyết ma ngẫu, cứ như vậy táng thân tại trong biển máu. Một lát sau, xương chim miệng rộng khẽ hấp, cuồn cuộn sóng máu hóa thành một đạo huyết sắc trường hồng, hướng giữa không trung kích bắn đi, nháy mắt liền bị xương chim hút nửa điểm không dư thừa, trắng bệch xương trên kệ, tựa hồ tăng thêm không ít tơ máu, thậm chí ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy, có huyết mạch đang chảy. Tự nhiên, loại tình hình này lóe lên liền biến mất, đa số người còn tưởng rằng là mình hoa mắt, nhìn lầm. Cứ như vậy trong chốc lát, xương thân chim bên trên tán phát khí tức, lại mạnh mẽ mấy phân, ẩn ẩn đã đột phá nguyên anh sơ kỳ cảnh giới. Có nguyên anh trung kỳ tiêu chuẩn, chỉ là vội vàng ở giữa, khó để xác định. Xương chim tiến giai hình thức, đặc biệt không giống bình thường, tựa hồ là không có cái gì bình cảnh, cứ như vậy tự nhiên nhiên, một đường hướng lên đột phá. Chỉ cần tích xúc đủ cường đại chân nguyên pháp lực, bất cứ lúc nào cũng sẽ tiến giai. Tiêu Phàm cho tới nay cũng chưa từng hiểu rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Xương chim một ngụm thôn vệ sóng máu, ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, tiếng kêu rất là vui vẻ. Tất cả mọi người trơ mắt nhìn đây hết thảy, lại chỉ cảm thấy khắp cả người sinh hàn, như trong mộng, tựa hồ vẫn khó mà tiếp nhận sự thật này Hắc Ma Vương coi là thật cứ như vậy vẫn lạc rồi. Không phải liền là đến Thiên Thai Tông nơi này đến đi một chuyến,
đem một tên trong kim đan kỳ nữ đệ tử bắt về a. Làm sao trong nháy mắt, liền biến thành cái dạng này. Cái này quan trọng trước mắt, Hắc Ma Vương vẫn rơi, Hắc Ma giáo thậm chí Ma Diễm Thành, toàn bộ Nhạc Tây Quốc lập tức liền trở nên rắn mất đầu, tiếp xuống lại như thế nào cho phải. Trong lúc nhất thời, các loại nghi vấn ùn ùn kéo đến, tràn ngập tại các bộ não người bên trong, ông tác hưởng, hoàn toàn không an tĩnh được. Thái Cốc Chủ, Đỗ Trưởng Lão, nốt ruồi nam tử không hẹn mà cùng hướng nơi xa thối lui. Chỉ cảm thấy lúc này, cách Tiêu Phàm càng xa càng tốt, cái này đã khôi phục bản tướng, ôn tồn lễ độ, khí độ nghiễm nhiên tuấn lãng nam tử, phảng phất bỗng nhiên ở giữa biến thành địa ngục câu hồn sứ giả. Đến từ vực sâu ác ma, lúc nào cũng có thể xuất thủ lấy tính mệnh của bọn hắn. Bên này chém giết, sớm đã kinh động trong thành tu sĩ cấp cao, số đạo độn quang hướng bên này kích xạ mà đến, nhao nhao tại Thái Cốc Chủ cùng bên người thân hiện thân mà ra, hỏi, Đỗ huynh, chuyện gì xảy ra? Hắc giáo chủ đâu? Miệng bên trong là hỏi thăm Đỗ trưởng lão, ánh mắt lại thẳng vào rơi vào Tiêu Phàm trên mặt, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Làm sao đột nhiên chui ra một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ đến rồi? Đây là vị nào, cũng có mắt sắc người, dần dần đem Tiêu Phàm nhận ra được. Dưới mắt Tiêu Phàm, cùng mấy chục năm trước tham gia đánh cược tên kia tu là thấp nhất trong kim đan kỳ tu sĩ, dung mạo bên trên cũng vô bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khí tức bên trên cũng đã tưởng như hai người, kia cố cường đại tuyệt luân khí tức, làm cho mỗi một vị vội vàng chạy đến nguyên anh tu sĩ trong lòng đều chịu nặng, vô ý thức cùng Tiêu Phàm bảo trì khoảng cách nhất định, không dám tới gần. Chỉ là trong lòng âm thầm kinh ngạc, cảm thấy mình khả năng nhìn lầm. Hai người này chỉ là dung mạo tương tự, tuyệt không có khả năng là cùng một người. Không có dạng này tiến giai, quá nghịch thiên, chạy tới nguyên anh tu sĩ càng ngày càng nhiều, dần dần tụ tập mười mấy người. Trừ mấy tên ra ngoài không ở trong thành tông môn trưởng lão cùng Thiên Thai tông Ninh Khinh Ngữ nam trưởng lão, Nhạc Tây Quốc bát đại ma tông đỉnh tiêm hảo thủ. Cơ hồ đều đến nơi đây, nhao nhao tại Đỗ trưởng lão bên người đè lại độn quang, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn qua Tiêu Phàm, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, sao bầu không khí quỷ dị như vậy. Hắc Ma Vương chết, liền tại tất cả mọi người lo sợ bất an, âm thầm phỏng đoán thời điểm, Thái Cốc Chủ bỗng nhiên hét dầm lên, đưa tay chỉ tay Tiêu Phàm. Chính là hắn. Chính là bị giết Hắc giáo chủ. Oanh, một tiếng, hiện trường lập tức sôi trào, mười mấy tên nguyên anh tu sĩ từng cái nghẹn họng nhìn chân chối, chưa tỉnh hồn lại. Thái đạo hữu, loại này không thể nói lung tung được, người thế nhưng là Hắc giáo chủ song tu bạn lữ. Chấm ngoặc kép, đúng vậy a, thái đạo hữu, nhưng tuyệt đối đừng đùa giỡn như vậy, lúc này, lòng người lưu động, không cẩn thận liền sẽ khiến trong thành khủng hoảng. Chốc lát, liền có lão luyện thành thục người mở miệng bác bỏ. Ngôn từ ở giữa, có chút không vui. Mọi người nhất thời nghị luận ầm ĩ, chưa kết luận được. Chư vị, Đỗ trưởng lão quát khẽ một tiếng. Tiếng nghị luận lập tức liền ngừng xuống tới, đoàn người đều nhìn sang. Thái sư tỷ nói không sai, đen sư huynh xác thực ngộ hại, chính là chết tại trong tay người nọ. Đỗ trưởng lão cũng đưa tay chỉ hướng Tiêu Phàm. Hiển nhiên tụ tập mười mấy tên cùng giai hảo thủ, Đỗ trưởng lão lá gan cũng lớn lên. Dù là Tiêu Phàm lại cao minh, thần thông quảng đại nữa. Đó cũng là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không chịu nổi nhiều người. Mười mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cùng nhau tiến lên, loạn quyền cũng đánh chết hắn. Nhất là quan trọng chính là, Hắc Ma Vương vẫn rơi mà chết, như vậy ai chính là Hắc Ma giáo đời tiếp theo giáo chủ? Dựa theo lẽ thường đến nói, chỉ cần Đỗ trưởng lão có thể vì Hắc Ma Vương báo cửu tuyết hận, giáo chủ này chi vị, xác định vững chắc chính là hắn. Mấu chốt ở chỗ, báo cửu tuyết hận đồng thời, cũng không thể đem mình góp đi vào. Mặc dù nói mọi người cùng nhau tiến lên, có thể loạn quyền đánh chết lão sư phó, nhưng trước hết nhất xông đi lên mấy người kia, lại quá nguy hiểm. Trên cơ bản là ai bên trên ai chết, người này chính là Tiêu Phàm, nhiều năm trước, lệ thú hoang nguyên đánh cực phản bội chạy trốn cái kia vu linh cốc người dự thi, còn hại chết ân đạo hữu. Chấm ngoặc kép, a, thật là hắn, kia làm sao có thể, tiếng kinh hô liên tiếp, bây giờ người này lại tại chúng ta Nhạc Tây Quốc nguy hiểm nhất trước mắt. Xông tiến vào Ma Diễm Thành đến hại chết đen sư huynh, đây rõ ràng liền là muốn để chúng ta Nhạc Tây Quốc diệt quốc. Mọi người nói, chúng ta làm sao bây giờ? Chấm ngoặc kép, ngậm miệng, Đỗ trưởng lão chính thao thao bất tuyệt, muốn nhắc lên mọi người đối Tiêu Phàm cừu hận, thình lình Tiêu Phàm một tiếng gào to, lập tức toàn thân lắc một cái, kìm lòng không đặng ngậm miệng lại. Đỗ trưởng lão, coi như Hắc Ma Vương chết rồi, Hắc Ma giáo sự tình, cũng không tới phiên ngươi tới làm chủ a. Ma Diễm Thành sự tình liền càng thêm không tới phiên ngươi tới làm chủ. Tiêu Phàm tiếp cận hắn, lãnh đạm nói. Phản tay khẽ vẫy,
Áo bào đen thiếu niên đứng ở bên cạnh hắn, như có lẽ đã duy Tiêu Phàm như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hắn bây giờ mệnh mạch còn bóp tại Tiêu Phàm trong tay, tận mắt thấy Hắc Ma Vương vẫn rơi, ỷ trượng lớn nhất đã không có, giờ này khắc này, không nghe Tiêu Phàm, kia đó là một con đường chết. Theo ta được biết, cha trưởng lão mới là quý giáo đại trưởng lão. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên, ống tay áo lắc một cái, thổ ma ngẫu tay cầm song chùy, đứng trước mặt của hắn, một đoàn bóng đen từ linh thú điểm bên trong bắn ra, lăn khỏi chỗ, hóa thành một đầu cao ba trượng màu đen mãnh thú, cái trán một túm sáng như bạc lông tóc, phá lệ bắt mắt, toàn thân tản ra hóa hình kỳ linh thú uy áp mạnh mẽ, chính là Hắc Lân. Đỉnh đầu trên trời cao, xương chim hai cánh chấn động, ở trên cao nhìn xuống quan sát trong thành hết thảy. Kia cỗ phảng phất đến từ viễn cổ man hoang khí tức cường đại, khiến rất nhiều trong lòng người lo sợ bất an, thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng lên nhìn quanh. Ninh Khinh Ngữ cùng nam trưởng lão liếc nhau, dưới chân độn quang cùng một chỗ, yên lặng đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh thân, đối mặt Đỗ trưởng lão bọn người. Phân loạn hiện trường lập tức trở nên yên tĩnh vạn phân, tất cả mọi người không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Người này vậy mà có được nhiều như vậy cường hãn nguyên anh kỳ giúp đỡ. Không nói đến áo bào đen thiếu niên cha trưởng lão, cũng không nói thân chịu trọng thương Ninh Khinh Ngữ cùng nam trưởng lão, riêng là Tiêu Phàm cùng hắn linh thú ma ngẫu khôi lỗi, cũng không phải là bọn hắn có thể giữ lại được đến. Có lẽ Tiêu Phàm còn không thể đem bọn hắn mười mấy tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ đều diệt sát, nhưng bọn hắn muốn lưu lại Tiêu Phàm, cơ hồ là không thể nào. Hắc Ma Vương đã chết, Ninh Khinh Ngữ trọng thương, Nhạc Tây Quốc chỉ có cấp cao chiến lực, tổn thất hầu như không còn, Tiêu Phàm một khi chạy thoát, ngày sau trả thù, như thế nào ngăn cản? Chẳng lẽ từ nay về sau, bát đại ma tông kết hợp một tông, tất cả nguyên anh tu sĩ cả ngày tua tủa như lông nhím một đoàn, nhưng cầu tự vệ. Huống chi, Ninh Khinh Ngữ đã cho thấy thái độ, mọi người ngày sau muốn đối kháng, không phải một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ, mà là hai tên, còn bao gồm toàn bộ Thiên Thai Tông. Thiên Bình phi tốc hướng Tiêu Phàm bên này nghiêng, đã có người chậm rãi rút lui về sau, chuẩn bị lặng lẽ chuồn. Đỗ trưởng lão mặt mũi tràn đầy nghẹn đến đỏ bừng. Lại là cũng không dám lại mở miệng nói một câu. Lúc này, ai cũng biết đắc tội Tiêu Phàm, sẽ là hậu quả gì. Chương 1144, một nước chi chủ. Hắc Ma Vương chết rồi, nhưng ta không sẽ lập tức đi ngay. Tiêu Phàm ánh mắt bình tĩnh tại mười mấy tên nguyên anh tu sĩ trên mặt liếc nhìn một vòng, bình tĩnh nói. Tất cả mọi người thần sắc chuyên chú nhìn qua hắn, không ít người trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, không biết Tiêu Phàm lời này rốt cuộc là ý gì. Diệt sát Hắc Ma Vương còn không đi, là muốn ở chỗ này giễu võ dương oai à. Lại hoặc là, còn muốn đem Hắc Ma giáo nhổ tận gốc. Ma thú sắp công thành, ta sẽ ở đây giúp các ngươi thủ thành. Đối đoàn người kinh ngạc, Tiêu Phàm nhìn như không thấy, tiếp tục bình tĩnh nói, tựa hồ đây hết thảy đều là đương nhiên. Mọi người càng thêm kinh ngạc, bất quá rất nhanh, đại đa số người trong lòng liền âm thầm thở phào một cái. Đang nghe Hắc Ma Vương vẫn giơ nháy mắt. Trong lòng bọn họ đúng là vô so sầu lo, không phải vì Hắc Ma Vương thương cảm, mà là vì Ma Diễm Thành tương lai, vì tông môn của mình tương lai lo lắng. Hắc Ma Vương chết rồi, Ninh Khinh Ngữ trọng thương, hai tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ tương đương đồng thời mất đi sức chiến đấu, Nhạc Tây Quốc bát đại ma tông không có thống soái, lập tức liền lại biến thành năm bè bảy mảng, lẫn nhau không lệ thuộc. Dạng này một đám người ô hợp, là không có sức chiến đấu. Khi ma thú công thành thời điểm, chỉ sợ một ngày đều không chịu đựng nổi, thành phòng sẽ làm trận sụp đổ. Một khi thành phá, đối Nhạc Tây Quốc tất cả tu chân tông môn mà nói, đều là tai họa ngập đầu. Có lẽ có một số người có thể phá vây mà đi, nhưng mà đột xuất Ma Diễm Thành về sau, lại đi nơi nào đặt chân. Ma Diễm Thành vừa vỡ, Nhạc Tây Quốc toàn cảnh luân hãm chỉ ở trước mắt. Nhạc Tây Quốc tu chân giới tinh nhuệ, đều đã tập trung đến Ma Diễm Thành, một trận chiến này kỳ thật chính là sinh tử chi chiến. Chỉ cần chiến bại, hậu quả chính là vong quốc, tàn dư những tu sĩ này, trừ đi quốc gia khác ăn nhờ ở đậu, không có những đường ra khác. Bất quá bởi như vậy, vận mệnh liền hoàn toàn nắm giữ tại trong tay người khác. Nguyên anh tu sĩ có lẽ có thể được sơ qua lễ ngộ, môn hạ đệ tử bị người khi dễ lại là nhất định không thể nghi ngờ. Về phần thịnh vượng tông môn, làm vinh dự cửa nhà, kia càng là nghĩ cùng đừng nghĩ. Thật giống như Thiên Thai Tông sống nhờ tại Ma Diễm Thành, lập tức liền nhận Hắc Ma giáo ức hiếp. Nếu như không phải Tiêu Phàm kịp thời đuổi tới, ngay cả Ninh Khinh Ngữ nhất yêu quý đệ tử đều không gánh nổi. Cái này cũng là mọi người tình nguyện từ bỏ riêng phần mình tông môn tổng đàn, tự nguyện tập trung đến Ma Diễm Thành đến nguyên nhân. Trong lúc này, giữ vững Ma Diễm Thành mới là duy nhất có thể thực hiện chi đạo.
Tiêu Phàm chủ động hứa hẹn, muốn trợ giúp mọi người thủ thành, lập tức đoàn người trong lòng đều yên ổn xuống dưới. Không biết tại sao, cái này ngày xưa đã từng bị Vu Linh Cốc bắt cóc, ép buộc tham gia lệ thú hoang nguyên đánh cược tuổi trẻ hậu sinh, tự nhiên nhiên có loại kia làm người an tâm lực lượng. Phảng phất chỉ cần hắn nói như vậy, liền nhất định đáng tin cậy. Chỉ muốn đạo hữu cho phép Vu Linh Cốc cùng Hắc Ma giáo một lần nữa tách ra, thiếp thân liền ủng hộ đạo hữu vì Nhạc Tây Quốc chi chủ. Còn không có các cái khác người nghĩ kỹ. Thái Cốc chủ đã mở miệng, chậm rãi nói, giọng nói vô cùng nó kiên định. Nhìn cũng không nhìn những người khác một chút, tựa hồ cái chủ ý này, sớm đã trong lòng nàng không biết chuyển bao lâu. Cái gì, không ít người lập tức trợn mắt hốc mồm, Thái Cốc chủ đây là có bao nhiêu thống hận hai phái sát nhập. Ngay cả ủng hộ Tiêu Phàm vì Nhạc Tây Quốc đứng đầu nói hết ra. Ủng hộ một danh chính nói tu sĩ vì Nhạc Tây Quốc chi chủ. Thua thiệt nàng nghĩ ra, mắt thấy mọi người không hiểu, Thái Cốc chủ bờ môi khẽ nhúc nhích, hướng cách đó không xa một tên chấm mặt lão giả truyền âm nói. Lang Tông chủ, người này là người trong chính đạo. Dưới mắt dựa vào chúng ta Nhạc Tây Quốc chín đại ma tông lực lượng, là vô luận như thế nào đều thủ không được Ma Diễm Thành. Nghĩ phải cầu được viện binh, không ủng hộ người này làm chủ, chẳng lẽ còn có biện pháp tốt hơn sao? Cái này chấm mặt lão giả nghiễm nhưng đã có nguyên anh sơ kỳ đỉnh phong tu vi, chỉ thiếu chút nữa liền muốn bước vào trung kỳ cảnh giới, là tất cả ở đây nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong. Công lực thâm hậu nhất một vị. Cùng áo bào đen thiếu niên cha trưởng lão tương đương. Lang Tông chủ không khỏi trong lòng hơi động, trầm ngâm. Chẳng lẽ, Lang Tông chủ còn muốn phụng Hắc Ma giáo làm chủ? Còn muốn để họ cha đặt ở trên đầu ngươi? Thái Cốc chủ lại tiếp tục nói. Một nghe đến đó, Lang Tông chủ không do dự nữa, hai tay liền ôm quyền, cao giọng nói, Thái đạo hữu nói không sai, chỉ cần Tiêu đạo hữu thực tình cho chúng ta Nhạc Tây Quốc đồng đạo che gió che mưa. Lang nào đó cùng môn hạ đệ tử, nguyện ý phụng đạo bạn vì Nhạc Tây Quốc chi chủ. Nhưng có hiệu lệnh, đều nghiêm túc tuân theo. À, cái này Lang Tông chủ rõ ràng tại trong mọi người có rất cao uy vọng, nghe xong hắn cũng nói như vậy, cái khác nguyên anh tu sĩ càng là kinh ngạc không thôi, nhưng lúc trước đối Tiêu Phàm kia cỗ địch ý, sớm đã giữa bất chi bất giác tiêu tán thành vô hình. Bây giờ tiêu điểm, đã không phải là có nên hay không cùng nhau tiến lên, vây công Tiêu Phàm. Mà là có nên hay không mời hắn lưu lại khi, lão đại. Chỉ là như vậy chuyển hướng, không khỏi quá thần kỳ chút. Cha trưởng lão, ý của ngươi như nào? Ninh Khinh Ngữ liếc mắt một liếc áo bào đen thiếu niên, nhẹ giọng hỏi. Về phần Thiên Thai Tông, sớm đã cho thấy thái độ. Áo bào đen thiếu niên cắn răng một cái, nhìn qua Tiêu Phàm, âm u mà hỏi thăm, Tiêu đạo hữu, ngươi thật nguyện ý lưu lại, giúp chúng ta chống cự ma thú công thành. Tuyệt vô hư ngôn, Tiêu Phàm trịnh trọng nói. Được, như vậy, chúng ta Hắc Ma giáo cũng nguyện ý phụng đạo bạn làm chủ, thống soái Nhạc Tây Quốc các phái tu chân đồng đạo. Áo bào đen thiếu niên cố nhiên ương ngạnh, nhưng cũng là có phần người quyết đoán vật. Lại nói, hắn bây giờ tính mệnh bóp tại Tiêu Phàm trong tay, cũng tuyệt đối không dám coi là thật cùng Tiêu Phàm đối nghịch. Tiêu Phàm ngay cả đen ma vương đều giết, tuyệt không ngại lại nhiều giết hắn một cái. Thậm chí ở đây đem Hắc Ma giáo ba tên nguyên anh cao thủ một lần diệt sát. Để Hắc Ma giáo từ đây tan thành mây khói, cũng có thể. Tại tu chân giới, thực lực tuyệt đối liền mang ý nghĩa tuyệt đối quyền lên tiếng. Tiêu Phàm nếu thật là đem Hắc Ma giáo diệt, Nhạc Tây Quốc những này tu chân tông môn, tuyệt sẽ không có người có can đảm nhảy ra hướng hắn trả thù. Đỗ trưởng lão, người lại ý như thế nào? Áo bào đen thiếu niên câu này lời vừa ra khỏi miệng, Thái Cốc chủ liền nhìn chằm chằm Đỗ trưởng lão, hỏi một câu. Hai nữ nhân kẻ sướng người họa, phối hợp ngược lại là cực kỳ ăn ý. Đỗ trưởng lão trong lòng chửi ầm lên, trên mặt lại gạt ra vẻ tươi cười, nói, hắc hắc, trong giáo sự tình, đã có cha sư huynh làm chủ, tại hạ tự nhiên là không có ý kiến gì. Lúc này có ý kiến, đây không phải là tự hành muốn chết à. Tiêu Phàm ánh mắt, vô tình hay cố ý rơi vào Hắc Sa Môn Cát lão quái trên mặt. Vị này cùng hắn cũng là quen biết đã lâu, năm đó bắt lấy Trừ Cửu đi lệ thú hoang nguyên tham gia đánh cược, cũng bởi vậy thúc đẩy Tiêu Phàm cùng Trừ Cửu quá mệnh giao tình. Chỉ bất quá Cát lão quái vừa mới vội vã chạy tới thời điểm, nằm mơ đều không hề nghĩ tới, sẽ ở đây nhìn thấy Tiêu Phàm. Mà lại, Tiêu Phàm còn tiến giai thành nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Cát lão quái cái này giật mình, không thể coi thường, lúc ấy liền liên tục không ngừng đè lại độn quang, đứng xa xa, sinh sợ làm cho Tiêu Phàm chú ý. Bị một tên có cũ hận nguyên anh trung kỳ tu sĩ để mắt tới, có cái gì tốt. Nhưng là rất rõ ràng, Tiêu Phàm không có ý định bỏ qua hắn. Khóe miệng hiện lên một tia nụ cười ý vị thâm trường, từ tốn nói, đường cắt bạn, nhiều năm không gặp, biệt lai vô dạng.
Cát lão quái không khỏi xấu hổ phi thường, xa xa ôm quyền, tằng hắng một cái, nói, nhận được Tiêu đạo hữu quải niệm. Chấm ngoặc kép, nhiều năm như vậy, ta nhìn Đường Cát bạn thể cốt còn quá cứng rắn lãng, không biết Đường Cát bạn phải chăng còn nhớ được chữ cửu huynh. Cát lão quái càng thêm xấu hổ, ngượng ngùng nói, Tiêu đạo hữu, cái này. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lạnh nhạt nói, Đường Cát bạn có lẽ còn không biết chữ cửu huynh thân phận chân thật a. Nếu là biết, ta lo lắng Đường Cát bạn từ nay về sau sẽ ngủ không yên. A, à, cái này, Tiêu đạo hữu, hắc hắc, người cũng không nên hù dọa ta lão xa. Chấm ngoặc kép, miệng bên trong là nói như vậy, Cát lão quái trên mặt lại lộ ra vẻ tò mò, cái khác không ít người cũng giống như hắn, tựa hồ đối với chữ cửu thân phận chân thật có phần cảm thấy hứng thú. Không biết Đường Cát bạn phải chăng nghe nói qua Nam Châu Đại Lục Thái Thượng Tông? Thái Thượng Tông, tự nhiên nghe nói qua, nghe nói là Nam Châu Đại Lục chính đạo 10 đại tông môn một trong. Chấm ngoặc kép, Cát lão quái bận bịu tức nói, trên mặt hiện lên một vòng vẻ sợ hãi. Lúc này, Tiêu Phàm nâng lên Thái Thượng Tông, hẳn là chữ cửu hay là Thái Thượng Tông đệ tử. Đúng vậy, chữ cửu huynh chính là Thái Thượng Tông thiếu tông chủ, Thái Thượng Tông tông chủ Phương Thánh Nhân tiền bối duy nhất nghĩa tử. À, lời vừa nói ra, chẳng những Cát lão quái giật nảy cả mình, những người khác cũng cùng nhau kinh ngạc không thôi. Tiêu đạo hữu, cái này, không phải là đang nhạo báng ta lão xa à. Chấm ngoặc kép, chố mắt thật lâu, Cát lão quái mới hồi phục tinh thần lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, cười khổ nói. Tiêu Phàm hừ lạnh một tiếng, ánh mắt trong chớp nhoáng trở nên cực kỳ sắc bén. Cát lão quái bận bịu tức nói, Tiêu đạo hữu, tại hạ năm đó xác thực không biết chữ đạo hữu là Thái Thượng Tông thiếu chủ, nếu không chỗ này dám đắc tội. May mà Cát nhân thiên tướng, chữ đạo hữu cùng Tiêu đạo hữu tại Lệ Thú Hoang Nguyên đều lông tóc không tổn hao, tại hạ tội nghiệt còn không tính 10 điểm sâu nặng. Bây giờ Tiêu đạo hữu nghĩa bạc vân thiên, lấy ơn báo oán, Cát nào đó cùng cái khác đồng đạo đồng dạng, cảm kích không thôi. Cát nào đó bất tài, nguyện xuất Hắc Sa Môn một đám đệ tử, phụng Tiêu đạo hữu vì Nhạc Tây Quốc chi chủ. Từ nay về sau, Tinh Kỳ chỉ, không dám hậu nhân. Nói, hai tay ôm quyền, hướng Tiêu Phàm khom người một cái thật sâu, ngữ khí 10 điểm chân thành. Lúc này, liền xem như cái kẻ ngu, cũng biết nên làm như thế nào. Ninh Khinh Ngữ chậm rãi tiến lên một bước, ánh mắt tại trên mặt mọi người vừa đi vừa về quét qua, nhẹ nói, Nhạc Tây Quốc cửu đại tông môn, Hắc Ma Giáo, Thiên Thai Tông, Phù Linh Cốc, Hỗn Nguyên Tông, Hắc Sa Môn đều nguyện ý phụng Tiêu đạo hữu vì một nước chi tôn, tại Tiêu đạo hữu dưới trướng, cộng đồng chống cự ma thú công thành. Không biết mấy vị khác đạo hữu ý như thế nào? Cửu đại tông môn, đã có 5 đại tông môn nguyện ý, đầu hàng, còn lại mấy tên nguyên anh tu sĩ, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Việc đã đến nước này, kỳ thật bọn hắn đã không có lựa chọn. Chỉ là đoàn người trong đầu còn có chút chóng mặt, người này không phải tu sĩ chính đạo a. Vừa mới giết Hắc Ma Vương, theo lý chính là 9 đại ma tông tử địch, làm sao trong nháy mắt, liền thành Nhạc Tây Quốc chi chủ rồi. Mặc dù nói sự cấp tòng quyền, nhưng cái này ảo thuật trở nên cũng thực tế có chút quá không hợp thói thường. Còn lại những người kia, cũng không do dự bao lâu, lẫn nhau lấy ánh mắt trao đổi một chút ý kiến, liền không hẹn mà cùng hướng Tiêu Phàm ôm quyền khom người, cùng kêu lên nói, ta cùng nguyện xuất môn hạ đệ tử, phụng Tiêu đạo hữu vì Nhạc Tây Quốc chi chủ, nhưng có hiệu lệnh, đều nghiêm túc tuân theo. Ninh Khinh Ngữ cùng Thái Cốc chủ liếc nhau, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền đứng ở Tiêu Phàm đối diện, hai tay ôm quyền, khom người hạ bái. Nhạc Tây Quốc tu chân đồng đạo, bái kiến Tiêu Minh Chủ. Minh Chủ uy vũ. Chương 1145, đại quân đến giúp. Nhạc Tây Quốc chi chủ. Sự tình cuối cùng phát triển thành bộ dáng như vậy, ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng có chút phạm choáng. Đây cũng không phải là hắn dự liệu bên trong kết quả. Lúc trước chỉ muốn mang theo Trần Dương rời đi, liệu tất cũng không có người ngăn được, ai ngờ lại biến thành cái dạng này. Bất quá Tiêu Phàm cũng rất thanh tỉnh, biết trước mắt đám người này mỗi người đều có mục đích riêng, cái gọi là phụng mình vì minh chủ, bất quá là rơi vào đường cùng tạm thời thỏa hiệp mà thôi, mình nếu thật là ban xuống cái gì hiệu lệnh, bọn hắn nếu là chịu nghiêm túc tuân theo mới gọi là có quỷ. Nhưng muốn giữ vững Ma Diễm Thành, việc cấp bách, chính là nhất định phải đem những người này bện thành một sợi dây thừng. Nếu không, dù coi như hắn Tiêu Phàm có 3 đầu 6 tay, cũng vô sự vô bổ. Đúng vào lúc này, một cái thanh âm hùng hồn ầm vang vang lên. Quý Minh Quốc ngũ võ cử Triệu Thiên Khuê, xuất Quý Minh Quốc tu chân đồng đạo, đến đây tiếp Ma Diễm Thành chư vị đồng đạo. Triệu Thiên Khuê, vừa mới hòa tính hạ đi, lập tức lại xô trào. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, đều là vừa mừng vừa sợ. Một tên Hắc Ma Giáo Kim Đan đệ tử, điều khiển độn quang,
chạy như bay đến, hướng áo bào đen thiếu niên vừa chắp tay, khom người nói, khởi bẩm cha trưởng lão, Quý Minh quốc Triệu Thiên Khuê mấy vị tiền bối, đã đến ngoài thành, nói là muốn vào thành bái phỏng, mời cha trưởng lão định đoạt. Áo bào đen thiếu niên tại Hắc Ma giáo địa vị 10 điểm tôn sùng, ngày bình thường trong giáo sự vụ ngày thường, đều là hắn tại xử trí, chỉ có trọng đại sự vụ, Hắc Ma vương mới sẽ tự thân xuất mã. Bởi vậy tên này Hắc Ma giáo đệ tử rõ ràng nhìn thấy giáo chủ phu nhân cùng Đỗ trưởng lão đều tại, cũng vẫn là không chút do dự hướng cha trưởng lão bẩm báo. Cha trưởng lão đang muốn mở miệng, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, bận bịu tức hướng một bên Tiêu Phàm ôm quyền chắp tay, nói, việc này nên khi xử trí như thế nào, mời Minh chủ chỉ thị. Vừa bái qua Minh chủ, lập tức liền tự tác chủ trương, sợ là không được tốt. Tiêu Phàm khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, Triệu Thiên Khuê tới còn thật là đúng lúc, đi. Cùng đi đón đỡ Triệu đạo hữu cùng Quý Minh quốc đồng đạo. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người trong lòng rất có lo nghĩ, trong lúc này, lại cũng chỉ có thể theo Tiêu Phàm cùng một chỗ, trước hướng ngoài thành đón đỡ Triệu Thiên Khuê bọn người. Đây chính là trước hết nhất đuổi tới Ma Diễm thành viện binh. Quý Minh quốc người tới không nhiều, bao quát Triệu Thiên Khuê ở bên trong, hết thảy 6 tên Nguyên Anh tu sĩ. Nó dư 5 người đều là Nguyên Anh sơ kỳ tu vi, phục sức khác nhau, trên thân lộ ra khí tức cũng không giống nhau. Hiển nhiên là phân thuộc khác biệt tông môn. Theo Tiêu Phàm biết, Quý Minh quốc tu chân giới thực lực, cũng không so Nhạc Tây quốc mạnh lên bao nhiêu, danh xưng đệ nhất cao thủ Triệu Thiên Khuê. Cũng chỉ là một tên Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, những tông môn khác thủ lĩnh, đa số chỉ là Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới. Bằng không mà nói, lúc trước Nhạc Tây quốc chính đạo tông môn, cũng không đến nỗi toàn bộ bị đuổi đi ra. Tiêu tiên sinh, chấm ngoặc kép, tại Ma Diễm Thành nhìn thấy Tiêu Phàm. Triệu Thiên Khuê cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Tiêu Phàm nói sớm muốn đi Ma Diễm Thành tìm kiếm bạn lữ của mình. Nhưng Triệu Thiên Khuê cũng tuyệt đối nghĩ không ra, sẽ tại dạng này trường hợp nhìn thấy Tiêu Phàm ngẩng đầu mà bước đi ở phía trước, đi theo phía sau một đống lớn ma đạo Nguyên Anh tu sĩ. Nghiễm nhiên là những người này thủ lĩnh, chẳng lẽ Ma Diễm Thành lão đại, không phải là Hắc Ma Vương sao? Đây là có chuyện gì? Triệu huynh đến thật nhanh, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm mỉm cười hướng Triệu Thiên Khuê ôm quyền làm lễ. Tiêu tiên sinh, đây là, chấm ngoặc kép, Triệu Thiên Khuê một bên liên tục không ngừng ôm quyền hoàn lễ, một bên dướn cổ lên bốn phía quan sát, quả thật không thấy Hắc Ma Vương cái bóng, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Theo sát Tiêu Phàm sau lưng Ninh Khinh Ngữ bỗng nhiên mồm miệng khinh động. Hướng Triệu Thiên Khuê truyền âm nói, tốt gọi Triệu môn chủ biết được, Hắc Ma Vương đã bị Tiêu đạo hữu diệt sát đi, dưới mắt, Tiêu đạo hữu mới là ta Nhạc Tây quốc tu chân đồng đạo đại minh chủ. Ninh Khinh Ngữ gì cùng cơ chí. Liếc thấy được đi ra, Triệu Thiên Khuê cùng Tiêu Phàm có cũ, đồng thời đối Tiêu Phàm hết sức kính trọng, miệng nói, tiên sinh. Này quả không đơn giản, mặc dù tạm thời còn không biết Triệu Thiên Khuê vì cái gì dạng này kính trọng Tiêu Phàm, nhưng trong lúc này, có được Triệu Thiên Khuê dạng này ngoại viện, đối bấp bênh, ý nghĩ khác nhau Ma Diễm Thành đến nói, cực kỳ trọng yếu, đây là Tiêu Phàm thực sự trở thành Ma Diễm Thành, lão đại, trở thành Nhạc Tây quốc một nước chi tôn mấu chốt. Triệu Thiên Khuê giật nảy cả mình, tin tức này thực tế làm cho người rất chấn kinh. Bất quá Triệu Thiên Khuê cũng không hổ là một nước chi tôn, lập tức liền chấn định lại. Liên tưởng đến Tiêu Phàm đã từng rất nhẹ nhàng chế trụ mình, như vậy diệt sát Hắc Ma Vương cũng không coi là nhiều không hợp thói thường. Tại Triệu Thiên Khuê nghĩ đến, Hắc Ma Vương tu vi thật sự, cùng mình cũng chỉ tại sàn sàn với nhau. Chỉ là Tiêu Phàm tại sao lại biến thành Nhạc Tây quốc tu chân giới đại minh chủ, lại là có chút làm không rõ ràng. Nhưng mà bất kể nói thế nào, cùng Tiêu Phàm liên hệ, tuyệt đối tốt qua cùng Hắc Ma Vương liên hệ. Điểm này, đãi không thể nghi ngờ hỏi. Quý Minh quốc ngỗi võ cửa Triệu Thiên Khuê, gặp qua Tiêu Minh chủ. Triệu Thiên Khuê lập tức lần nữa ôm quyền, nghiêm nghị nói. Triệu môn chủ khách khí. Quý Minh quốc đạo hữu nhóm đường xa mà đến, gấp rút tiếp viện Nhạc Tây quốc, Tiêu mỗ cùng Nhạc Tây quốc toàn thể đồng đạo, khắc sâu trong lòng ngũ tạng. Tiêu Phàm cũng hai tay ôm quyền, khách khí nói, thần sắc nghiêm túc. Lập tức Triệu Thiên Khuê vì Tiêu Phàm giới thiệu đồng hành mấy tên Nguyên Anh tu sĩ, Tiêu Phàm vội vàng cùng bọn hắn một gặp một lần lễ. Về phần những người khác, ngược lại là không cần dẫn giới, Quý Minh quốc gần sát Nhạc Tây quốc, tất cả mọi người là một phái chi tôn, qua nhiều năm như vậy, coi như chưa từng gặp mặt, nhưng cũng là nghe tiếng đã lâu, chỉ cần nhắc lên danh tự, liền là giật mình. Đoàn người ở ngoài thành làm lễ hàn huyên đã xong, áo bào đen thiếu niên tự mình dẫn đường, dẫn dắt trước mọi người hướng Hắc Ma giáo tổng đàn. Mở rộng đen ma điện cửa chính, đem một đám khách quý lĩnh đi vào. Hắc Ma giáo đệ tử chấp sự nhóm, luống cuống tay chân dọn xong số ghế.
mọi người cùng đề cử Tiêu Phàm cùng Triệu Thiên Khuê ngồi thủ tịch, những người còn lại các loại, phân chủ khách ngồi xuống. Lúc này, Hắc Ma giáo đệ tử tầm thường, còn căn bản cũng không biết, giáo chủ của bọn hắn đã bị cao cứ thủ vị Tiêu Phàm diệt sát, chỉ là ở trong lòng âm thầm kỳ quái, làm sao mở đen ma điện cửa chính, nhưng không thấy giáo chủ hiện thân, một cái tuổi quá trẻ kẻ ngoại lai, lại không chút khách khí, việc nhân đức không nhường ai ngồi tại giáo chủ vị trí bên trên. Quả nhiên là không hiểu thấu, bất quá nhìn xem giáo chủ phu nhân, cha trưởng lão, đỗ trưởng lão đều giữ im lặng, cung cung kính kính ngồi ở một bên, những này đệ tử cấp thấp, liền càng thêm không dám lung tung nghị luận. Tiêu tiên sinh, chúng ta là đến tiếp viện, vừa mới rơi xuống cái, Triệu Thiên Khuê liền khai môn kiến sơn nói. Dựa theo tiêu tiên sinh đề nghị, Quý Minh Quốc cơ hồ cả nước động viên, tất cả tu chân đồng đạo đều phát động lên. Hiện tại, đại quân liền trú đóng ở An Viễn Thành, tùy thời có thể tới tiếp viện. Tiêu Phàm chưa mở miệng, cái khác nhạc Tây Quốc Nguyên Anh các tu sĩ liền nhao nhao thở phào một cái, lộ ra nụ cười vui mừng. Quý Minh Quốc tu chân giới thực lực không tại nhạc Tây Quốc phía dưới, nếu quả thật cả nước động viên lời nói, chẳng khác nào đối kháng ma thú lực lượng bỗng nhiên cường đại gấp đôi. Cái này là ma thú xâm lấn đến nay, bọn hắn nghe được nhất tin tức tốt. An Viễn Thành ngay tại hai nước biên cảnh chỗ giao giới, là Quý Minh Quốc cách Ma Diễm Thành gần nhất thành trì. Chỉ là, cái gì gọi là tiêu tiên sinh đề nghị. Thấy mọi người không hiểu, Triệu Thiên Khuê liền là nói, các vị đạo hữu, gia đoàn người còn có chỗ không biết, tiêu tiên sinh thế nhưng là Triệu Mỗ ân nhân cứu mạng. Cũng là Nam Châu Đại Lục Hoắc Sơn Quốc Kim Châu Thành một đời y thánh. À, chấm ngoặc kép, Kim Châu Thành y thánh. Mọi người càng là hai mặt nhìn nhau, tựa hồ hoàn toàn bị kinh sợ. Tại nhạc Tây Quốc dạng này vắng vẻ địa phương, Nam Châu Đại Lục bất luận cái gì một chỗ đều là tu chân thiên đường, về phần Kim Châu Thành y thánh, tại nhạc Tây Quốc đó cũng là đại danh đỉnh đỉnh, không ít người đều nghe nói qua chuyện như vậy. Có thể trở thành y thánh, đều là y thuật thông huyền, có thể tái tạo lại toàn thân thần y. Lại không nghĩ tới, tại trước mặt bọn hắn, an vị lấy một vị. Tiêu Phàm khoát tay áo, khẽ cười nói, Triệu huynh nói quá lời, trị bệnh cứu người, chính là thầy thuốc thiên chức. Ân nhân mà nói, đừng muốn nhắc lại. Triệu Thiên Khuê lại tiếp tục nói, chư vị, tiêu tiên sinh trước đó vài ngày tại Hồng Vũ Thành vì tại hạ chữa bệnh thời điểm, liền từng cùng ta cho tới nhạc Tây Quốc tình thế, để tại hạ vì nhạc Tây Quốc đồng đạo cung cấp chi viện. Nói thật, nếu không phải tiêu tiên sinh đề nghị, tại hạ lại còn không tới nhanh như vậy. Nhạc Tây Quốc Nguyên Anh các tu sĩ liếc nhau, đều kìm lòng không đặng nhẹ gật đầu. Đặt lúc trước, Triệu Thiên Khuê nói loại lời này, không ai sẽ tin tưởng. Nhưng Tiêu Phàm chủ động hứa hẹn lưu lại giúp mọi người chống cự ma thú tiến công, lại hoàn toàn cải biến mọi người quan niệm. Cái này rất phù hợp Tiêu Phàm tác phong làm việc. Không thể không nói, những này chân chính chính đạo cao thủ, hay là đầy cõi lòng hiệp liệt chi khí. Nói thật, tại hạ cũng chưa từng nghĩ đến, nhạc Tây Quốc các vị đạo hữu đã phụng tiêu tiên sinh làm chủ. Nhưng Triệu Mỗ thật cao hứng. Tiêu tiên sinh, tiếp xuống nên như thế nào làm việc, mời ngươi chỉ thị, Triệu Mỗ cùng Quý Minh Quốc mấy chục ngàn đồng đạo, duy tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Triệu Thiên Khuê hướng Tiêu Phàm liền ôm quyền, rất thành khẩn nói. Hắn lần này đến đây Ma Diễm Thành, nguyên bản có mấy cái mục đích, nó một chính là cùng Hắc Ma Vương gặp gỡ, thương nghị song phương hợp tác như thế nào. Ma thú cố nhiên muốn đối phó, nhưng Hắc Ma Vương cùng nhạc Tây Quốc ma đạo tu sĩ, cũng nhất định phải coi chừng. Bọn gia hỏa này, cũng không có gì đạo nghĩa tốt giảng. Cũng không nên mình nhìn dặm xa xôi chạy tới chi viện, ngược lại bị người mưu hại đi. Đó chính là chuyện cười lớn. Còn nữa, Triệu Thiên Khuê cũng có chút bận tâm Tiêu Phàm an nguy. Mặc dù lấy đường đường Nguyên Anh trung kỳ tu vi, muốn tại Ma Diễm Thành thần không biết quỷ không hay mang đi một nữ tử, thực tế chỉ là một bữa ăn sáng. Nhưng Ma Diễm Thành dù sao cũng là nhạc Tây Quốc đô thành, Hắc Ma giáo hang ổ. Vạn nhất sự có không hài, vô luận như thế nào, đều phải giúp Tiêu Phàm thoát thân. Bệnh tình của hắn, vẫn chờ Tiêu Phàm trị liệu đâu. Bây giờ Tiêu Phàm bỗng nhiên liền thành nhạc Tây Quốc minh chủ, thay thế Hắc Ma Vương địa vị, ban đầu lo lắng, tự nhiên là tan thành mây khói. Được, đã Triệu Huynh nói như vậy, thời kỳ phi thường, tại hạ cũng khác biệt Triệu Huynh khách khí. Vì đối kháng ma thú. Vì toàn bộ nhạc Tây địa khu an nguy, mọi người xác thực nhất định phải chân thành hợp tác, hợp mưu hợp sức. Tại dạng này quan khẩu, nếu là còn chân trong chân ngoài, đều có dị trí, vậy cũng chỉ có thể bị ma thú một kích phá. Tiêu Phàm nói, hai mắt sáng ngời, tại một đám nhạc Tây quốc thủ lĩnh trên mặt đảo qua. Mời minh chủ yên tâm, chúng ta như là đã phụng ngươi làm chủ, tự nhiên hết thảy đều tuân theo minh chủ phân phó, tuyệt không dám làm trái.
Ninh Khinh Ngữ nhẹ nói. Những người khác lập tức nhao nhao phụ họa. Như thế tốt lắm, vậy kế tiếp, chúng ta liền thương nghị một chút cụ thể đối sách đi. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm khẽ vuốt cằm, nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1145.